Không sai, giao ra máu tổ tinh đá, lại hướng ta xin lỗi, chuyện này ta tự xem ở các người Brett gia tộc mặt mũi, quên đi. Phải biết rằng, từ không có người cản trở ta mặt gọi ta lăn, vẫn có thể sống sót, hắn là người thứ nhất. Có thể hắn cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Vivian cũng vẻ mặt cao ngạo mở miệng, sắc mặt hơi có chút không tình nguyện. Không có biện pháp, hắn Vivian ni duy nhã thân phận gì địa vị gì. Đường đường Âu Châu đệ nhất mafia đại gia tộc ni duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn á bà chắt gái. Trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả chắt gái, chỉ là cái này một thân phận, cũng đủ để cho hắn đời này đều sống ở cao ngạo trên, bây giờ lại bị một cái không biết sống chết người Đông Phương ngay mặt gọi nàng lăn xa một chút. Nếu không phải là bởi vì Brett gia tộc, hắn sao lại như vậy tự từ bỏ ý đồ. Vì vậy ở nàng nhìn lại cái loại này điều kiện đã rất thấp, rất nhân từ. Thế nhưng, nhượng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu giao ra huyết nguyệt đá, còn xin lỗi. Điều này có thể sao? Cái này không được, lão Brett không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt Vivian tiểu thư ngươi muốn là muốn huyết nguyệt đá, chúng ta Brett gia tộc có thể phát động toàn tộc lực, mặt khác lại ngươi tìm một khối. Có thể ngươi nếu muốn Trần Tiên Sinh giao ra đây hắn khối kia, còn xin lỗi, điều đó không có khả năng. Hắn thái độ hết sức kiên quyết. Không có biện pháp. Người khác không biết Trần Phi Trần Tiên Sinh có cái gì tiềm lực, thực lực gì, lẽ nào hắn lão Brett còn không rõ ràng lắm sao? Bằng chừng ấy tuổi, đã thân thủ đánh chết truyền kỳ sát thủ Đao Phong Xét, thậm chí còn không gì sánh được dễ dàng đánh bại Quang Minh Đại Ma truyền Dumbledore, cộng thêm hắn hai đại S cộng thánh kỵ sĩ liên thủ. Loại trình độ này, sợ rằng tối thiểu cũng muốn SS cộng tầng thứ tột cùng mới có khả năng làm được đi. Mà từng tuổi này liền đã chính mình đáng sợ như thế thực lực tiềm lực, chẳng lẽ không đáng sợ? Không đáng hắn lão Brett đặt tiền cuộc. Lão Brett tộc trưởng, Mylesa đại công tước đã là tự cấp ngươi mặt mũi. Ngươi nên biết Vivian tiểu thư, là nhiều á bà cháu gái đi. Còn có, nhiều á bà hiện tại nhưng ngay khi ta sau lưng tòa thành nổi. Lôi gam tát mỗ đại công tước nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh vẻ, thú cười nói. Hắn còn thật không tin, để một cái người Đông Phương, lão Brett dám không để cho trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương mặt mũi. Hắn có gan này sao? Ha ha! Cái gì, nhiều á bà tại đây? Quả nhiên, nghe vậy lão Brett con người hơi rụt một cái, rung động ánh mắt chợt hướng lôi gam tát mỗ sau lưng lớp Strickland gia tộc tòa thành nhìn lại. Nhiều á bà, tại đây. Được rồi, lão Brett, chuyện này nhượng ta tự mình tới giải quyết đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi rốt cục mặt không thay đổi bước trên trước. Lão Brett có thể vì hắn làm được loại trình độ này, cũng được rồi. Trần, ta, mà đang nghe Trần Phi nói, lão Brett lại sắc mặt đổi, muốn mở miệng. Không cần nhiều lời, ta minh bạch, người có thể cho ta làm được loại trình độ này, đã đủ rồi, ta sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Nhưng Trần Phi lại khoát tay áo, đưa hắn cắt đứt. Ha ha! Nghe vậy thấy thế, đặt mình Đức không khỏi châm chọc cùng giễu cợt nở nụ cười, nói lão Brett tộc trưởng, người tựa hồ xen vào việc của người khác. Nhân ra cái này thái độ căn bản là không cần ngươi. Lão Brett tộc trưởng, tránh ra đi. Ngày hôm nay chuyện này với các người Brett gia tộc không quan hệ. Mylesa đại công tước cũng cười lạnh nói. Mà lôi gam tát mỗ đại công tước càng trực tiếp, cười lạnh một tiếng, lại trực tiếp phía sau phốc suy hiện ra to lớn dữ tợn cánh, xì kích động. Sau cả người lại như cùng máu hồng vậy chạy nước rút ra, làm cho, kinh khủng mùi máu tanh trực tiếp đem Trần Phi vững vàng tập trung ở, thật giống như khiến người sau không có biện pháp nhúc nhích vậy. Dừng tay, nhất thời lão Brett biến sắc, lại trực tiếp xuất thủ muốn ngăn. Ngươi thật đúng là ngoan cố a, trước qua ta cửa ải này rồi hãy nói. Đã có thể sau đó một khắc một đạo diễu cợt giọng nữ tự vang lên, đã thấy Mylesa đại công tước phía sau cũng no ra dử tợn cánh. Mùi máu tanh tràn ngập, ngăn ở lão Brett trước mặt, nói. Lấy thực lực của nàng, ngăn cản vừa mới bước vào huyết tộc đại công tước cảnh lão Brett, tự nhiên là tùy tùy tiện tiện, dư giả. Phu, CK, lão Brett nhìn không được tuôn ra miệng. Tiểu tử, ta cũng muốn nhìn một chút bây giờ còn có ai có thể đủ bảo hộ ngươi. Thấy tình cảnh này lôi gam tát mỗ đại công tước lạnh lẽo cười cười, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy vẻ châm chọc, mà tự sau đó một khắc. Hắn đã hóa thành con rơi lợi chảo năm ngón tay mạnh hướng Trần Phi chộp tới. Chỉ là giữa lúc lợi chảo sắp bắt được người lúc, lại bên tai đột nhiên truyền đến leng keng thanh.
Một đồng dạng dữ tợn con rơi lợi chảo chẳng biết lúc nào lại dò xét đến, xuất hiện ở hắn phía trước. Cùng lúc đó, Trần Phi chính tự đứng ở cách hắn vị trí chỗ ở tối đa không được 3 thước vị trí, lạnh lùng đạm mạc nhìn hắn, trên mặt thần sắc không hề bận tâm, rồi lại một chút mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Bởi vì ngay trước một giây, lại có một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hộ ở trước mặt hắn, ngăn trở ở Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước. Ai, kinh dị gian, Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước sắc mặt có chút khó coi quát lên. Là ta, một đạo khàn giọng già nua thanh truyền đến. Mọi người cái này mới nhìn rõ, từ trên trời giáng xuống thân ảnh lại cả người đều bọc một tầng xám xịt áo choàng, chỉ có phía sau giữ tợn cánh no lái ra đối phương, mới bị căng bể. Bao phủ tại nơi đầu bào phía dưới con ngươi lãnh u u, lại có một ít phiếm hồng, như trong đêm đen đỏ thắm mắt sói con ngươi, làm cho lòng người rung động đồng thời, lại cực sợ. Vạn Tư Nguyên lão, mà ở nhìn thấy áo bào cho và cặp kia lãnh u u làm cho con ngươi, dù là Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước, cũng không khỏi mạnh biến sắc, nói. Mà hắn câu này rung động thanh cũng khiến cách đó không xa trong lòng mọi người đều run rẩy. Vạn Tư Nguyên lão, là lớp Strickland gia tộc ngoại trừ truyền thuyết kia trong vĩ đại thân vương ngoại, đệ nhị người cường đại, hiện tại hắn cư nhiên tự mình xuất hiện. Chẳng lẽ hắn cũng là đến bảo người Đông Phương? Nhưng này, cái này. Vạn Tư Nguyên lão ngươi, Resam, Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước sắc mặt rất khó nhìn nhìn chằm chằm Hôi Bào lão giả, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn chân thực không nghĩ tới Vạn Tư lão giả này lại sẽ đích thân xuất thủ, hiện thân đến nơi này. Mà hắn Resam, tuy rằng được khen là lớp Strickland gia tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương dưới, trừ ra Nemesis Nguyên lão cùng với Vạn Tư Nguyên lão đệ tam người mạnh nhất, nhưng hắn bên trong lòng mình lại rất rõ ràng. Hắn trước mặt hai người vẫn còn có chút chênh lệch. Vì vậy bây giờ đối với Phương gia hiện ở trước mặt hắn, thậm chí ngăn hắn, hắn căn bản cũng không dám. Nửa động, thành thật tại đây đợi, nếu không đừng trách ta hướng ngươi động thủ. Sau đó chỉ thấy mặc áo bào cho Vạn Tư Nguyên lão nhàn nhạt, rồi lại lạnh như băng nói rằng, có thể dùng Resam đại công tước sắc mặt chợt phát lạnh, nói Vạn Tư Nguyên lão, ngươi có thể phải hiểu rõ, ta Resam không là thuộc hạ của ngươi. Coi như hắn Resam thực lực không bằng ngươi Vạn Tư, có thể hắn nhưng vẫn là có tôn nghiêm, bây giờ bị như vậy cảnh cáo, sao có thể sẽ không tức giận. Mà Vạn Tư Nguyên lão nghe vậy lại trực tiếp khàn giọng lạnh lùng nói vậy ngươi tự thử xem. Hắn cùng với Nemesis rằng co với nhau nhiều năm như vậy, lâu không nhúc nhích tay, hiện tại xem ra một ít hậu bối đều từ từ đưa hắn Vạn Tư khủng bố cho quên lãng. Cái này có thể thật không tốt. Kết quả là trong chớp nhoáng này, từ trong cơ thể hắn hiện ra lành lạnh mùi máu tanh, khiến ở đây tất cả mọi người đầu quả tim hơi bị run lên. Resam đại công tước cũng bị trước mắt một màn này cho chấn đến rồi, ánh mắt ở chỗ sâu trong tranh nộ vẻ bạo thiểm, nhưng cuối cùng vẫn ép xuống. Lạnh giọng nói đã như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, người Vạn Tư Nguyên lão còn có Brett gia tộc có thể hay không đem tiểu tử kia giữ được. Coi như hắn bây giờ bị Vạn Tư ngăn cản, Vâng Duy Nhã gia tộc Mai Lơ Sa đại công tước cũng cùng đặt mình Đức gia tộc lão Brett đang đối chiến, có thể bọn hắn bây giờ bên này vẫn còn có đặt mình Đức, Vivian, Niếp Mặc ngươi, và một cái khác bọn họ lớp Strickland gia tộc cường giả. Hai cái huyết tộc công tước, hai cái huyết tộc công tước đỉnh, còn sợ đem tiểu tử kia giết không được. Vậy không dùng ngươi quan tâm, có thể nghe nói, Vạn Tư một bên lạnh lùng nói, một bên che giấu tại nơi mạo duyên dưới giả nua khuôn mặt lại buộc vòng quanh châm chọc cười. Hai đại huyết tộc công tước, hai đại huyết tộc công tước đỉnh. Nếu là hắn Resam biết Dumbledore, thậm chí lão Howard lão tổ tông chuyện, còn có thể như vậy ngây thơ sao? Thật là có chút muốn cười a. Nemesis, lần này ngươi nếu là dám xung động một ít, sợ rằng thiên đại phiền phức sẽ chờ ngươi ngoan ngoãn đi lên đụng phải, ha ha, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là năng lượng thật lớn a. Mà ở nhìn thấy tình thế chân thực có chút hướng mình trước ngoài dữ liệu phương hướng phát triển, đặt mình nức không khỏi trên mặt thần sắc âm xâm xâm, dị thường xấu xí. Và lại sắc mặt khó coi trong còn một chút cất giấu một ít hoảng loạn. Hắn không ngốc, hiện tại rốt cuộc minh bạch Trần Phi tựa hồ không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại không pháp quay đầu lại. Còn nhớ rõ trước ngươi ở đây đấu giá hội trên, đoạt đồ của ta sao? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cuối cùng mở miệng, ánh mắt tập trung vào đặt mình Đức có chút nhãn thần ý vị thâm trường nói. Vật của ngươi, ngươi nói Ngọc La Bàn, ta đương nhiên nhớ kỹ,
thế nào, người muốn, tự cầu ta à? Đạt Mìn Đức nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền như là cảm giác mình trước làm rất rất tốt chuyện tình, nhìn Trần Phi lại là khinh miệt lại là châm chọc nở nụ cười, nói. Quả nhiên, người này là coi trọng Ngọc La Bàn, đáng tiếc lại bị hắn Đạt Mìn Đức đoạt đi rồi. Ha ha, ha ha ha, trong lòng của hắn không khỏi sảng khoái cười ha ha. Đúng vậy, ta kỳ thực rất muốn, nếu không ta và ngươi làm cái giao dịch thế nào? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không giận nộ, mà là tiếp tục hàm chứa miệng cười nhạt. Giao dịch, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách theo ta làm giao dịch sao? Nếu là ngươi, bây giờ còn xem tình huống tình hình, hãy mau đem máu tổ tinh đá giao ra đây, lại hướng ta còn có Vivian tiểu thư quỳ xuống thỉnh cầu khoan thứ. Như vậy có thể chúng ta vẫn có thể buông tha ngươi, ngươi nói là đi, xinh đẹp Vivian tiểu thư. Đạt Mìn Đức mặt âm trầm châm chọc nói. Trong lòng của hắn tuy rằng đã loáng thoáng có chút bất an, thế nhưng, bọn họ bên này ngoại trừ có gia tộc cao thủ ngoại, còn có chừng hai đại huyết tộc công tước cường giả. Một đại huyết tộc công tước đỉnh cường giả, một đại S cộng cấp hắc ám hệ dị năng cường giả. Loại này đội hình, coi như là bọn họ huyết tộc đại công tước cường giả tới, cũng có nguy hiểm, huống chi là thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy người Đông Phương. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp có chút không nhịn được, cũng chỉ sợ là để che giấu trong lòng bất an. Hắn trong lời nói mặt tiết lộ ra sát ý, lạnh lùng nói Đỗ Mã ngươi thúc thúc, làm phiền ngươi tự mình xuất thủ đưa hắn bắt. Nhiếp Mặc ngươi, ngươi cũng đi, thấy tình cảnh này Vivian cũng phái đi ra mình người theo đuổi. Như ngươi mong muốn, ta thân ái nhất Vivian tiểu thư. Hắc ám hệ S cộng cấp đỉnh phong Nhiếp Mặc ngươi nhất thời vẻ mặt âm sấm sấm chạy ra nữa, trong cơ thể hắc ám ma pháp nguyên tố cực nhanh chóng bắt đầu khởi động, sau đó trực tiếp giơ tay lên, hướng về phía trước mở ra. Trong miệng thần tốc niệm động theo chú ngữ, hướng Trần Phi đưa tay bắt đi ra ngoài. Ngay tức khắc giữa không trung liền hiện ra một hoàn toàn là từ hắc ám ma pháp nguyên tố ngưng tụ mà thành bàn tay to, một luồng sợi đáng sợ hắc ám ma pháp nguyên tố khí lưu ở phía trên lưu động, mang theo hủ thực tính, đến mức ngay cả giữa không trung đều tốt giống như vang lên xì xì thanh. Thấy tình cảnh này theo ở Đạt Mìn Đức sau lưng Đỗ Mã người cũng động, một đôi tay thổi phù một tiếng chỗ dữ tợn móng vuốt. Lạnh lẽo khuôn mặt lộ ra xương lạnh vậy châm chọc cười nhạt, liền thân hình lóe lên, phía sau tạo ra đỏ sậm, dữ tợn cánh, cấp tốc kích động theo, một móng hướng Trần Phi đứng thân khu vực chộp tới, lại còn tập trung vào đầu. Trần tiên sinh cẩn thận, thấy tình cảnh này, rời Trần Phi gần nhất Oviedo nhất thời sắc mặt đổi đổi, cấp tốc hét lớn một tiếng, lại muốn ra tay ngăn cản, lại bị Trần Phi đưa tay ngăn cản. Nhường ta tự mình tới đi. Chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một tay che ở Oviedo phía trước, một tay lại trong tầm mắt mọi người nội quỷ dị bóp động mấy cái ấn quyết, sau đó khẽ quát một tiếng định. Nhất thời vô biên chuyện kinh khủng liền xảy ra. Nguyên bản hoặc là cười nhạt hoặc là cười gần hướng hắn xuất thủ Nhiếp Mặc ngươi còn có Đỗ Mã ngươi, lại hình như trong giây lát trong định thân pháp vậy, cứng ngắc ở tại chỗ. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Nhanh, mau thả ta. Nhiếp Mặc người cùng với Đỗ Mã người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thực sự luống cuống, thần sắc hoảng sợ đại uống. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, bọn họ hét lớn thanh âm lại mạnh lùi về đến trong miệng, sau đó cả người không cách nào ức chế kinh khủng điên cuồng lay động. Bởi vì lúc này ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, không biết khi nào lại quỷ dị nhiều hơn hai ngọn đang ở quỷ dị xoay tròn viêm đèn. T. Ngay sau đó liên tiếp cũng hút lương khí thanh đột nhiên vang lên. Hiện tại một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Từng đạo kinh hãi gần chết vậy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm huyền tại bọn hắn lưỡng trên đầu, quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, thậm chí ngay cả Mai Lơ Sa, Rê Sam hai người cũng không nhìn được sắc mặt thoáng cái thay đổi. Bởi vì ở quỷ dị kia xoay tròn viêm đèn trong, coi như là bọn họ, cũng vô cùng cảm giác mãnh liệt đến rồi khí tức nguy hiểm. Cái này nhất thời làm bọn hắn con người co rụt lại. Nhưng vào lúc này, liên tục lưỡng đạo khiến ở đây tất cả mọi người ra đầu tê dại, trái tim mạnh co giật bạo tạc, vang vọng tại bọn hắn bên tai. Sau đó bọn họ liền nghe được hai cỗ hình người vật thể ngã xuống đất thanh âm, không gì sánh được rõ ràng truyền tới bọn họ bên tai, nhất thời. Tất cả mọi người choáng váng. Tê! Chết! Chết! Nhiếp Mặc người hắn, bọn họ. Mọi người đều kinh hãi gần chết nhìn lúc này không ngờ hóa thành than cốc, ầm ầm ngã xuống đất thân ảnh. Toàn thân, từ đầu đến chân đáy cũng không nhịn được điên cuồng phát sáng lên,
con ngươi sợ hãi, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo. Muốn, phải biết rằng đây chính là hắc ám hệ S cộng cấp đỉnh phong Niếp Mặc ngươi a. Ngoài ra còn có vị lớp Strickland gia tộc huyết tộc công tước đỉnh cường giả, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ hắn đều còn không có mò lấy đối phương một điểm góc áo, tự cư nhiên bị như vậy không giải thích được giết chết. Nhất thời tất cả mọi người nhìn không được thần sắc hoảng sợ tình không điều khiển tự động lui về phía sau, mà khi bọn hắn lần thứ hai nhìn phía vẻ mặt lạnh lùng tuổi nhỏ người lúc. Sợ hãi vẻ đều đã không cách nào khống chế. Cái này, đây quả thực là điên rồi a. Mà ở nhìn thấy kinh khủng như vậy, một màn kinh người, nguyên bản còn vẻ mặt tự tin đặt mình đức, lúc này từ lâu trên mặt thần sắc đều triệt để thay đổi, trở nên sợ hãi cùng khó có thể tin. Ánh mắt hắn đỏ bừng chăm chú nhìn Trần Phi, lại lần nữa nhìn lướt qua nằm xuống đất trên, than cốc, nguyên bản ép hướng Trần Phi thế, bất ngờ dừng lại, thậm chí, lúc này đều tình không điều khiển tự động ở lui về phía sau. Vẹn vẹn một kích, tới khiến hai đại S cộng cấp bậc đỉnh phong cường giả tươi sống bị nổ chết. Coi như là tầm thường SS cường giả, có thực lực này sao? Đáp án rõ ràng là tuyệt đối không có. Vì vậy đến lúc này, hắn rốt cục mơ hồ có một ít minh bạch, đến tột cùng vì sao? Tên kia đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không biểu hiện ra ngoài một điểm sợ, thậm chí ngày hôm qua còn tưởng là theo chúng con mắt nhìn chừng dưới nói ra cái loại này nói. Bởi vì hắn là thật có thể, cũng thật dám giết người. Nhất thời đặt mình đức cả người có chút lạnh lẽo, tứ chi như nhũn ra. Ngươi dám giết ta Vivian người. Có thể nhưng vào lúc này đã có một thân tức giận giọng nữ, chỉ vào Trần Phi lạnh lùng nói. Chỉ thấy Vivian vốn là tiếu lệ khuôn mặt bởi vì bầu không khí mà trở nên có chút dữ tợn, mắt long lanh lúc này càng phóng ra dị thường vẻ giận dữ. Tuy rằng hắn cũng không thích Niếp Mặc ngươi, có thể một vị hắc ám hệ S cộng đỉnh cường giả theo lại hắn bên cạnh thân, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Và lại còn có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, Niếp Mặc ngươi lại bị Trần Phi giết, hắn thế nào không giận. Đến mức hắn bản thân mình, chọc không chọc nổi, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu loại vấn đề này, không gì sánh được kiêu ngạo, từ nhỏ là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên Vivian, tựa hồ căn bản tự không có suy nghĩ qua loại này, dư thừa, vấn đề. Hắn tổ mẫu thế nhưng các nàng vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu, trong truyền thuyết chân chính vĩ đại huyết tộc thân vương. Ai dám động hắn? Ta đây hiện tại đã giết, thì thế nào? Trần Phi lúc này nghiêng đầu đi đã quên hắn liếc mắt, khóe miệng hơi câu dẫn ra, có chút giễu cợt nói. Vậy ngươi tự cho ta đi tìm chết. Vivian giận vẻ mặt mặt cười tự động thủ, vải ra một cái nhẫn. Nhất thời chỉ thấy chiếc nhẫn kia ở giữa không trung tự đón gió huyễn hóa thành một đầu cực kỳ thật lớn, lại mập mạp, xấu xí trí cực huyết trùng quái thú. Quái thú kia toàn thân cũng chỉ có há miệng, tả hữu hai hàng đan sen thật lớn hàm răng có vẻ không gì sánh được lành lạnh, cũng để cho người phía sau lưng có chút lạnh cả người, theo kỳ liền hùng hổ hướng Trần Phi nuốt đi, đưa tới liên tiếp kinh hô. Là vâng duy nhã gia tộc thánh khí, nguyễn trùng bí mật giới. Nguyên lai lại là nhất kiện thánh khí. Vivian không chỉ có là vâng duy nhã gia tộc lớn nhất thiên phú tộc nhân, cùng Brett vậy, bằng chừng ấy tuổi tựu đã đạt đến huyết tộc công tước cảnh. Tối trọng yếu là, đồng thời lưng của nàng cảnh cũng quá cường thật tốt quá, kỳ tổ mẫu là gia tộc bọn họ hai đại một trong những cự đầu, trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, nhưng lại thập phần hết sức cưng chiều hắn, điều này cũng làm cho trực tiếp dẫn đến hắn dưỡng thành cực đoan không coi ai ra gì, cùng một bức người khác phải phục tòng tính cách của nàng. Thói quen cao cao tại thượng. Mà bây giờ, Trần Phi lại làm trò chúng con mắt nhìn chừng mặt mà đem hắn Vivian người theo đuổi giết đi. Hơn nữa còn là giết được một cái ở hắn bên cạnh địa vị không thấp S cộng đỉnh dị năng giả, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không tức giận. Cho nên hắn hiện tại không kiêng nể gì cả tự ra tay, thật giống như nhận định chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không dám động hắn vậy. Phải biết rằng hắn Vivian vâng duy nhã tổ mẫu đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại. Ai dám không nể tình, ai dám động hắn Vivian. Có thể hắn loại này thật quá ngu xuẩn ý tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có thể tồn tại ở chính cô ta nhược trí vậy trong óc. Đến bây giờ việc này, không ai sẽ giống như nữa hắn như vậy ngây thơ. Sau đó chỉ thấy Mai Lơ Sa đại công tước dồn dập tiếng hét thất thanh từ bên kia chiến trường truyền đến, thậm chí đều có chút bối rối Vivian tiểu thư, mau dừng tay. Không có biện pháp, đến lúc này hắn đương nhiên không có khả năng giống như nữa Vivian như vậy ngây thơ.
mà chống đỡ Phương Cương tài sở biểu hiện ra vừa quỷ dị lại lực lượng kinh người, nói không chừng so với hắn Mai Lơ Sa cũng còn càng mạnh, điều này làm cho hắn nào còn dám tiếp tục lung tung động thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Cho ta đi tìm chết. Giống. Có thể Vivian hiển nhiên không nghe vào lời của nàng. La lên gian, từ trong tay nàng tung đi chiếc nhẫn kia, bất ngờ đã chân chính hóa thành một như phóng đại vô số lần sao biển vậy, dữ tợn, xấu xí chí cực quái thú. Tả hữu đan sen theo hai hàng lành lạnh hàm răng, nhỏ đến ác tâm nước bọt, mang theo hủ thực tính, phát sinh phát xích thanh âm, hướng Trần Phi một ngụm nuốt đến. Ta thật nghĩ ngươi là đang tìm chết, người sau sắc mặt trong sát na chìm được cùng vạn cổ không thay đổi hàn băng tựa như, thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Không có biện pháp, thứ này thật là ác tâm đến hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Hoa Liên, mà đang ở hắn một tiếng này dứt lời. Dưới chân hắn đứng ở khu vực, trong nháy mắt có giống như nở rộ xích viêm liên hoa triển khai làm cho tràng cảnh, xuất hiện ở mọi người lớn lên con người trước. Từng mảnh một hoàn toàn là từ nóng rực tam dương chân hỏa ngưng tụ mà thành cánh hoa phiêu tán ra, bốn phương tám hướng phủ kín theo, đem dữ tợn, xấu xí nhuyễn trùng quái thú cho hoàn toàn tịch quyển, sau đó theo sát mà một đáng sợ sóng nhiệt từ hoa sen kia biển trung ương phanh trầm thấp một tiếng, triệt để nổ tung. Oanh! Nhất thời dường như đạn đạo nổ tung loại nhỏ ma cô vân tại nơi khu vực dâng lên. Đáng sợ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản ra, đến mức liên không khí đều bị trưng khô, lưu lại bị nhiệt độ cao hòa tan vết tích. Phốc suy, ngay cả xa xa này nguyên bản vô ý thức muốn lui ra phía sau người vây xem, lúc này đều bị đáng sợ kia sóng xung kích trúng mục tiêu. Mặc dù là dư ba, nhưng lại dĩ nhiên làm bọn hắn tuyệt đại đa số mọi người thổ huyết rút lui rất nhiều mét, có vài người càng thân thể đều trực tiếp bị mãnh liệt trùng kích vén đụng vào sau lưng nham thạch to lớn trên, lưu lại, xì, vỡ ra vết tích. Trong khoảnh khắc trở nên một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bởi vì trong lòng chân thực ác tâm đồ chơi kia, vì vậy xuất thủ đều cơ hồ không lưu tình. Mà điều này cũng làm cho mọi người tại đây cũng không nhìn được con ngươi co rút lại lên, khó có thể tin đây là thật. Nát, nát, nguyễn trùng bí mật giới, thánh, thánh khí cư nhiên bị phá hủy. Mà tự sau đó một khắc đột nhiên có chút kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì? Nhất thời ở đây tất cả mọi người lại là sợ hãi, lại là nhãn thần hoảng sợ nhìn về, Hoa Liên nở rộ, khu vực. Lúc này nơi ấy mới thực sự là một mảnh hỗn độn, đại địa trên lưu lại nóng nhiệt độ cao tan rã vết tích, hiện lên làm người sợ hãi diễm quang. Tối trọng yếu là ở một mảnh hỗn độn trung tâm nhất khu vực, khi một đạo nói tầm mắt nhìn phía nơi ấy lúc, bọn họ con ngươi, bỗng co rút lại lên, chợt một mảnh cũng hút lãnh khí thanh âm vang vọng dựng lên. Chỉ thấy như dung nham hỏa sơn bạo phát khu vực trung tâm nhất, bất ngờ lẳng lặng nằm một quả tứ phân ngũ liệt hắc sắc vật thể, nhìn kỹ, chính là Vâng Duy Nhã gia tộc thánh khí, nguyễn trùng bí mật giới. Không, không phải đâu, thánh khí cư nhiên bị phá hủy. Đông đảo người chỉ cảm giác mình môi thẳng run lên. Lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo ngoại, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt nhiệt độ cao, mà những người đó, lại đều vào thời khắc này lớn lên con ngươi, trong miệng vắng vẻ không tiếng động lên, giống như là bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ vậy. Đây chính là thánh khí A. Mặc dù chỉ là thánh khí trình tự trong bình thường nhất, có thể đó cũng là tại đây Âu Châu. Thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới này siêu cấp thế lực hoặc truyền thừa gia tộc cổ xưa trong thế lực, tuyệt đối đỉnh cấp chiến tranh binh khí. Thậm chí còn nội tình hơi yếu một chút thế lực cùng gia tộc, tỉ như màu đỏ tươi răng, Âu Châu hắc ám thế giới 11 đại mafia gia tộc trong đoạn kết của trào lưu, thậm chí đều không có thể chính mình loại bảo vật này, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ nó lại cư nhiên làm trò bọn họ mặt của mọi người mà, bị người nhất chiêu phá hủy. Trên thực tế. Tại bọn hắn Âu Châu hắc ám thế giới biên niên sử trên, không phải là không có thánh khí bị phá hủy ghi lại căn cơ ở, nhưng giống như bây giờ, dễ dàng như vậy, tùy tùy tiện tiện, thật giống như phá hủy món đồ chơi nhất chiêu đã đem kỳ phá hủy rớt, đây quả thực để cho bọn họ khó có thể tin, chỉ cảm giác mình hiện vào lúc này có đúng hay không đang nằm mơ. Ừng ực, xa xa vây xem những người đó đều là nhìn không được gian nan nuốt hớp nước miếng, thậm chí ngay cả đặt mình đức. Mai Lơ Sa đại công tước, thậm chí Resam đại công tước, đều giống nhau. Bọn họ hiện vào lúc này trên mặt thần sắc cũng không có so với xấu xí, bởi vì, bọn họ hiện tại coi như lại ngu xuẩn, cũng khẳng định hiểu.
Bọn họ mấy tên này lần này là thực sự nhắc tới một khối thiết bản trên. Trách không được Brett gia tộc sẽ đối với hắn coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc đồng thời đắc tội bối cảnh cường đại đặt mình đức cùng Vivian. Ngươi dám phá hủy ta Vâng Duy Nhã gia tộc thánh khí. Ta giết ngươi, mà đang ở cái này trong sát na tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, lặng ngắt như tờ, rốt cục có một đạo nổi giận tới cực điểm, tiếng rít vậy vặn vẹo thanh vang lên. Chỉ thấy Vivian hướng về Trần Phi bệnh tâm thần giống. Hiển nhiên coi như hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phi cư nhiên có thể phá hủy của nàng thánh khí. Mà nhất kiện thánh khí, coi như là đối với bọn hắn Vâng Duy Nhã gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thiên tổn thất lớn. Loại tổn thất này, chỉ là ngẫm lại, để hắn quả thực nhanh điên rồi. Ngươi, chúng ta Vâng Duy Nhã gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Vivian hiện vào lúc này nhưng thật ra học thông minh, không dám lại trực tiếp động thủ, mà là dùng tay chỉ Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn nguyên bản coi như có chút mặt cười gương mặt của, cũng bởi vì này tức giận tâm tình mà trở nên dị thường dữ tợn cùng xấu xí lên, tràn đầy lửa giận trong con ngươi đầu bắn ra tràn đầy xích lõa khỏa thân sát ý. Vậy nếu không nhưng mà ta trước hết giết ngươi, gặp Vivian đều đến loại thời điểm này còn như vậy không biết sống chết, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng chân thực ấn không được tánh khí, sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt xẹt qua một điểm hàn quang, sau đó nhanh chóng chỉ thấy Kỳ giơ tay lên, quát lên viêm chỉ. Đối với loại này không biết sống chết, lại óc có vấn đề nhược trí, hắn đương nhiên cũng sẽ không có nửa điểm thương tiếc. Ngươi dám động ta, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi muốn chết sao? Vivian gặp Trần Phi trực tiếp liền hướng hắn động thủ, một đạo đáng sợ xích viêm quang điểm chính tập trung vào hắn, nhất thời sắc mặt chợt biến, kịch liệt sau này bay ngược. Hắn đến bây giờ còn sống ở mình trong ảo tưởng, cho rằng Trần Phi căn bản cũng không cảm động hắn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta vì sao không dám? Trần Phi cái này một cái, viêm chỉ, tuột tay ra, khóe miệng hàm chứa cười nhạt, nhất thời làm người ra đầu tê dại cuồng bạo, nóng năng lượng tựa như cùng dung nham hỏa sơn bạo phát vậy, sau đó một bẻ gãy nghiền nát lực lượng quang trụ tiến một đạo quang trụ trong, xuyên thủng ra, như thiểm điện vậy giết hướng Vivian. Dừng tay! Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng đến cực điểm giờ lão ẩu thanh từ mọi người sau lưng lớp Strickland gia tộc cổ bảo nội cuồn cuộn truyền đến. Như trong đêm đen làm người ta sởn tóc gáy u linh, thanh âm rất nóng lòng rất lạnh, sau đó ùng ùng đáng sợ mùi máu tanh dường như kinh đào hãi lãng vậy tràn ngập mà đến. Chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang từ tòa thành quá mót tốc lược đến. Tốc độ rất nhanh rất nhanh. Tổ mẫu, cứu ta. Mà Vivian đang nghe cái này khàn giọng tới cực điểm lão ẩu thanh, nhưng trong nháy mắt như là gặp được cái gì vĩ đại cứu tinh vậy, sắc mặt trắng bệch quát to lên, cũng khiến mọi người sắc mặt chợt biến. Tổ mẫu, đây chẳng phải là nhiều á bà, Nemesis, mà đang cùng Resam đại công tước rằng có vạn tư nguyên lão ở nhìn thấy chạy nhanh đến hai người, cũng trong nháy mắt sắc mặt đổi, nỉ non ra. Nguyên lai người lại thật là Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu, trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, nhiều á bà. Tên còn lại tắc là của hắn lão đối đầu, bọn họ lớp Strickland gia tộc Hắc Long, Nemesis. Nhưng lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không nhìn thẳng huyết tộc thân vương nhiều á bà quát bảo ngưng lại, vẻ mặt lạnh lùng thi triển ra viêm chỉ, muốn giết người. Ta gọi là ngươi dừng tay, nhiều á bà tựa hồ thực sự nổi giận, thanh âm từ cách đó không xa truyền đến như lôi đình ù ù, sau đó trong khoảnh khắc, phương viên hơn 20m trong phạm vi liền có một cổ áp lực tới cực điểm, rồi lại không gì sánh được đáng sợ mùi máu tanh từ cái hướng kia ngưng tụ đi ra. Sau một khắc một đạo đỏ tươi nam móng xé rách lực lượng lại cách hơn 20m xa cự ly, hướng về Trần Phi lưng xé rách đi qua. Một màn này nhất thời làm ở đây đông đảo người cũng không nhịn được trái tim hung hăng đầu giật mình, con người theo co rút lại. Đây là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, một khi tức giận, chân thực thật là đáng sợ một chảo này bọn họ cũng hoài nghi có thể trực tiếp đem một vị huyết tộc đại công tước cường giả giết chết. Người Đông Phương, người có đúng hay không có chút quá cản rỡ? Giống. Không chỉ có như vậy, đầu kia trên cũng chỉ có rất ít hơn 10 cây cỏ khô vậy tóc Hắc Long Nemesis cũng động thủ, trong miệng mặt phát sinh lạnh lẽo mà lại tràn đầy sát ý âm. Sau đó chỉ thấy Kỳ trong cơ thể Hắc Long máu cường thế cổ động, bộc phát ra kinh người, khiến thân thể hắn ở ngoài đều có thể đủ cảm nhận được dâng trào máu lực lượng.
Một cái tay của hắn cánh tay theo lại biến thành vảy màu đen răng khắp nơi, hắc long tay, tràn ngập không gì sánh được quỷ dị rồi lại cực đoan trầm trọng, lực lượng bá đạo, hướng về Trần Phi phía sau lưng tâm tạng bộ vị chộp tới, lại xem bộ dáng là muốn hạ sát thủ. Cút sang một bên, cảm thụ được tự thân thể hậu phương truyền tới nồng nặc sát ý, Trần Phi mí mắt đi xuống hung hăng chìm chìm, ánh mắt hàn mang hiện lên. Sau đó một thanh chuôi tràn ngập nóng nhiệt độ cao tam dương chân hỏa kiếm khí liền đang lúc mọi người lớn lên trong con ngươi, thần tốc xuất hiện, phân biệt ngưng tụ thành hai thanh hừng hực thiêu đốt thật lớn viêm kiếm, chém về phía đột kích hai người. Cái này, nhiều á bà nhất thời ra mặt hung hăng rút dưới, sau đó khàn khàn, già nua trong con ngươi liền nổi lên cực kỳ vô cùng lo lắng thần sắc. Cũng không phải hắn cho rằng Trần Phi chiêu thức ấy rất mạnh, mà là hiện tại chiêu thức ấy nếu là có thể thành công đem hắn ngăn trở. Vậy hắn há không phải có thể thống thống khoái khoái giết người. Leng keng. Đây hết thảy nàng đều thậm chí còn không có tới cho hết toàn bộ suy tư cùng cân nhắc, trong đó một thanh thật lớn viêm kiếm đã cùng nàng trước xé đi ra năm móng quang hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng nhiệt độ cao tan dã theo dấu móng tay, mà làm cho mùi máu tanh đã ở hủ thực thật lớn viêm kiếm có lực lượng. Cái này trong sát na, hai người hầu như bất phân thắng phụ. Nhưng này trong sát na, trong đó một thanh thật lớn viêm kiếm có thể cùng trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại một kích bất phân thắng phụ, chưa đi đến cảnh giới này Hắc Long Nemesis dĩ nhiên là không nhẹ nhàng như vậy. Chỉ thấy một, khác chuôi thật lớn viêm kiếm tản ra ù ù điếc tai phá bạo phá âm sóng cuốn lên, nóng cùng với lợi hại vô cùng kiếm khí trực tiếp ở trên người hắn đều nổ tung. Có thể dùng hắn ra thịt tràn ra, hồi máu đen hầu như trong nháy mắt đã biểu đi ra, khiến mọi người tại đây đều xem ngây người. Cái này, hắn, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, gần như sợ hãi nhìn một màn này. Thậm chí ngay cả lão Brett, Oviedo đều không ngoại lệ. Bọn họ mặc dù biết Trần Phi rất mạnh, thậm chí có khả năng cường đến trình độ kinh người, có thể bọn họ đúng là nghĩ không ra, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện vào thời khắc này cư nhiên có thể mạnh như vậy. Đưa lưng về phía một vị bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại. Còn có đã ở đại công tước tầng thứ này trong gần như vô địch, Hắc Long, hắn nhất tâm nhị dụng, đều lại vẫn có thể làm được loại trình độ này. Cùng người trước nén giận một kích bất phân thắng phụ, người sau tức thì bị thứ nhất kích kích thương, cái này, đây quả thực. Hanh, mà nhưng vào lúc này, mọi người lại bỗng nhớ lại người Đông Phương nặng nề hừ lạnh. Vivian, sau đó Mai Lơ Sa đại công tước, thậm chí nhiều á bà đều nhìn thấy tiếp một màn này, sắc mặt có chút cuồng nộ cùng hơi tái. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một cái viêm chỉ đã hoàn toàn xuyên thủng đi ra ngoài, đem Vivian tập trung, người sau căn bản không có biện pháp chạy trốn tập trung. Ta gọi là ngươi dừng tay, nhiều á bà lần thứ hai sắc mặt cuồng nộ nhanh hơn tốc độ, có thể hắn lúc này cự ly Trần Phi đứng thân chỗ đứng, vẫn còn có hơn 10 mét a. Vì vậy như vậy tựu sau đó một khắc, ẩn chứa lực lượng đáng sợ viêm chỉ xuyên thấu không khí, đang lúc mọi người từ từ lớn lên, sợ hãi trong ánh mắt. Lại thực sự xuyên thủng tiến nhập đã sợ ngốc, dại ra ở tại chỗ Vivian trên lồng ngực. Phốc suy. Nhất thời mọi người liền hoảng hốt rõ ràng nhìn thấy, lau một cái huyết hoa văng lên, sau cùng Vivian thân thể, vô lực ngã xuống. Mà giờ khắc này ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí hàm răng đều đang run rẩy, thân thể run run. Lại sau đó, khi bọn hắn ánh mắt lần thứ hai lay động nhìn phía cách đó không xa. Trong chiến trường ương đã sừng sững ở tại chỗ Trần Phi trên mặt lúc, bình tĩnh, một màn kia u lãnh, nhất thời làm bọn họ trái tim đều thật giống như bị hàn băng bọc lại vậy, quá chấn động cùng khó có thể tiếp nhận rồi. Làm cho bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, người Đông Phương, lại còn thực sự dám đem của nàng chắt gái giết chết. Đến lúc này, bọn họ rốt cục rõ ràng cảm thụ được, Đông Phương thanh niên nhân. Đến tột cùng là có đáng sợ cỡ nào? Phác thông một tiếng, vẻ mặt trắng bệch đặt mình đứt té ngã ở trên, cả người sụi lơ, một chút khí lực cũng không có. Siêu, siêu. Mà nhưng vào lúc này, nhiều á bà cùng với Hắc Long Nemesis rốt cục chạy đến, rơi vào cự ly Trần Phi vị trí chỗ ở không được ba thước địa phương. Người trước đang nhìn mình chắt gái thi thể, sắc mặt không cầm được băng lãnh, già nua con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi điềm nhiên nói ngươi có phải điếc hay không. Nghe không được ta theo như lời nói. Tuy rằng trên thực tế, hắn cũng không phải chỉ có Vivian như thế một cái tương đối cưng chiều chắt gái, nhưng Trần Phi vừa rồi cái loại này hoàn toàn không thấy hắn nhiều á hành vi,
lại có thể nào khiến hắn truyền thuyết này trong vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại không tức giận, không rung động. Nếu vẻn vẹn chỉ là chết cái chắt gái, xét thấy Trần Phi thực lực khủng bố, cũng không phải không có biện pháp đàm, không phải là không có biện pháp giải hòa. Nhưng bây giờ đối phương cái này thái độ lại tựa hồ như quá không nói hắn nhiều á không coi vào đâu. Làm cái này Âu Châu đệ nhất mafia đại gia tộc hai đại một trong những cự đầu, trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, hắn nhiều á, lại là chưa từng kiêng kỵ quá ai. Nhưng lúc này đây, ta không điếc, cũng không ách, chỉ là ngươi kêu ta dừng tay tựu dừng tay, ngươi cho là ngươi coi là vật gì vậy. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chậm rãi nghiêng người sang đến, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương, bỗng nói ra như vậy, chấn động nhân tâm, khiến mọi người tại đây đều sợ hãi nói. Ừng ực, thậm chí ngay cả lão Brett đều có chút choáng váng, thần sắc ngơ ngác. Trần Phi Trần tiên sinh, ở hướng về bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, nói, ngươi coi là vật gì vậy? T, nhất thời hiện tại liên tiếp vang lên hoàn toàn đã không ức chế được cũng hút lương khí thanh. Hầu như mỗi người đều mục trừng khẩu ngốc. Người Đông Phương, người có đúng hay không quá cản rỡ? Người có biết hay không người bây giờ ở nói chuyện với người nào? Nhiều á bà sâm mặt lạnh cũng còn không nói chuyện, đứng ở hắn bên cạnh, Hắc Long, Nemesis lại suốt mở miệng trước, còn người lạnh như băng nhìn chăm chú vào Trần Phi, trong tròng mắt có nồng nặc sát ý ở phun trào. Mà cánh tay hắn lúc này còn có tiên huyết nhỏ giọt xuống. Làm càn. Trần Phi quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên khóe miệng gợi lên lau một cái chẳng đáng cùng khinh miệt màu sắc, thản nhiên nói ngươi nghĩ, cái này có ngươi tư cách nói chuyện. Nhất thời ở đây mọi người sắc mặt đều bỗng nhiên sửng sốt, Hắc Long Nemesis sắc mặt cũng cứng đờ. Sau đó chỉ thấy không gì sánh được nồng nặc lửa giận từ hắn trong tròng mắt phun phát ra ngoài. Một đôi mắt dữ tợn không gì sánh được chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nộ tới cực điểm. Hắn Nemesis thân phận gì địa vị gì? Đây chính là thành công cắn nuốt trong truyền thuyết Hắc Long máu siêu cấp thiên tài, càng huyết tộc đại công tước tầng thứ này trong vô địch tồn tại, liên nhiều á bà như vậy huyết tộc thân vương, cũng không biết bỏ qua hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại bị Trần Phi trào phúng không tư cách nói. Điều này làm hắn làm sao có thể tiếp thu? Thế nhưng hắn muốn phản bác rồi lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì trước chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu triển hiện ra thực lực, quả thực đã vượt ra khỏi hắn chỗ ở trình tự cùng trình độ, mà hắn hiện tại lại là lại cùng nhiều á bà loại này nhãn hiệu lâu đời huyết tộc thân vương trực tiếp đối thoại, hắn Nemesis căn bản là so ra kém. Vì vậy hắn, đúng là không tư cách a. Trong lúc nhất thời sắc mặt hắn bị nhục nhã cùng nổi giận phồng thành chư can vậy nhan sắc. Hiện tại mọi người nhưng cũng bởi vì này một màn nhìn lẫn nhau, câu đều gặp được đối phương trên mặt rung động, cùng sai lầm. Đường đường, Hắc Long, Nemesis, Lớp Strickland gia tộc ngoại trừ trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại bên ngoài cường đại nhất người, bây giờ lại bị người quát không tư cách nói. Hết lần này tới lần khác hắn nhưng vẫn là tìm không được bất kỳ lý do gì cùng thực lực đến phản bác, đây quả thực quá nhục nhã người, cũng thật là làm cho người ta chấn động. Hắn không có tư cách, ta cuối cùng cần có tư cách đi. Mà nhưng vào lúc này, nhiều á bà rốt cục âm điệu băng lạnh lùng mở miệng, một đôi lão mâu không gì sánh được đối địch nhìn chăm chú vào Trần Phi, gần từng chữ một làm cho ta nhiều á mặt giết ta chắt gái, các hạ, vô luận như thế nào, người có đúng hay không cần cho ta cái giải thích. Vị kia là giận thật, mà ở nhìn thấy nhiều á bà như vậy lạnh lùng lời của, không ít người trong lòng đều lại đang, bồn chồn. Bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, nếu là giận thật. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Giải thích, còn cần gì giải thích, ngươi là người mù còn là óc có chuyện, lấy thực lực của ta, là thân phận gì, hắn còn dám tại đây coi chừng muốn giết ta, chẳng lẽ không đáng chết. Trần Phi một đôi mắt trực tiếp lạnh lùng nhìn nhau đi qua, không khách khí chút nào nói. Tuy rằng tuổi nhỏ, có thể thực lực của hắn, tại đây phương Tây hắc ám thế giới cũng tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất, tối vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ ngươi chính là hai cái bị làm hư công tước, lại vẫn dám đến coi chừng muốn giết hắn, muốn từ trong tay hắn mặt cướp đồ vật, cái này chẳng lẽ không đáng chết. Lời nói không dễ nghe cái này hoàn toàn là tự tìm, trách ai. Ngươi, nhất thời nhiều á bà già nua con ngươi ngưng ngưng, sau đó từ trong đó phóng ra mãnh liệt hàn mang. Trần Phi cái này thái độ cùng ngôn ngữ quá cường thế, thật giống như không đem hắn để vào mắt vậy.
Sau đó chỉ thấy Kỳ thẳng thắn nhãn thần một lệ, lau một cái sát ý đầy dẫy đi ra, lại sau đó khô lão tay trưởng mãnh liệt run rẩy, hóa thành một dữ tợn vô cùng con rơi lợi chảo, tràn ngập ra làm cho khí tức, hướng về chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong ngực liền thế như xé núi vậy động khởi tay đến, liền không khí đều nứt ra rồi. Có thể thấy được chẳng, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong mắt lại bắn ra đáng sợ quang thải. Hình ý quyền ưng hình, tê kim chảo. Chỉ thấy Kỳ chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Thương! Nhất thời tay hắn móng cùng kéo tới con rơi lợi chảo bỗng nhiên đụng vào nhau, không khí hơi bị khẽ run lên. Sau đó vô hình khí thế đáng sợ dường như hỏa sơn phun trào vậy vỡ ra được, hai người vị trí ở khu vực. Ít nhất, phương viên chừng 10 thước cự ly, đều ở đây trong khoảnh khắc làm cho vô cùng xuống phía dưới sụp đổ. Thổ địa cực phạm vi lớn vỡ vụn, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, khiến ra đầu tê dại. Người sẽ xuất thủ thử xem. Lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là trong miệng nói ra những lời này lại lộ ra làm người sợ hãi bá đạo. Đối mặt trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, hắn dĩ nhiên nói, người sẽ xuất thủ thử xem. Thật cuồng, cũng thực sự thật là lợi hại, chỉ dựa vào thân thể cư nhiên có thể lập tức thân vương cường giả công kích. Cách đó không xa, Vạn Tư Nguyên lão nhãn thần nặng nề ngưng, trong lòng cực kỳ chấn động. Phải biết rằng, bọn họ huyết tộc cường đại nhất vũ khí chính là một cặp móng cùng vô cùng sinh mệnh lực, nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên vẻn vẹn chỉ bằng mượn hắn lực lượng của thân thể, tự đưa bọn họ huyết tộc thân vương một móng cho cản lại, cái này ý vị như thế nào? Vẻn vẹn chỉ là trong lòng suy đoán một chút hắn đều nghĩ trái tim mũi nhọn có điểm đang run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được trong lòng dâng lên nồng nặc hưng phấn ý. Bởi vì, này một lần... Hắn bất cứ giá nào tựa hồ thực sự thành công. Hắn vì mình giao hảo một vị dị thường đáng sợ đông phương cường giả. Mà hắn có thể nghĩ tới những thứ này, rất hiển nhiên thân vương cấp bậc nhiều á bà cũng nghĩ đến. Hiện tại hắn loại này đẳng cấp tồn tại, bị người như vậy răn dậy, nếu đổi lại là dĩ vãng, đã sớm đại khai sát giới, nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên chỉ là mặt âm trầm, một câu nói cũng chưa nói. Tốt nửa ngày sau mới gặp Kỳ chậm rãi nói ngày hôm nay chuyện này, vô luận như thế nào ngươi phải cho ta một cái công đạo. Hiển nhiên, lời như vậy nói ra cũng đã là một loại tỏ ra yếu kém, bởi vì nàng chân thực cầm không chính xác Trần Phi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, để một cái Vivian, mà mạo muội đắc tội như vậy một cái không ấn lẽ thường ra biển hiệu người điên, chân thực không đáng, cũng không cần thiết. Cho nên hắn mới nói ra lời như vậy, một cái công đạo, cái gì dặn dò. Một câu nói cũng là một cái công đạo, một cái bậc thang cũng là một cái công đạo, không hơn. Nhất thời mọi người tại đây đều ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, trong lòng rung động cùng chấn động, hoàn toàn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Làm cho nhiều á bà mặt đem Vivian giết đi, mà bây giờ, nhiều á bà còn tỏ ra yếu kém. Cái này, quả thực. Thế mà làm bọn hắn không gì sánh được chấn động cùng sợ hãi, vẫn còn ở phía sau. Giải thích. Người nghĩ muốn cái gì giải thích, người có đúng hay không nghĩ ta thực sự rất dễ nói chuyện. Vậy người bây giờ tự dựng thẳng theo cái lỗ tai cho ta nghe rõ ràng, giải thích, không có giải thích. Người nếu không phục liền trực tiếp động thủ thử xem. Trần Phi mặt lạnh không chút lưu tình nói. Hắn không phải là không nghĩ tới nhiều như vậy, mà là chẳng đáng ở thỏa hiệp, có thể dùng nhiều á bà còn có Nemesis đều đôi mắt hung hăng co rút lại một chút. Chỉ thấy nhiều á bà theo sắc mặt tựu đã hoàn toàn trầm xuống, một chữ một cái điềm nhiên nói tiểu tạp chủng, ngươi là nghiêm túc. Có thể đi tới hắn hiện tại loại tình trạng này, lại là người lương thiện. Tiểu tạp chủng này vị miễn quá cản rỡ. Nhiều á bà, cùng hắn lời thừa cái gì? Trực tiếp giết không phải là rất tốt. Lúc nào chúng ta phương Tây hắc ám thế giới đến phiên hắn một cái người đông phương ngông cuồng như thế? Hắc Long Nemesis giật dây thanh theo vang lên. Xen lẫn nồng nặc tư tâm. Trước, hắn bị Trần Phi như vậy nhục nhã, nói hắn không tư cách, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ lệnh hắn như vậy mất mặt, điều này làm cho hắn làm sao có thể trong lòng thả dưới, nuốt trôi khẩu khí này. Mà hôm nay, đây là cơ hội,
chỉ cần một khi thành công khơi mào nhiều á bà cùng tiểu tạp chủng trong lúc đó cửu hận, hại còn sợ không giết được hắn. Phải biết rằng, đến rồi hắn loại trình độ này, đều thực lực miễn cưỡng theo kịp yếu nhất tầng thứ huyết tộc thân vương rồi, hắn Nemesis lại là người lương thiện. Huyết tộc thân vương, tương đương với SSS cấp tồn tại, lại trên, đó là cái loại này hầu như 100 năm hết Tết đến cũng khó khăn có một SSS cộng đỉnh cường giả, cực kỳ hiếm thấy, vì vậy hắn hiện tại loại tầng thứ này kỳ thực cũng đã xưng là trên địa cầu này tột cùng nhất. Lại làm sao dễ dàng như vậy bị chính là một người kinh sợ đến. Hanh! Nghe vậy thấy thế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật sâu lãnh nhìn liếc mắt Nemesis, trong lòng đã có nồng nặc sát ý sinh khí. Lại đưa mắt dịch chuyển đến vẻ mặt xương lạnh hơn á bà trên mặt, bỗng cuồng vọng cười to nói bằng không, hai người các ngươi thử xem. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Nhiều á bà rốt cục lại lần nữa nói chuyện, đem lạnh lẽo con ngươi gắt gao tập trung vào Trần Phi trên người, khô tay già đời trưởng run lên, lại biến ảo trở thành dữ tợn con rơi lợi chảo dáng dấp. Theo sát mà, tự lại nghe gặp xì một tiếng, phía sau nàng lại tái xuất hiện ám hồng sắc dữ tợn ác ma con rơi cánh. Xì một tiếng, làm cho mùi máu tanh giống như ba đảo vậy vén lên, cực kỳ sợ rằng, cũng làm người ta trong lòng áp lực tới cực điểm. Sau đó chỉ thấy kỳ động, cho thấy huyết tộc cực mạnh trạng thái chiến đấu, cước bộ một bước, cánh kích động, thân hình liền nếu ám hồng sắc lôi điện vậy bắn đi ra ngoài, giết hướng Trần Phi. Mà ở thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người nín thở, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, cái này sẽ là một hồi thế kỷ đại chiến. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở nhìn thấy một màn này lúc, nhìn thấy ám hồng sắc đáng sợ thân ảnh kéo tới, lại đột nhiên khóe miệng ngoéo. Một cái, lộ ra khinh miệt cười. Sau đó, chỉ thấy kỳ chắp sau lưng một tay, bàn tay hơi quang mang lóe lên, xuất hiện một quả lớn chừng bàn tay cổ kính. Huyết tộc thân vương, dùng để vi huyền thạch kính, lái một chút phong, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Ngay chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng như vậy cuồng vọng nghĩ lúc, Nemesis cư nhiên cũng động, vẻ mặt dữ tợn, đỏ thắm con ngươi mang theo nồng nặc sát ý. Tiếp theo sát chỉ thấy kỳ hé miệng, một luồng sợi làm người sợ hãi đáng sợ hắc sắc năng lượng lại trong miệng hắn trong mì mặt ngưng hình lên, xì xì phảng phất có lôi điện quay chung quanh, đột nhiên gian khi hắn khuôn mặt trước hóa thành một đoàn cực đại hắc cầu. Hắc long, pháo, Nemesis sau đó phát ra dữ tợn không gì sánh được giống thanh âm. Đoàn cực đại hắc cầu lại biến thành một đạo đáng sợ hắc sắc quang trụ hướng về Trần Phi phóng đi. Ven đường không khí đều phảng phất bị trưng khô, lưu lại sâu đậm vết tích. Kiếm khởi, có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cục động, trong con ngươi hàn mang lóe lên, chúng mắt thường không thấy được linh khí cọ rửa đi ra, một thanh chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành xích viêm quang thuẫn, lại trực tiếp đem hắc long pháo cản trở lại, hai người cứ như vậy rằng co ở giữa không trung. Khiến Nemesis sợ hãi. Không chỉ có như vậy, cái này còn không có kết thúc. Tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ quang thuẫn không ngờ ở trong chớp mắt, phân đi ra, một bộ phận, phảng phất hóa thành lao tù vậy, đem tập kích tới hơn á bà khóa ở giữa không trung. T, cái này, thật đáng sợ, lẽ nào hắn thật sẽ vượt qua nhiều á bà thực lực? Hắn đến tột cùng là ai? Đông phương quái vật sao? Một màn này trực tiếp khiến ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, trong lòng dâng lên giống như kinh đảo hãi lãng vậy gợn sóng. Phải biết rằng Nemesis hắc long pháo, thế nhưng Liên Vạn Tư đều từng bị thương nặng tuyệt kỹ. Chớ nói chi là hiện tại đã cho thấy thực lực mạnh nhất trạng thái huyết tộc thân vương tồn tại, nhiều á bà đều bị lực lượng thần bí hóa thành lao lung, khóa ở giữa không trung. Đây quả thực là làm người ta khó có thể tin một màn. Thậm chí ngay cả lớp Strickland gia tộc cổ bảo nội yên lặng quan sát chiến đấu hai tôn từ xưa nhân vật, cũng đều sắc mặt thay đổi, triển khai con rơi cánh vọt ra. Cho ta phá hủy, nhiều á bà sắp điên rồi, bởi vì cảm giác được nồng nặc uy hiếp cùng nguy hiểm. Phát điên vậy công kích tới đem khóa ở giữa không trung lao lung. Thế mà, hắn tuy rằng quả thật có năng lực lay động tam dương chân hỏa kiếm khí sở ngưng tụ thành phong tỏa lao lung, nhưng này đã không ý nghĩa. Ta nói với ngươi không phục vậy thử xem, chỉ là ngươi thực lực như vậy, có tư cách không phục sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, đã đưa tay đem huyền thạch kính ném ra ngoài. Cùng dĩ vãng bất đồng, cái này huyền thạch kính ở thành công dung hợp huyết nguyệt đá, cùng với trong đó địa ngục tam đầu chó một giọt máu, lột xác thành là trung phẩm pháp khí sau,
toàn bộ khí cụ bản thân đều trở nên cực kỳ nội liễm lên, thoạt nhìn thật giống như chỉ là một mặt rách dưới cổ đồng kính tử. Đó là cái gì? Thế mà huyền thạch trong kính sở chảy ra tới nhàn nhạt khí tức, lại khiến Nemesis cũng không nhịn được kinh hô lên, trên mặt tùy theo lộ ra kinh hãi màu sắc. Cái này, đây là thánh khí. Không đúng, đây là Đông Phương cổ hoa hạ cái gọi tiên nhân chi bảo. Mà đã hoàn toàn bị huyền thạch kính khí tức sở tỏa định nhiều á bà, lúc này tắc hình như trong lòng bị cái gì bế tắc ở vậy, ánh mắt cứng ngắc, nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện ra nồng nặc sợ hãi cùng chấn động. Đến rồi hắn loại trình độ này cùng cảnh giới, cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua Đông Phương cổ hoa hạ cái gọi tiên nhân chi bảo. Có thể đáng sợ như vậy bảo vật, nàng là thật chưa thấy qua a. Nga, trời ạ, người nọ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần ma sao? Vì sao hắn sẽ mạnh như vậy, còn có mặt cái gương, đến tột cùng là cái gì bảo vật? Tất cả mọi người bị sợ choáng váng, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bởi vì đến lúc này liên bọn họ đều đã nhìn ra, nhiều á bà gặp nguy hiểm. Có thể, thế nhưng, đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương a. Hiện tại lại cư nhiên tại nơi người Đông Phương dường như tiểu hài tử vậy vô lực, cái này. Bọn họ chỉ cảm giác buồng tim của mình đều phải ngưng đập, vô luận là ánh mắt hay là khuôn mặt, đều ngốc lăng cứng ngắc tới cực điểm. Giết! Mà nhưng vào lúc này... Rốt cục mọi người bên tai nhớ lại chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lẽo vô cùng thanh âm. Cũng chỉ có một tự, giết, mà chính là một chữ này khiến ở đây mọi người đầu quả tim đều không cầm được cuồng chiến lên, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng. Bởi vì, giết ai? Giết nhiều á bà. Đáng sợ rung động tiếng vang lên, huyền thạch kính nhất thời trực tiếp xông lên giữa không trung, một phân thành hai. Lại trở thành hai khỏa thớt kích thước như hắc động vậy không gì sánh được đáng sợ hắc sắc viên cầu, trầm trọng vô cùng, mặt ngoài vẫn còn quanh quẩn theo từng cái lớn chừng ngón cái hỏa xà vậy đồ vật, cũng hết sức đáng sợ, sau hướng trước mắt kinh hãi nhiều á bà trấn áp xuống đi. Không, truyền thuyết kia trong vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, nhiều á bà phát sinh làm người sợ hãi kêu thảm thiết. Thân thể bị đáng sợ kia hắc sắc viên cầu nghiền ép theo, vô luận là huyết nhục hoặc đầu khớp xương đều bị xé rách. Mà cũng bởi vì, này một màn, ở đây mọi người con người đều hoàn toàn ức chế không được sợ hãi mở to. Bởi vì, một ngày này, bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, cùng đại công tước gần như vô địch, Hắc Long, đều xuất hiện. Nhưng cũng là một ngày này, đường đường bọn họ huyết tộc tần vương cường giả, ngã xuống. Thân vương, Mai Lơ Sa đại công tước nhìn thấy một màn này, chính mắt thấy bọn họ vâng duy nhã gia tộc thân vương đầu sỏ. Bị quỷ dị kia, đáng sợ hắc sắc hình cầu đem thân thể hoàn toàn nghiền diệt, nghiền thành mảnh nhỏ, hắn chân thực yểm không lấn át được sợ hãi của nội tâm cùng đau lòng, tiếng rít ra. Đây chính là bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại a, một người tự có tư cách sáng tạo ra một cái mafia đại gia tộc. Mà đối với bọn hắn loại này từ xưa huyết tộc mà nói, thân vương tồn tại bao nhiêu, trực tiếp quyết định gia tộc bọn họ tại đây phương Tây hắc ám thế giới địa vị. Là bọn hắn nội tình. Nhưng bây giờ, bọn họ vâng duy nhã gia tộc, chết một vị thân vương tồn tại. Trên đất, từ trận huyết phụ phiêu tán, mà cả tòa lớp Strickland gia tộc tòa thành ngoại, lúc này đều đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, thật giống như bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ vậy. Mà tầm mắt mọi người, đều có chút thất thần nhìn giữa không trung phiêu tán huyết phụ, giờ này khắc này, coi như là bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút, không? Là phi thường khó có thể tin. Một vị bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, hiện tại lại cư nhiên giống như vậy thật ở trước mặt bọn họ, bị người giết. Có thể, đây chính là thân vương A. Tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới, coi như là này cao cấp nhất siêu cấp thế lực hoặc cường đại cường giả trong, huyết tộc thân vương tồn tại sở đổi thành thực lực trình tự, đều tuyệt đối là tột cùng nhất cái loại này. Là cường đại nhất đầu sỏ. Thậm chí còn tại đây Âu Châu. Một gã trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, càng là có tư cách sáng tạo ra một cái mafia đại gia tộc. Thế mà chính là như vậy nhất tôn đã đi đến vạn phần đáng sợ tầng thứ cường giả, lại cư nhiên ngày hôm nay ở trước mặt bọn họ, thật bị giết, hơn nữa còn là như vậy chân thực ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Tất cả mọi người chỉ cảm giác mình nuốt nước miếng đều có chút chắc trở. Bởi vì cả người đều nhanh không khí lực. Mà Mai Lơ Sa đại công tước. Resam đại công tước, thậm chí lão Brett, Oviedo, vạn tư nguyên lão đám người,
lúc này đều đã hoàn toàn yểm không lấn át được nội tâm sợ hãi tình. Hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng hoàn toàn không dám nghĩ không ra, Trần Phi cư nhiên thật có năng lực đem một vị vĩ đại thân vương tồn tại đều như vậy cường thế chém rớt. May mà a, may là, Resam đại công tước đột nhiên có chút nhanh lên cùng may mắn nhìn lướt qua Vạn Tư Nguyên lão. Nếu không phải đối phương đưa hắn ngăn lại nói, vậy hắn hiện tại, chỉ sợ cũng. Đến mức lão Brett, Vạn Tư đám người ở cực độ chấn động sau, dĩ nhiên chính là mừng như điên. Bọn họ là ở Trần Phi hiển lộ thực lực trước, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rõ ràng biểu lộ thái độ, vì vậy hiện tại Trần Phi triển hiện ra thực lực càng mạnh, vậy lại càng chứng minh bọn họ thành công. Mà đối với tự mình làm ra như vậy làm người ta rung động đại sự Trần Phi, nhưng thật giống như không cảm thấy có cái gì, nhưng hắn vẫn còn chưa đem huyền thạch kính thu hồi lại. Đều như vậy, người cảm thấy người còn có thể chạy. Mà tự sau đó một khắc, hắn lãnh đạm thanh âm lại vang lên. Tất cả mọi người hơi bị sửng sốt, chợt đông đảo nói ánh mắt đều cấp tốc hội tụ đến Hắc Long Nemesis trên người, bởi vì hắn lúc này, lại thừa dịp cái này khe hở cho rằng có thể chạy mất. Ngươi dám giết ta? Nemesis sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, dừng bước lại. Vì sao không dám? Trần Phi hướng hắn đi đến. Ngươi cút ngay, rời ta xa một chút. Nemesis gặp Trần Phi cất bước hướng hắn đi tới, nhất thời sắc mặt hoảng giận lên. Quát to ta cho ngươi biết. Đây chính là chúng ta lớp Strickland gia tộc đại bản doanh. Gia tộc bọn ta nội hai đại thân vương đầu sỏ cũng đều tất cả thân ta sau thành này bảo nội. Ngươi nếu là dám giết ta, bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phải. Trần Phi tự tiếu phi tiếu quét mắt nhìn hắn một cái, khinh miệt nói trước ngươi cường thế đã chạy đi đâu. Đừng quên vừa rồi lão bà tử cũng hướng ta nói đồng dạng lời tương tự, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi hẳn là gặp được của nàng hạ chàng đi. Ngươi, vâng duy nhã gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy Nemesis ra mặt tử hung hăng run run, dữ tợn nói. Phải, vậy không dùng ngươi quan tâm. Trần Phi lại lần nữa về phía trước. Ngươi đang làm gì, đừng tới đây, lui ra phía sau. Lui ra phía sau, Nemesis ngay tức khắc luống cuống, sắc lệ nội tra quát. Mà ở nhìn thấy một màn này tất cả mọi người không khỏi có chút lặng lẽ, nỗi lòng khó khăn bình. Đường đường, Hắc Long, Nemesis, đại công tước cảnh giới gần như vô địch tồn tại, hiện tại cũng không dám nhượng Trần Phi hướng hắn tới gần, đây là hạng đáng tiếc, làm sao chờ thương cảm. Siêu, có thể đáp lại hắn lại là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi ngoắc tay, huyền thạch kính sở hóa thành hai đại hắc cầu tựa như cùng lành lạnh hắc động vậy, đáng sợ vô cùng hướng Nemesis áp đi. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người xuất mồ hôi chán, trong lòng run. Chết một vị thân vương tồn tại đều còn chưa đủ, hiện tại Nemesis lại muốn. Các hạ, xin dừng tay. Nhưng vào lúc này một đạo cấp bách thanh từ đàng xa truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời, hai đạo bóng đen cấp tốc bay tới, rất nhanh liền rơi xuống Trần Phi đứng thân đứng ở khu vực ba thước ngoại cự ly. Trên người hai người đều tràn ngập đậm dày, đáng sợ mùi máu tanh. Một người trong đó chính là trước cùng Trần Phi từng có một mặt giao thủ lão Howard. Thân vương cấp bậc tồn tại. Nhiều á, có thể coi là hắn hiện tại, ở người được trong không khí còn sót lại huyết phụ, cũng không nhịn được con ngươi sâu đậm nhìn chằm chằm Trần Phi liếc mắt, nhãn thần ở chỗ sâu trong nổi lên kính nể. Trên thực tế, nhiều á thực lực là cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ hắn lại bị Trần Phi giết đi, đây chẳng phải là... T, là lớp Strickland gia tộc hai vị người quen cũ vương, lão Howard cùng với. Thêm thiếu niên hư, nhìn thấy lưỡng người, có người cũng hút lương khí kinh hô thành tiếng, bởi vì hắn tựa hồ đã nhận ra người lai lịch. Lão Howard, thêm thiếu niên hư, vậy cũng là lớp Strickland gia tộc chân chính tổ tông cấp bậc chính là nhân vật, từ tòa thành họ hàng bên vợ tự đi ra. Bọn họ là nghĩ đến bảo vệ Nemesis, đây cũng là chuyện rất bình thường. Một vị hầu như ở đại công tước cảnh giới vô địch gia tộc nguyên lão, làm sao có thể nói bỏ qua tự bỏ qua rơi. Nếu lúc này bọn họ khai chiến địa phương, đổi được là vâng duy nhã gia tộc hang ổ bên ngoài, sợ rằng nhiều á bà sẽ không dễ dàng như vậy chết. Thậm chí nói không chừng, chết còn có thể là một người. Người Đông Phương coi như là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mạnh hơn mấy vị thân vương tồn tại liên thủ đi. Hai vị thân vương, cứu ta! Nemesis nhìn thấy lão Howard, thêm thiếu niên hư đến, cũng giống là gặp được cái gì rất lớn cứu tinh vậy, hưng phấn nói. Có thể chặt tiếp trên mặt hắn hưng phấn lại trực tiếp cương ở trên mặt,
sau đó chỉ hoảng lên. Đi! Chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại không thấy cầu tình nói, con người xâm xâm, vung tay lên, tràn ngập khủng bố hơi thở hai đại hắc cầu tựa như cùng hắc động vậy hướng phía Nemesis ép tới. Nhất thời trong không khí phát sinh ù ù điếc tai thanh âm, hai đại hắc cầu dường như thái cực nguyên vậy, một tả một hữu, đến mức không khí đều bị trưng khô, vạn phần đáng sợ. Các hạ, thêm thiếu niên hư thân vương sắc mặt chợt biến, lại mở miệng nữa. Câm miệng, ngươi nếu nói nhảm nữa ta ngay cả ngươi cũng làm thịt, ta nói được thì làm được. Có thể đáp lại hắn lại là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu một câu mọi người đều miệng lưỡi làm nói. Ngươi nói nhảm nữa. Ta ngay cả ngươi cũng làm thịt. Nói được thì làm được. T. Nhất thời hiện trường một mảnh cũng hút lương khí thanh. Mà lớp Strickland gia tộc hai đại một trong những cự đầu thêm thiếu niên hư, cũng mạnh ngưng ngưng con ngươi, nhãn thần ở chỗ sâu trong cuồng nộ vẻ điên cuồng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, lại sau đó dám không dám phát sinh thanh âm gì. Một màn này cũng khiến mọi người tại đây rung động trong lòng vô cùng đồng thời, lại là cảm thán. Cái gì gọi là cường thế? Cái này gọi là cường thế. Không, sau đó chỉ thấy huyền thạch kính biến thành hai đại thất kích thước hắc cầu hướng về kinh khiếu ra Nemesis nghiền đi. Từng đạo nặng nề lực lượng trực tiếp đem người sau thân thể tập trung, một luồng sợi hắc viêm vậy hỏa xà cũng đang lúc mọi người từ từ mở lớn, sợ hãi trong con ngươi, đem đã kêu lên thảm thiết Nemesis cho cắn nuốt. Sau đó không lâu sau, Nemesis thân thể tựu trong tầm mắt mọi người nội, biến thành than cốc. Hung danh hiển hách. Được khen là đại công tước cảnh vô địch Hắc Long Nemesis, rốt cục vào thời khắc này bước lên nhiều á bà dập khuôn theo. Vẫn, Nemesis, thêm thiếu niên hư thân vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút trắng bệch, môi run run. Ở lớp Strickland bên trong gia tộc, Nemesis là hắn cái này nhất phái hệ đắc lực nhất, cũng là thực lực gần với hắn, cường đại nhất chiến tướng, vì vậy hắn vừa rồi mới muốn kỳ bảo trụ. Mà bây giờ Nemesis lại vẫn phải chết. Làm cho mặt của hắn bị giết. Nhưng bây giờ người đã chết, hắn nhưng vẫn là không phẫn nộ trách cứ đối phương giết hắn thêm thiếu niên hư thủ hạ đắc lực nhất một gã đại công tước cường giả, trái lại đang tức giận sau, lại hướng về Trần Phi khẽ khom người, nói lớp Strickland gia tộc thêm thiếu niên hư, xin hỏi các hạ đại danh. Thế nào, muốn báo thù sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, ngược lại cũng không để ý. Bởi vì lấy hắn hiện thực lực hôm nay, biết sợ đối phương báo thù sao? Không dám, thêm thiếu niên hư thấp giọng nói rằng dù sao nhiều á bà là chết ở chúng ta lớp Strickland gia tộc tòa thành ngoại, vì vậy nếu sau vâng duy nhã gia tộc bên kia hỏi tới, cũng nên cho bọn hắn có cái trả lời thuyết phục đi. Kéo cái gì vâng duy nhã gia tộc để che giấu trong lòng ngươi nói? Ngươi giàu gì cũng là cái huyết tộc thân vương đi, lời nói dám, thì thế nào? Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu giễu cợt nói. Mặc dù nói đối phương nói như vậy đường hoàng, hình như thật không thèm để ý, thế mà hắn lại từ đối phương trong ánh mắt gặp được phẫn nộ, gặp được lạnh lẽo, gặp được sát ý. Cái loại này tâm tình là rất khó khăn che giấu. Nghe vậy thêm thiếu niên hư sắc mặt cứng đờ, không nói. Ngươi có thể đem nhiều á giết chết, quả thực chứng minh thực lực của ngươi so với chúng ta đơn độc bất cứ người nào đều cường. Thế nhưng, chúng ta bây giờ đã có hai người, nhưng vào lúc này... Lão Howard nói chuyện. Vậy thì thế nào, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt thần sắc như trước bình thản. Hai cái, tăng gấp đôi nữa thì thế nào? Không được tốt lắm, ngày hôm nay chuyện này mặc kệ đúng sai, cư nhiên Nemesis đã chết, vậy không hề cầm. Chỉ là tên của ngươi là hẳn là muốn lưu lại. Lão Howard con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Tuy rằng thêm thiếu niên hư câu nói kia giáp có tư tâm, có thể nhưng vẫn là không sai. Nhiều á bà tại bọn hắn lớp Strickland gia tộc hang ổ ngoại bị người giết, hơn nữa còn là bị một cái người đông phương giết được. Bọn họ là hẳn là cấp cho tức giận vâng duy nhã gia tộc, một cái công đạo. Nếu ngươi từ đầu tới đuôi đều ở đây xem náo nhiệt, tự cũng đừng hy vọng ta cho các ngươi mặt mũi. Nemesis đáng chết, ta giết cũng sẽ giết. Nghe vậy Trần Phi mặt lạnh cười cười, bỗng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ngoan lệ, nói đến mức vâng duy nhã gia tộc. Nếu là nghĩ đến báo thù nói, ta Trần Phi tùy thời xin đợi. Nhớ kỹ đi, ta gọi là Trần Phi, các ngươi nếu là muốn báo thù, đến Hoa Hạ tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị tìm ta gọi là Trần Phi. Nói hắn nhãn thần như có như không rơi xuống Mai Lơ Sa đại công tước trên người. Hiển nhiên, hắn lời này nói đúng là cho nàng nghe được.
bọn họ chỉ sợ cũng là ý tứ này. Nhất thời Mai Lơ Sa đại công tước cả người đều run rẩy, không dám nói tiếp. Không dám, Mai Lơ Sa đại công tước cuối cùng vẫn tuyển trẻ cúi đầu, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thấp giọng nói. Mà lời như vậy vừa ra, ở đây tất cả mọi người nhìn không được trái tim mũi nhọn đều hơi run một chút chiến, thần sắc lặng lẽ. Đường đường Âu Châu hắc ám đệ nhất thế giới mafia đại gia tộc đại công tước cường giả, đem người nhiều gia tộc cường giả đánh tới, nếu muốn giết một cái người Đông Phương, lại bị trực tiếp sợ bể mật, đây không phải là sỉ nhục là cái gì. Đương nhiên đây cũng là có nguyên nhân. Truyền thuyết kia trong vĩ đại huyết tộc thân vương đều chết hết, hắn Mai Lơ Sa thân phận cao tới đâu, địa vị lớn hơn nữa, lại coi là cái gì. Sợ rằng tại nơi trong mắt người cũng liền thật chỉ là một phá con rơi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người cái loại này chiến ý liền nhìn không được càng đậm liệt mấy phần. Khi bọn hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt, cũng tràn đầy kính nể. Không dám, đi thôi, ở lưu lại nơi này cũng chỉ có thể nhượng trong lòng ta mặt phiền mà thôi. Nghe vậy, Trần Phi lạnh lùng phất phất tay, nói. Vâng, vâng, Mai Lơ Sa đại công tước nghe vậy thân thể lại không khỏi run rẩy, nhưng là không dám nói nhảm nữa, xoay người, hướng phía sau này đã bị sợ bể mật vâng duy nhã cao thủ phất phất tay, liền trực tiếp một người trước cúi đầu, xám xịt thấp mở. Thấy tình cảnh này, này đã bị sợ bể mật vâng duy nhã gia tộc cao thủ càng nào còn dám lưu lại. Tất cả sắc mặt trắng bệch tè ra quần ly khai. Mà chuyện hôm nay, đã định trước sẽ khiến cái này toàn bộ Âu Châu thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới đều rung động. Vâng duy nhã gia tộc cùng lớp Strickland gia tộc nổi danh huyết tộc thiên tài công tước, đặt mình Đức, Vivian liên thủ, kết quả trực tiếp chết một cái khác hiện vào thời khắc này bị hù được trên mặt đất co quắp theo. Cả người không khí lực đến bỏ đều không bỏ dậy nổi, hơn nữa cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vâng, một vị trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại và một. Khác đại công tước cảnh gần như vô địch Nemesis sát tay nhau tới, lại cư nhiên hiện tại chết hết, đây coi là cái gì? Nằm mơ sao, dù thế nào cho tới bây giờ ở đây tuyệt đại đa số người cũng không dám tưởng, cái này một màn kinh khủng phát sinh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hắc Long, Nemesis thi thể cũng còn tại nơi. Trong không khí cũng còn tràn ngập thuộc về huyết tộc thân vương tồn tại độc hữu làm cho uy áp, có thể cũng đã là huyết phụ. Nghĩ đến đây mọi người lại nhìn không được đầu quả tim run lên. Sau đó, bọn họ chân thực có chút không chịu nổi áp lực, một đám thần sắc hốt hoảng muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên chậm rãi nói vân vân chờ đã. Chờ, vân, vân chờ đã. Nhất thời ở đây tất cả mọi người nhìn không được cả người cứng đờ, một luồng sợi hàn khí như dây thường xuân vậy, tự bọn họ đáy lòng, dọc theo lưng cỏ 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 tự bò lên, sau đó rậm rạp tự gặp trên mặt bọn họ nổi lên vẻ hoảng sợ, bởi vì cực độ khẩn trương mà cả người đánh mất khí lực. Cái này, vị này ra gọi bọn hắn vân, vân chờ đã, làm gì, khó khăn, chẳng lẽ là còn không có giết thoải mái. Muốn thật là như thế này, bọn họ đâu còn có thể chạy thoát. Nhớ kỹ, các ngươi vừa rồi nhìn thấy, tự mình biết được rồi, đừng nói ra, nếu không sau này nếu để cho ta ở bên ngoài nghe được cái gì tin tức, các ngươi hiện tại người ở chỗ này, đều chạy không thoát, hiểu ý của ta không? Nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự lên tiếng. Nguyên lai hắn muốn nói là cái này. Minh bạch, ngài yên tâm, hôm nay phát sinh tất cả, chúng ta lấy vĩ đại thượng đế thề, tuyệt sẽ không nói ra đi. Mà đang nghe Trần Phi nói. Những người đó bên trong đầu giờ cùng con gà con mổ thóc vậy nhanh, cũng không mang do dự. Không có biện pháp, đối với một vị huyết tộc thân vương tồn tại cũng dám, đều có thể làm thịt Đông Phương yêu quái, bọn họ có lá gan hoài nghi lời của đối phương sao? Hiển nhiên tuyệt không có. Hơn nữa hiện tại chuyện này thế nhưng còn quan hệ đến vâng duy nhã gia tộc cùng với lớp Strickland gia tộc cái này hai quái vật lớn. Chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt không muốn, hôm nay phát sinh tất cả cứ như vậy tiết lộ ra ngoài. Cái này một là sẽ nhượng gia tộc bọn họ danh dự bị hao tổn, xưng là gia tộc sỉ nhục, thứ hai là một vị huyết tộc thân vương tồn tại, đại công tước vô địch tồn tại tổn thất, coi như là đối với bọn hắn hai nhà, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là bị chém nứt hai tay, hoặc là chém nứt hai chân. Cũng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ từ nay về sau tại đây phương Tây hắc ám thế giới địa vị. Vì vậy coi như là giấy không thể gói được lửa, nhiều á bà hoặc Nemesis rơi xuống tin tức tổng hội truyền đi. Nhưng có thể nhiều kéo một ngày đương nhiên là một ngày.
cái này đối với bọn hắn hiện nay mà nói, mới là muốn nhất thấy. Ừ, mà đang nghe những người đó, vang dội, cùng kêu lên hồi phục, Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó liền nghiêng người sang đi không để ý tới nữa. Trước hắn một câu kia kỳ thực hoàn toàn chỉ do là lời xã giao, chỉ là không muốn về thực lực của hắn chuyện tình, huyên náo quá sôi sùng sục mà thôi. Vì vậy vô luận như vậy cảnh cáo có thể có bao nhiêu ước thúc lực, nhưng có, tóm lại còn là so với không có được rồi. Có thể ảnh hưởng nhỏ giờ tự tận lực ảnh hưởng nhỏ giờ đi. Bất quá hắn còn là xem thường bản thân câu nói này hữu hiệu lực. Phải biết rằng, huyết tộc thân vương tồn tại, ở toàn bộ Âu Châu thậm chí phương Tây hắc ám thế giới, đó là cái gì khái niệm? Lời nói là đứng ở tột cùng nhất cường giả tồn tại, tuyệt không quá đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy chí cao vô thượng đầu sỏ nhân vật, kể cả Nemesis cái loại này huyết tộc đại công tước cảnh giới đều vô địch người, lại bị Trần Phi tam hạ lưỡng hạ tùy tiện thu thập, liên mệnh đều không bảo vệ đến, trong lòng bọn họ mặt có thể không kinh sao. Đáng sợ như vậy Đông Phương yêu quái, hiện tại ở trong lòng bọn họ trong cùng thần ma lại có cái gì khác biệt. Vì vậy, đối với Trần Phi cảnh cáo lời của bọn họ là chân chân chính chính đi vào trong lòng. Sao dám không ai dám đem hôm nay đã phát sinh, bọn họ sở chính mắt thấy được tiết lộ ra ngoài, cái này đương nhiên là nói sau, không hề cầm. Rồi hãy nói Trần Phi nhìn thấy những người xem náo nhiệt kia đều vội vàng sau khi rời đi, cũng liền không nghĩ nhiều nữa những chuyện khác, nhưng sau đó lại bỗng đôi mắt xẹt qua một tia sắc bén lệ quang, cả người tam dương chân hỏa một trọi lọi, thân thể theo lóe lên, sau đó mấy nội không ngờ tốc độ cực nhanh xuất hiện ở đã sụi lơ trên mặt đất không khí lực đặt mìn nước trước mặt. Người sau nhất thời bị lần này hù được trái tim đều nhanh thiếu chút nữa thùng thùng đụng đi ra, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, kinh khủng chiến nguy nói ngươi, ngươi đừng tới đây a. Ngươi không phải mới vừa thật điên thật lợi hại sao, hiện tại thế nào tựu thành như vậy? Được rồi, ta hiện tại cũng không rảnh không công phu bồi ngươi ở đây lời thừa. Ngọc La bàn giao ra đây, bản thân sẽ đem ngươi cặp kia ác tâm cánh chém đứt, chuyện này coi như hết. Trần Phi mâu quang rơi vào trên người hắn, lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn đương nhiên chưa Ngọc La Bàn thế nhưng vẫn còn người này trên người, không bắt được sao được. Cánh chém đứt, có thể nghe nói đặt mìn đứt lại vô ý thức thần sắc hốt hoảng con ngươi nới rộng ra, khó có thể tiếp thu. Phải biết rằng, bọn họ huyết tộc phía sau cái này hai cánh bàng, có thể là bọn hắn toàn thân mấu chốt nhất, cũng là tối trọng yếu bộ vị, cũng chỉ có trái tim có thể cùng đặt chung một chỗ tương đối. Nếu là chém đứt, cái này có thể gọi hắn tự đoạn hai tay cái gì, muốn nghiêm trọng hơn. Cái này sao có thể được? Các hạ, các người Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta không quá chắc chắn ta nói đúng hay không, chỉ là, lấy đặt mìn đức thực lực, tương lai cũng không có khả năng đối với người tạo thành uy hiếp gì, vì vậy. Thêm thiếu niên hư thân vương thấy tình cảnh này, nhịn không được cau mày nói. Ngược lại không phải là hắn thương cảm đặt mìn đức. Hoặc là cùng hắn quan hệ rất mật thiết, mà là cảm giác Trần Phi như vậy khi hắn thêm thiếu niên hư trước mặt ra lệnh cho bọn họ lớp Strickland gia tộc công tước tự mình hại mình, cái này chân thực có chút nhượng trong lòng của hắn rất khó chịu a. Ngạn ngữ, vậy ngươi còn không có biết hay không chúng ta Hoa Hạ có ngạn ngữ, nói đúng thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, sát nhân tu triệt để, chém thảo muốn trừ tận gốc. Lại nói tiếp ta ngay cả Nemesis đều giết, cũng coi như với các ngươi lớp Strickland gia tộc kết huyết cừu. Vậy có phải hay không ý nghĩa, vừa vặn hiện tại hai vị đều ở đây, vậy dứt khoát. Tất cả chuyện này nhất định giải quyết tốt, quên đi. Trần Phi trực tiếp nghiêng đầu đến, tuét miệng lành lạnh bỗng nhiên cười nói. Cái này lão con rơi, có phải là thật hay không cho là mình coi là nhân vật nào? Ngươi nói cái gì? Thêm thiếu niên hư thân vương trong nháy mắt sắc mặt giận dữ, nửa xanh nửa tím. Hắn tự nói chỉ là một ít mà thôi. Chẳng lẽ hắn ngay cả lời đều không pháp nói? Ta nói cái gì, ta nghĩ người chỉ kia phá cái lỗ tai hẳn là nghe được rất rõ ràng. Ta khuyên người tốt nhất câm miệng, bằng không, hôm nay gian chúng ta khó thoát đánh một trận. Trần Phi băng lạnh lùng nói, một làm người sợ hãi ngoan lệ cảm còn có cường thế tịch quyển đi ra. Hắn hiện tại rất nghiêm túc, không phải là đang nói đùa. Ta, nôn, cự ly Trần Phi gần nhất. Sụi lơ trên mặt đất đặt mìn đức tự nhiên là đứng mũi chịu sào, cảm giác được một làm hắn hít thở không thông lực lượng kéo tới, lại nhượng hắn theo nôn mửa ra. Phế vật, nhất thời thêm thiếu niên hư trên mặt thần sắc âm trầm càng khó coi, hắc được hãy cùng đáy nổi dường như.
đường đường huyết tộc công tước, bây giờ lại bị khí thế tự sợ đến nôn mửa ra, đây là cột của người nào mặt? Còn chưa phải là cột bọn họ lớp Strickland gia tộc mặt. Quả thực chính là một cái phế vật. Thanh niên nhân, người quá cản rỡ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tràn ngập ra, đã thấy thật lâu không nói lời nào nói lão Howard chẳng biết lúc nào, không ngờ đi tới thêm thiếu niên hư phía trước. Hắn một bên đi về phía trước, một bên dưới chân bước chân lại vang lên, đông, đông, đông. Trầm thấp nứt ra thanh, một luồng sợi kinh khủng mùi máu tanh cứ như vậy đạp trên mặt đất, vô luận là uy thế cũng hoặc là tràng cảnh, đều quá mức kinh người. Để xuống không tha tứ, không có thể như vậy ngươi bây giờ trên miệng định đoạt. Xem náo nhiệt tốt nhất tự từ đầu tới đuôi nhìn tiếp, nếu không nếu rước họa vào thân, ngươi gánh nổi sao? Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đáp lại cho dù so với hắn tưởng tượng muốn kịch liệt. Chỉ thấy kỳ tiện tay lại đem huyền thạch kính tìm được, chữ ở trong tay, nghiêng người sang đến con ngươi lạnh lùng trực diện lão Howard. Tuy nói khi hắn cảm giác trong, là có thể cảm giác được. Đều là huyết tộc thân vương, lão Howard là quả thực nếu so với hai người khác cường một ít. Đoán chừng đều nhanh đi đến huyết tộc thân vương đỉnh phong. Có thể vậy thì thế nào? Chớ nói trước hắn huyền thạch kính chưa lột xác tới trung phẩm pháp khí lúc, hắn đều hoàn toàn không sợ đối phương cái loại này trình tự. Chớ nói chi là hiện tại, hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, đây là lưỡng chủng hoàn toàn khác nhau khái niệm, đối với hắn hiện thực lực hôm nay tăng phúc, tự nhiên cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hanh! Có thể nhưng vào lúc này, lão Howard trong tay chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều hơn một thanh tàn nhẫn dạn nứt. Rồi lại tràn ngập lành lạnh sát khí, điển hình phương Tây hình tượng chiến phủ. Mà kinh khủng kia chiến phủ vừa xuất hiện, liền phảng phất là có nhất tôn cự nhân ở cách không hò hét, giống vậy, còn lại ở đây tất cả mọi người cảm giác màng tai như là nhanh bị đánh rách tả tơi. T, đó là gò núi cự nhân chi chiến phủ, mà ở nhìn thấy cây chiến phủ búa cách đó không xa lão Brett đám người con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt thần sắc tùy theo có vẻ kinh hãi không gì sánh được. Gò núi cự nhân chi chiến phủ, đây chính là tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử từng lưu lại quá hiển hách truyền kỳ thanh danh, cùng với vô cùng chiến tích thập đại thần khí một trong. Tối thiểu từng có hai vị tính SSS cấp cường giả, đều là chết ở cái loại này đẳng cấp thần khí mũi nhận dưới, kỳ chỗ kinh khủng, chân thật đáng tin, vì vậy bọn họ lúc này mới sẽ như vậy giật mình, như vậy rung động. Trên thực tế, tại bọn hắn phương Tây hắc ám trên thế giới cái gọi là thánh khí. Vậy cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Yếu nhược tiểu nhân thánh khí, giống như Vivian trước sở xuất ra, nguyễn trùng bí mật giới, kỳ thực nhiều lắm cũng chỉ có thể ở đại công tước cảnh giới hoặc S cấp dưới đùa giỡn một chút uy phong, mà đi lên nữa, cũng sẽ không quá được rồi. Có thể giống như lão Howard hiện tại sở lấy ra nửa chuôi này, gò núi cự nhân chi chiến phủ, liền SSS cường giả đều có thể đủ uy hiếp được, thậm chí chém giết chết. Vậy tự nhiên là bọn họ phương Tây cường đại nhất cao cấp nhất nhóm kia lần thánh khí. Cũng là chỉ có cường đại nhất, cao cấp nhất nhóm kia lần thánh khí, mới có tư cách bị quan thượng thần khí xưng hào, hơn nữa chúng nó còn cũng chỉ có 10 món. Bởi vậy thấy rất mạnh. Trung phẩm pháp khí, không đúng, tựa hồ còn so với trong tay ta huyền thạch kính, lợi hại hơn một điểm. Dù là Trần Phi cũng là sắc mặt một ngưng, bởi vì hắn phát hiện, lão Howard trong tay phương Tây chiến phủ lại so với trong tay hắn huyền thạch kính, lợi hại hơn một ít, cái này. Xem ra là không thể xem thường những, này có thể ở trên địa cầu xưng vương xưng bá hắc ám bá chủ. Vô luận Đông Tây Phương, đều vẫn còn có chút nội tình cùng dựa vào a. Ta biết ngươi có thể giết chết nhiều á, là bởi vì ngươi trong tay mặt cái gương, có thể đồng dạng đồ vật, chúng ta lớp Strickland gia tộc cũng có. Nếu ta hiện tại cầm chuôi này gò núi cự nhân chi chiến phủ cùng nhiều á khai chiến, đồng dạng cũng có thể giết hắn, ngươi tin không? Lão Howard xuất ra gò núi cự nhân chi chiến phủ sau, rốt cục lại mở miệng nói chuyện nữa, lạnh lùng nói. Nguyên bản hắn là không muốn xuất ra loại binh khí này, nhưng Trần Phi lại thật ngông cuồng. Dù sao nói cho cùng, đây chính là bọn họ lớp Strickland gia tộc hang ổ a. Thật cho rằng không có biện pháp có thể làm gì được một mình ngươi người Đông Phương. Ha ha! Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại bỗng nở nụ cười, sau đó trong cơ thể linh khí cấp tốc vừa chuyển, lại trong vòng mấy cái hít thở tựu lại để cho huyền thạch kính hóa thành hai cái thớt lớn nhỏ hắc cầu, trên đó tràn ngập lành lạnh hắc viêm, một luồng sợi như lành lạnh xà khu dẫy dụa vậy, tràng cảnh nhất thời thập phần hoảng sợ, cũng khiến lão Howard con người mạnh ngưng ngưng,
sau đó hiện lên lạnh lẽo màu sắc trang nhã. Ngươi muốn động thủ? Ngươi không phải là đang ép ta sao? Thật cho rằng tùy tiện cầm bệnh phá búa đi ra, ta sẽ thỏa hiệp. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Trần Phi đi. Trần Phi hé miệng, lè lưỡi lạnh lùng liếm môi một cái, sau dĩ nhiên thấp giọng quát giết. Oanh! Mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắc cầu động, như là mang theo trầm trọng vô cùng áp lực, đến mức cách giữa không trung đã đem mặt đất áp sụp 450 cm, xuất hiện một đám đen nhánh động quật, làm cho lòng người lạnh, lại thích giống như tại nơi nặng nề áp lực trong lại tràn đầy quỷ dị nhiệt độ cao, trưng khô không khí, hủ hóa nham thạch, hơn nữa khiến thêm thiếu niên hư, lão Howard hai đại thân vương đều cái trán mồ hôi hột thoáng cái lăn đi ra, làm ướt cổ cùng hai vai quần áo. Trên thực tế, nếu lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi chút lui nhường một bước, cũng không đến mức khiến lão họ uất xuất ra, gò núi cự nhân chi chiến phủ, như vậy thần khí, thế nhưng, lui một bước, đó chính là bộ mặt cùng thái độ trên được mất. Chính như lão họ uất không muốn tại đây gia tộc bọn họ hàng ổ ngoại triệt để mất mặt vậy, hắn, Trần Phi, cũng không muốn tại đây phương Tây bị một thanh phá búa tự dọa cho hù ở. Thần khí, có mạnh hay không, lợi hại hay không, chỉ có đánh mới biết được. Hanh, mà lão Howard thấy thế đã mặt lạnh không muốn nói chuyện. Bước ra một bước, trong tay hắn chuôi này gò núi cự nhân chi chiến phủ thật giống như phú dư hắn thần linh lực lượng vậy, dường như hỏa sơn bạo phát, lại thích tựa như biển khiếu cuốn ngày, thần lực, từ thân thể hắn còn có chiến phủ phủ nhận trên xuất hiện, mắt thường khó có thể bắt, nhưng lại cường đại dị thường, giống như là trong truyền thuyết chiến thần Azaz binh khí vậy, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn, câu đều phải băng diệt hủy diệt. Sau đó, gò núi cự nhân chi chiến phủ lực lượng hình như điên cuồng phóng thích ra ngoài, không ngừng mà kéo lên, tự ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này triển hiện ra khí thế đều tốt giống như dần dần bị, thần lực, sợ áp chế. Mà cái này, cũng chính là thần khí chỗ kinh khủng. Đứng ở hắn các phương Tây hắc ám thế giới cao cấp nhất thần linh binh khí. Tốt, thật đáng sợ, đây là thần khí trong truyền thuyết sao? Cách đó không xa, Brett gia tộc lão Brett, Oviedo đám người. Câu đều trong lòng không gì sánh được chấn động. Bọn họ Brett gia tộc là không có loại này đẳng cấp đỉnh cấp thánh khí, cho nên mới phải như vậy rung động. Phanh! Tại nơi giữa không trung, chỉ là huyền thạch kính biến thành hắc cầu cùng tay kia cầm gò núi cự nhân chi chiến phủ lão Howard khí thế đổ vào, cũng đã phảng phất là muốn làm trong không khí nổ tung, bộc phát ra, xì xì, mật ma điếc tai thanh, giống như muốn đem màng nhĩ của mọi người nổ tung. Dưới chân thổ địa cũng một tầng bắt đầu đổ nát. Mà nhưng vào lúc này, huyền thạch kính sở hóa thành hai đại thất đại, kinh khủng hắc cầu đã áp đảo cự ly lão Brett chỉ có nửa thước phạm vi ngoại. Ngươi là thật muốn nhượng ta giết ngươi. Lão Howard sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng phun ra, thế nhưng, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy áp lực thực lớn, nắm gò núi cự nhân chi chiến phủ cái tay kia, lại đang. Jun, có bản lĩnh ngươi tự thử xem. Trần Phi đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua lành lạnh màu sắc, cũng mang theo điên cuồng cùng ngoan lệ, nhìn chằm chằm lão Howard, lão gia hỏa này không hổ là lớp Strickland gia tộc áp đáy hòm hàng hóa ứ động, hơn nữa chuôi này phá búa. Chỉ là ngươi bay ra ra ta cũng không phải ngồi không. Giết ta, có bản lĩnh vậy ngươi tự thử xem a. Đến lúc này hắn rốt cục toàn thân khí thế đạt tới điểm cao nhất, tiếp theo sát con ngươi cũng theo lành lạnh, khóe miệng cong lại. Chợt nhếch môi điên cuồng hét lên nói đập cho ta. Hung hăng đập. Oanh. Một trầm trọng như núi lực lượng từ phía trước náo động. Trong khoảnh khắc, huyền thạch kính sở hóa thành hắc cầu như lưu tinh rơi vậy, hung hãn áp đỉnh. Tê, tê. Nhất thời lão Howard trong mắt bắn tóe ra lành lạnh vẻ ngưng trọng, con người co rút lại, sau đó thân hình ở trong nháy mắt đó một bên bạo lui ra ngoài, một bên rồi lại sâm mặt lạnh, không gì sánh được dữ tợn, phát sinh tê, tê. Nguy hiểm rồi lại làm người ta tâm leo lên cảm giác mát quỷ dị con rơi gọi. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn mặt gò núi cự nhân chi chiến phủ bị nói lên, về phía trước hung hăng một chém. Thần phạt, cho ta chém nát nó. Lão Howard phát sinh cùng thường nhân khác hẳn mà dị gầm nhẹ, rất là băng lãnh, sau đó chỉ thấy phủ nhận đứng ở hắc cầu lên. Không gian hơi bị kiềm hãm. Phanh. Nhất thời. Hung hãn như cự thú viễn cổ vậy xông tới tại nơi cầu cùng phủ nhận tiếp xúc mặt cuồng liệt vô cùng triển khai. Trong lúc nhất thời một có thể nói là đạn hạt nhân bạo phát sóng xung kích mãnh liệt tản ra đến.
Tràng diện quả thực quá kinh khủng, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Sau đó trong nháy mắt huyền thạch kính sở hóa thành hai đại hắc cầu hậu phương mặt đất phanh một tiếng nứt ra rồi, giống như là bị to lớn vô hình phủ ngạnh sinh sinh chém đi ra ngoài vậy, độ dài ít nói gần 100 mét, độ rộng cũng là không gì sánh được khoa trương đạt tới 3-4 thước, tại nơi trong khe tràn đầy không gì sánh được làm cho cùng cuồng bạo thần lực, cực đoan khủng bố. Mà một bên, huyền thạch kính sở hóa thành hai đại hắc cầu phía dưới thổ địa, cũng bất ngờ cho thấy làm người ta trợn mắt hốc mồm hình ảnh. Hố sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tọa lớn vô cùng hố sâu. Một tọa đường kính tối thiểu vượt qua 20m khủng bố hố sâu. Chiều sâu tối thiểu đã ở 5 thước đã ngoài. Phốc suy. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng há mồm phun ra một búng máu, thiếu chút nữa một chút chân mềm cắm trên mặt đất. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ đạp đạp miệng, giống như lạnh như băng. Hoặc như là tự tiếu phi thiếu nói nguyên lai đây chính là cái gọi thần khí. Là có giờ lợi hại a. Hắn cuối cùng vẫn không một cước mềm xuống phía dưới, mà là đầu khớp xương trực đĩnh đĩnh đứng. Mặc dù bảo hôm nay đầu tiên là cùng Nemesis còn có nhiều á bà chém giết một hồi, hiện tại lại cùng cầm trong tay thần khí lão ho uất cứng đối cứng, người khác cũng không phải thiết đả, theo lý thuyết sớm cần tiêu hao. Có thể mặc danh kỳ diệu hắn hiện tại lại càng ngày càng hưng phấn. Mà hắn câu nói kia, không ai trả lời, bởi vì lúc này hiện đang lúc mọi người câu đều lặng lẽ, thậm chí mục trừng khẩu ngốc nhìn chiến trường, nhìn một màn kia. Cái này, đây thật là người có thể làm được. Ta, thêm thiếu niên hư đột nhiên mặt sau có chút chiếu sáng rụt cổ một cái, trong con người hiện lên một tia hối ý cùng sợ hãi, như là đang hối hận, vì sao bản thân trước muốn cùng người điên, yêu quái kia phát sinh ngôn ngữ xung đột. Đạp, đạp, đạp. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đạp khởi bước tử, toàn bộ người đi tới Brett trước mặt. Hắn cặp kia làm trò ngược rồi lại tràn đầy hàn ý con người quá lạnh, lạnh đến người sau đều nhanh nhịn không được đổ nát, sau đó triệt để hồ ngôn loạn ngữ, khóc giống chảy nước mắt cầu, van cầu ngài đừng giết ta. Ta tự mình hại mình. Phốc suy, hắn lần này tựa hồ thực sự bị sợ sợ, thân thủ đem mình hai cánh cho ban đoạn. Trong nháy mắt rơi xuống công tước cảnh giới. Ngọc La Bàn sao? Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng ngữ điệu lại vẫn là không có bất luận cái gì phập phồng, chậm rãi nói. Hắn cũng không muốn đến bước cuối cùng này mới thất bại trong gang tấc a. Ở tòa thành trong, Đạt Mìn Đức chịu đựng đau thấu tim gan, nói. Oviedo công tước, làm phiền ngươi thay ta đến bên trong đem Ngọc La Bàn lấy ra nữa. Trần Phi nói. Vâng, ta ngay tức khắc đi. Nghe vậy Oviedo công tước cả người một cái giật mình. Cúi đầu nhìn lướt qua thêm thiếu niên hư còn cùng lão Howard, gặp đối phương không bất kỳ phản ứng nào, liền lập tức tạo ra cánh lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía tòa thành. Cho tới bây giờ, Trần Phi sở ra lệnh cùng nói, hắn ở chính mắt thấy trước hai chàng, một màn kinh khủng, sau, nào còn dám nhẹ đãi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt không nói, lão Howard cũng lại xuất kỳ không bất luận cái gì ngôn ngữ, tĩnh đứng yên ở tại chỗ. Điều này làm cho hắn thêm thiếu niên hư trong lòng vô cùng phức tạp cùng nôn nóng, nhưng lúc này đây hắn nhưng cố không dám lại nói chuyện trước, là thật không dám. Sau đó không lâu sau chỉ thấy Oviedo đang cầm một đại màu đỏ hộp đã trở về. Trần tiên sinh, đây là thứ ngươi muốn. Oviedo cấp tốc bay đến Trần Phi trước mặt, đem hộp đang cầm đi qua. Ừ, Trần Phi một chút gật đầu, trong ánh mắt xẹt qua vẻ chờ mong, sau đó đã đem cái hộp kia nhận lấy. Hơi sâu hơi thở, rốt cục đem đỏ thấm hộp nắp hộp mở ra. Nhất thời, một làm cho rất thoải mái mùi liền từ bên trong hộp nhào đi ra, cũng làm hắn đeo vào ngón tay còn có trên cổ ngọc bấm ngón tay, ngọc mặt dây chuyền, cũng hơi run run. Không sai, chính là nó. Rốt cục đem cái này ba món đồ vật cho làm cho đều a. Ngay tức khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hai mắt hiện ra mừng rỡ cùng vẻ kích động. Dù sao mang hoạt lâu như vậy, rốt cục cũng nên có thu hoạch. Lão Brett, chúng ta đi thôi. Sau đó chỉ thấy hắn đem cái nắp đắp lên, đem cái hộp kia thu vào. Sau đó xoay người hướng lão Brett vừa cười vừa nói. Mà ở quá trình này ở giữa, hắn thậm chí ngay cả xem đều không xem lão Howard bên kia. Thật giống như đem bọn họ trở thành không khí. Như vậy, một lát sau bình thường thôi Phantom đoàn xe từ tòa thành ngoại bãi đỗ xe lái ra, ly khai. Mà ở nhìn thấy yêu quái kia thực sự ly khai.
thêm thiếu niên hư thân vương lúc này mới chân thực không nhẫn nại được trong nội tâm nôn nóng chột dạ, quay đầu hướng lão Howard ngư tốc dồn dập dò hỏi lão gia này, vừa rồi hai người các ngươi. Đến tột cùng người nào thắng? Người nào thắng? Đều lâu như vậy, lão Howard sốt cục mở miệng nói, cũng sắc mặt phức tạp có chút lắc đầu nói thật đi, ta hiện tại cũng không biết vừa rồi. Đến tột cùng là người nào thắng? Ngươi cũng không biết, tê, thêm thiếu niên hư thân vương nghe vậy trước còn là sửng sốt, sau đó còn muốn tiếp tục truy vấn, có thể hắn lời này mới nói được phân nửa lại đột nhiên lại nuốt trở về. Bởi vì ngay hắn lúc nói chuyện, lão Howard thân vương bỗng nâng tay lên cổ tay, cho hắn nhìn một chút. Chỉ thấy trên cổ tay bất ngờ có điều này rất hoảng ánh mắt tiên huyết nhễ nhại vết thương. Đây là, thêm thiếu niên hư thân vương liếm môi một cái, hơi khô chát. Bị đánh rách tả tơi mở, lão Howard một bên trả lời lời của hắn, một bên rốt cục trong tròng mắt nổi lên cực kỳ cảm thán cùng ngưng trọng màu sắc. Gò núi cự nhân chi chiến phủ có thể là bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới đỉnh cấp thánh khí chi thần khí. Hiện tại lại cư nhiên đem cổ tay của hắn cho đánh rách tả tơi, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoặc là tựu là trong tay đối phương mặt cái gương, là nhất kiện kiêu ngạo ở trong tay hắn gò núi cự nhân chi chiến phủ đỉnh cấp thánh khí. Hoặc là chính là đông phương tiểu tử có thực lực, đã đạt đến có thể bù đắp cái gương cùng thần khí trong lúc đó chênh lệch trình độ. Cái này vô luận là loại tình huống nào, đều tuyệt đối có đủ kinh người a. Cùng lúc đó, đã lái ra khỏi mấy cây số Phantom đoàn xe ta chiếc xe trên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngồi ở xếp sau, lúc này lại đem hắn mặt huyền thạch kính xuất ra, nhìn trên mặt kính một cái không quá thấy được vết rạn, lấy tay sờ sờ, nhất thời gương mặt tự khổ ép lên, đau lòng nói phu. CK, yêu. Phá bố thật đúng là rất lợi hại a, cái này đều có thể cho ta chém ra một cái vết rạn, cái này trang bức trang hơi quá, ai, thực sự là. Hiển nhiên, trước một hồi đúng hám hay là hắn bên này thoáng rơi vào rồi một ít hạ phong, liên huyền thạch kính đều bị phá bố chém ra một cái vết rạn, bất quá may là, pháp khí bản thể cũng không có hư hao quá nghiêm trọng. Bởi vì loại trình độ này vết rạn, hắn chỉ cần trở lại chăm chú rèn luyện, uẩn dưỡng cái cả tháng. Thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vì vậy thật cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng lời mặc dù là nói như vậy, đau lòng nhưng vẫn là không tránh khỏi. Đợi được Trần Phi xác nhận huyền thạch kính phía trên vết rạn tự chỉ cần cả tháng, là có thể chữa trị sau, cũng liền trong lòng tùng một cái đại khí, đem thu vào, ánh mắt chuyển hướng đồng nhất chiếc xe nội lão Brett còn có Oviedo công tước, hơi giơ tay lên, nói lão Brett tộc trưởng. Oviedo công tước, chuyện ngày hôm nay nhưng thật ra đa tạ các ngươi trưởng nghĩa viên thủ. Trần, ngươi lời này có thể nhường cho chúng ta chân thực không có ý tứ a. Nghe vậy lão Brett có chút thụ sủng nhược kinh, xua tay lắc đầu, nói ngày hôm nay chuyện này chúng ta căn bản cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. Rồi hãy nói, hôm nay coi như là chúng ta không ở tại chỗ, tin tưởng kết quả cũng sẽ không bất kỳ thay đổi nào, dù sao liên. Một nói đến đây. Dù là lão Brett đều có chút cả người run rẩy cùng tâm run run. Hắn một câu nói sau cùng này tự nhiên là về nhiều á bà còn có Nemesis. Dù sao liên bọn họ huyết tộc vĩ đại thân vương tồn tại còn có đại công tước cảnh giới vô địch Nemesis đều chết hết. Hai người bọn họ trước lúc đó có ở nhà hay không, ra không xuất thủ giúp một tay, có cái gì khác nhau chứ? Không giống với, ít nhất, dưới tình huống như vậy, các ngươi còn nguyện ý có thể đứng ở ta nơi này biên. Cũng đã coi là rất cho ta Trần Phi mặt mũi. Nga, được rồi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, lão Brett, ngươi đã đột phá trở thành huyết tộc đại công tước đi. Xem ra trước ngươi chính là vì chuyện này ở bận việc đi. Trần Phi đầu tiên là nghiêm túc lắc đầu, sau vừa cười ngẩng đầu nhìn phía đối phương, chúc mừng nói. Hắn dĩ vãng nhìn thấy đối phương, đều vẫn là huyết tộc công tước đỉnh cảnh giới, hiện tại cũng đã thành công đột phá, cái này tự nhiên là đáng giá cung chúc mừng sự tình. Thật đáng mừng. Ai? Có thể nào biết, nghe vậy lão Brett lại thở dài một tiếng, có chút không hiểu nói ta đây đại công tước cảnh giới là thông qua đặc thù thủ đoạn mạnh mẽ để thăng đi lên, vì vậy, ta đời này hẳn là cũng không có tiếp tục đi lên nữa leo lên năng lực. Đặc thù thủ đoạn mạnh mẽ để thăng đi lên. Nghe vậy Trần Phi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình một câu chúc mừng cư nhiên sẽ được tới đây loại đáp án. Phải biết rằng lão Brett thế nhưng Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Quyền cao chức trọng, thân phận vô cùng tôn quý, vì vậy tự nhiên khả năng không lớn loại này cưỡng bách sự tình sẽ đến phiên trên người hắn, nhưng bây giờ. Lẽ nào xảy ra đại sự gì?
Nghĩ đến đây Trần Phi con ngươi không khỏi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị. Theo lý thuyết, hắn là không cần dính vào loại này chuyện hư hỏng mà, hơn nữa hiện nay ba món ngọc khí đã toàn bộ tới tay, cái này mới là trọng yếu nhất, có thể. Có thể dù sao đối phương cũng giúp qua hắn không ít chuyện, còn lúc trước như vậy, nguy hiểm, dưới cục diện nguyện ý đứng ở hắn bên này, vô luận là suy tính hay là đánh bạc, cái này cũng làm cho hắn rất cảm động. Chợt chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lắc đầu, ý vị thâm trường nói lão Brett, xem ra ngươi lần này tới Anh Quốc tìm ta, có thể không đơn thuần là để đến giúp một tay a. Ngạch, nghe nói như thế, lão Brett trên mặt ngay tức khắc lộ ra hoảng loạn cùng nồng nặc thần sắc khó xử, nhưng theo sát mà còn là hung hăng cắn răng, nói Trần, xin lỗi, không sai, ta lần này tới là có một việc muốn lấy được hỗ trợ của ngươi. Mời cần phải đáp ứng ta, nói. Hắn dĩ nhiên đứng dậy hướng Trần Phi thật sâu đem thắt lưng cúi xuống. Thấy tình cảnh này, Oviedo công tước cũng ngay tức khắc đứng dậy làm chuyện giống vậy mà, trong miệng mặt hết sức nghiêm túc cùng thành khẩn hướng Trần Phi nói Trần tiên sinh, xin ngài lúc này đây có thể giúp chúng ta một tay Brett gia tộc. Đừng khiến cho nghiêm túc như vậy, đều ngồi xuống trước đã. Cũng không chờ hắn nói xong, Trần Phi lại trực tiếp đen kịt con ngươi lóe lên vung tay lên. Chợt một linh khí tại nơi lão Brett cùng với Oviedo từ từ bởi vì kinh dị mà lớn lên trong con ngươi, đưa bọn họ cúi xuống hông của, nửa người trên, mạnh mẽ kéo. Sau lại thấy Kỳ Vi hơi híp mắt, sờ sờ cằm, nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Các người Brett gia tộc cùng Vâng Duy Nhã, lớp Strickland gia tộc cũng trở thành Âu Châu Tam Đại Mafia đại một trong những gia tộc, coi như là gia tộc nội tình, thực lực có chỗ không bằng bọn họ, nhưng tổng cần thân vương cường giả vẫn có đi. Thế nào, liên thân vương đều không giải quyết được các ngươi lần này chuyện này. Cái này, lão Brett không nghĩ tới Trần Phi lại đem lời nói như vậy trắng ra, vì vậy nhất thời sửng sốt. Sau lại cắn răng nói Trần, không biết ngươi đối với chúng ta phương Tây thế giới thần ma, biết bao nhiêu. Thần ma, lần này đến phiên Trần Phi hơi sửng sờ, mâu quang trong lộ ra một chút ngưng trọng cùng vẻ hưng phấn, chậm rãi nói hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ... Brett gia tộc lần này chuyện này, cùng cái gọi thần ma, có quan hệ. Hoàn toàn không biết gì cả. Lão Brett không nghĩ tới Trần Phi lại hoàn toàn không biết bọn họ phương Tây thế giới thần ma chuyện tình, nhất thời lại ngẩn người, sau lại mạnh mẽ đem trong đầu tư tự gỡ thuật, chậm rãi mở miệng nói Trần, các người đông phương có điều vị tiên, cường đại đáng sợ tồn tại, hoàn toàn áp đảo cổ vũ giả trên. Mà chúng ta phương Tây, thần ma còn lại là cùng tiên đối ứng cao nhất tồn tại. SSS cộng cấp đỉnh sau cảnh giới là thánh vực, mà đạt tới thánh vực chúa tể cảnh giới, đó là thần ma. SSS cộng cấp sau cảnh giới, thánh vực, thần ma, Trần Phi nghe vậy hơi hí mắt ra, độc thoại, đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt tinh mang. Đây cũng thật là chuyện mới mẻ mà, trước hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là cái này cái gọi là thánh vực, phải là theo chân bọn họ đông phương cổ vũ giả đại tông sư một tầng thứ mạnh mẽ tồn tại. Quả nhiên, có thể theo chân bọn họ đông phương địa vị ngang nhau lâu như vậy, cái này phương Tây hắc ám thế giới nội tình, cũng không trước hắn khinh thị đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại chậm rãi nói các ngươi lần này chuyện này cùng cái gì thần ma có quan hệ. Brett gia tộc bài ở vào Âu Châu Tam Đại Mafia đại gia tộc cuối cùng, nội tình, thực lực cũng là yếu nhất, người mạnh nhất phỏng trừng đính thiên cũng liền đang tìm thường huyết tộc thân vương cảnh giới. Nhưng bây giờ, cái gọi là thần ma thấp nhất đều là trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới. Chỉ bằng bọn họ, có thể kiên trì đến bây giờ. Là có quan hệ, bất quá Trần, chuyện này hiện tại tình huống chân thật cùng ngươi nghĩ không quá vậy. Lão Brett hiển nhiên đã nhìn ra Trần Phi trong lòng suy nghĩ gì, ngay tức khắc mở miệng nói nếu thật là thời kỳ toàn thịnh thần ma, chúng ta Brett gia tộc khẳng định liên ti chút nào năng lực chống đỡ cũng không có, sớm bị diệt tộc. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói vì vậy tình huống chân thật vâng, nó hiện tại rất suy yếu, từ lâu đã không có thánh vực cảnh giới thực lực kinh khủng. Nga, phải, Trần Phi con người hơi lóe lóe, chậm đợi bên dưới. Trần, người còn nhớ rõ đời trước kỷ tràng tịch quyển toàn bộ địa cầu, đến cuối cùng lại bị không hiểu chung kết thế kỷ đại chiến sao? Trên thực tế, đó là bởi vì chúng ta đông tây phương thế giới tư để hạ đã chia ra thắng bại. Ký xuống không xâm phạm lẫn nhau hòa bình điều ước. Mà đang ở tràng thế kỷ đại chiến thời gian, chúng ta phương Tây hắc ám thế giới thánh vực cường giả, cùng với các ngươi đông phương tiên, đều từng tự mình xuất thủ qua. Lão Brett thở một hơi thật dài,
nói một cái khiến Trần Phi trong lòng khẽ chấn động tin tức. Đời trước kỷ tràng trung cực đại chiến, hắn đương nhiên biết, lịch sử khóa vốn là có học, lại không nghĩ rằng Tư Để Hạ lại là có chuyện như vậy. Có bọn họ Đông Phương luyện khí sĩ cùng phương Tây hắc ám thế giới thánh vực cường giả từng tự mình động tới tay. Bất quá đây cũng không phải không có khả năng, dù sao trước hắn có thể tựu đã gặp một cái. Hắc Ma Điện lão gia này. Nói tiếp đi, nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng cũng sinh ra nồng nặc hứng thú, không muốn đang nghe lão Brett thừa nước đục thả câu. Vâng, nghĩ đến đây Trần Phi loại giọng nói này nói, lão Brett quả thực không dám lại thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói kỳ thực ở chúng ta Brett gia tộc cổ bảo nội ở chỗ sâu trong, có một chỗ cấm địa. Nơi ấy từng là chúng ta phương Tây một thánh vực ác ma cường giả cùng các ngươi Đông Phương tiên nhân sinh tử giao chiến đối phương. Mà hiện nay, thánh vực ác ma cường giả, còn sống. Còn sống. Hắn lời còn chưa dứt dưới, chỉ thấy Trần Phi mạnh con ngươi một ngưng, theo sát phía sau khuôn mặt trên còn lộ ra vẻ kinh dị. Dù sao nếu là thật chiếu lão Brett theo như lời, cuộc chiến sinh tử là phát sinh ở đời trước kỷ, hơn trăm năm trước. Nhưng bây giờ, thánh vực ác ma còn sống. Cái này chẳng phải là chúng ta phương Tây ác ma thánh vực cường giả, thông thường đều có cực kỳ kinh tánh mạng con người lực, cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Thế mà lão Brett tựa hồ nhìn thấu Trần Phi kinh dị, vội vã giải thích. Lúc này mới làm chúng ta Trần Phi có chút thoải mái. Bất quá sau lại thấy kỳ con người hơi ngưng ngưng, nói ngươi không phải nói là sinh tử đại chiến sao? Một vị khác chúng ta Đông Phương luyện khí sĩ Nini, đã chết rồi sao? Đúng vậy, theo thánh vực ác ma theo như lời, Đông Phương tiên nhân đúng là đã chết, chỉ là hắn trước khi chết vẫn còn liều mạng sớm chết, để lại chuẩn bị ở sau. Đem thánh vực ác ma phong ấn tại giao chiến nơi, muốn dùng thời gian ma diệt hắn. Lão Brett nghiêm mặt nói. Phong ấn tại giao chiến nơi. Nghe vậy, Trần Phi sắc mặt lại là biến đổi. Hắn biết đối phương trong miệng phong ấn, chắc là trận pháp, có thể cái gì luyện khí hậu kỳ trình tự có thể bố trí đi ra ngoài trận. Có thể kiên trì gần trăm năm lâu như vậy. Cái này, tổng sẽ không đương sơ giao chiến lưỡng thánh vực ác ma cùng luyện khí sĩ, là trúc cơ cảnh giới đi. Nếu không luyện khí cảnh trận pháp tuyệt no không được lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi chân mày liền nhìn không được sâu nhăn lại đến. Nếu là chuyện này mà đúng như hắn hiện tại suy đoán, liên trúc cơ tu sĩ đều thất bại, vậy hắn hiện tại góp đi tới không phải là muốn chết sao? Căn bản hoàn toàn không ở một tầng thứ A. Đúng vậy, chính là bởi vì phong ấn duyên cớ, những năm gần đây chúng ta Brett gia tộc mới có thể cuồn cuộn không ngừng từ thánh vực ác ma trên người đạt được chỗ tốt, cướp đoạt lực lượng của hắn, có thể hiện nay. Phong ấn tựa hồ đã không chịu nổi, mà nhưng vào lúc này lão Brett đã tiểu tụy vì lo lắng nói rằng. Tuy nói hắn cũng không có Trần Phi nhiều như vậy kiến thức, có thể bọn họ Brett gia tộc nhiều năm như vậy cùng với tiếp xúc xuống tới, cũng vẫn là rất rõ ràng. Trong phong ấn thánh vực ác ma sợ rằng tối thiểu đều còn dư lại SSS cộng đỉnh thực lực vô địch. Vì vậy nếu thật bị kỳ trùng phá phong ấn ra, vậy bọn họ Brett gia tộc, chỉ sợ cũng phải bỏ ra không gì sánh được thảm thống đại giới, thậm chí che diệt. Dù sao đây chính là từng vi thánh vực cường giả hiện nay SSS cộng vô địch ác ma. Cái loại này tồn tại, thật không vậy cái gì đùa giỡn. Nghĩ đến đây, lão Brett có chút khóe miệng khô khốc liếm môi một cái. Trong mắt nhìn phía Trần Phi lộ ra khẩn cầu vẻ, nói Trần, căn cứ gia ta, gia tộc bọn ta huyết tộc thân vương cường giả suy tính, phong ấn tối đa chỉ sợ cũng chỉ có thể lại no nửa tháng. Vì vậy ta lần này tới, là muốn mời ngươi xuất thủ giúp chúng ta một tay Brett gia tộc, thừa dịp thánh vực ác ma còn bị giới hạn phong ấn, đem vây giết giải quyết hết. Vây giết, Trần Phi con ngươi hơi lóe lên. Đúng vậy, vây giết. Lão Brett khẳng định gật đầu, nói bởi vì. Này lần chuyện này chân thực quá nghiêm trọng, vì vậy gia tộc bọn ta chân thực không dám khinh thường. Ở ta trước lúc đi ra, gia ta cùng với chúng ta Brett gia tộc các nguyên lão, đều toàn thể xuất đầu, đi nhất nhất tìm kiếm bọn họ lão bằng hữu hoặc là những đại thế lực kia, hy vọng đạt được bọn họ bang trợ. Dĩ nhiên, thù lao phương diện này gia tộc bọn ta cũng tuyệt không sẽ keo kiệt. Thánh vực ác ma hiện tại tuy rằng rất suy yếu, có thể hắn dù sao đỉnh lúc là một vị chân chính thánh vực cường giả. Trong tay khẳng định có rất nhiều bảo vật, hơn nữa thánh vực ác ma máu cùng kỳ sừng, đều là trên địa cầu này cực kỳ chân quý bảo vật. Thậm chí có thể lấy cái này sáng tạo ra một vị SSS cường giả, hoặc thần khí. Lão Brett vừa nói, một bên liếm môi một cái, thật giống như ngay cả mình đều để đỡ không nổi mê hoặc vậy,
trong mắt toát ra lửa nóng vẻ trần, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp gia tộc bọn ta, thánh vực ác ma trên người bảo vật, đều là các ngươi, gia tộc bọn ta cái gì cũng không muốn. Còn ngươi nữa cũng đừng quên, giao chiến nơi còn có các ngươi Đông Phương tiên nhân tồn tại thi thể, di vật của hắn, đối với chúng ta phương Tây tu luyện giả mà nói, hoàn toàn vô dụng. Còn có, đến lúc đó vô luận ngươi đều đã tại nơi giao chiến trong chiếm được bao nhiêu bảo vật, chúng ta Brett gia tộc cũng còn sẽ thêm vào lại thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Chỉ cần một câu nói của ngươi, là gia tộc bọn ta có thể làm được, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Không thể không nói, cái này lão Brett đúng là một cái rất tốt thuyết khách. Nhất là ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu suy đoán vậy đối với chiến song phương, không là cái gì luyện khí hậu kỳ, thánh vực cảnh, mà là trong truyền thuyết trúc cơ cảnh cái tầng thứ kia sau. Cái loại này sức dụ dỗ tựu thực sự trở nên cực kỳ nổi lên đi ra. Bởi vì coi như là trúc cơ cường giả, cũng tuyệt không khả năng ở sau khi trọng thương no gần trăm năm lâu như vậy, vì vậy coi như là cái gọi là thánh vực ác ma trời sinh sinh mệnh lực cũng rất ngoan cường, có thể đi ngang qua cái này trăm năm tiêu ma sau, cũng nên suy yếu tới cực điểm đi. Thay lời khác mà nói, đó chính là lấy hắn hiện thực lực hôm nay quả thực khó không có sức liều mạng. Còn nếu là thật có thể đủ thành công. Không nói khác, chỉ là nghi là trúc cơ cường giả di vật, cũng đủ để khiến kỳ động lòng. Đi. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng miễn cưỡng xoay nhăn nhó ngắt, trực tiếp một cái, đi tự, khiến lão Brett mừng như điên. Nga thân ái Trần, ta tin tưởng ở chúng ta diệt thánh vực ác ma sau, ngươi sẽ vì ngươi hiện tại làm quyết định này, mà cảm thấy chính xác cùng hưng phấn. Cảm ơn ngươi, nhất thời lão Brett hưng phấn nói. Trần Phi có thể đem nhiều á bà cùng với Nemesis đều giết chết, còn có cùng tay kia cầm thần khí, gò núi cự nhân chi chiến phủ, lớp Strickland thân vương cường giả lão Howard đỉnh giao thủ, lại vẻn vẹn chỉ, rơi vào rồi một điểm hạ phong, cái này đều đủ để chứng minh thực lực của hắn có mạnh mẽ dường nào. Mà loại này đẳng cấp cường giả nguyện ý ra tay giúp bọn họ, đối phó thánh vực ác ma, cái này đối với bọn hắn Brett gia tộc mà nói, tự nhiên là một cái tin tức tốt. Hơn nữa còn là thiên đại tin tức tốt. Bất quá lão Brett, ta còn có một cái yêu cầu ngươi phải đáp ứng ta. Có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nói. Yêu cầu gì, Trần, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là gia tộc bọn ta có thể làm được, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lão Brett trước còn đắm chìm trong mượn hơi đến Trần Phi loại này cường viện trong hưng phấn, bây giờ nghe lời này, cũng không từ trong lòng hơi một lộp bộp, nói. Kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là về thực lực ta chuyện tình, ta không hy vọng có trừ bọn ngươi ra bất kỳ người nào khác biết. Trần Phi chậm rãi nói. Tựu cái này sao, Trần, vậy ngươi yên tâm, ta bảo chứng, chúng ta tuyệt không sẽ hướng người ngoài về thực lực ngươi chuyện tình. Vừa nghe đến Trần Phi yêu cầu lại là loại này, chuyện nhỏ, lão Brett nhất thời bảo đảm nói. Không, lão Brett, ta nghĩ ngươi còn nghe không hiểu ý của ta. Ý của ta là ai? Trừ bọn ngươi ra, còn có bên ngoài những người đó, ta không muốn có nữa những người khác biết ta ở lớp Strickland gia tộc cổ bảo ngoại chuyện mà. Cái này những người khác, bao quát các ngươi gia tộc nguyên lão cùng với gia ngươi. Nhưng Trần Phi lại lắc đầu, lại hơn nữa một lần. Liên gia ta cũng không được, lần này rốt cục đến phiên lão Brett hơi sắc mặt thay đổi. Gia hắn là bọn hắn Brett gia tộc chân chính chúa tể, bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm ở hắn. Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói liên gia hắn đều không được, không thể biết, cái này. Cái này nhất thời làm hắn có chút trần trở lên. Trần, ta nghĩ ngươi khả năng không biết, gia ta, nói cách Brett, là chúng ta Brett gia tộc duy nhất thân vương tồn tại, tuyệt đối chúa tể, vì vậy về chuyện của ngươi nếu liên hắn đều giấu giếm ở, có thể có chút không thích hợp a. Sau đó hắn không khỏi nói như vậy, muốn thay đổi Trần Phi ý tưởng. Không có gì thỏa không ổn. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi lại trực tiếp lắc đầu nói lão Brett, ngươi nên biết tính cách của ta, sẽ không ta cho rằng có chuyện cần thiết tình, ta là lười nói. Dĩ nhiên, ngươi nếu cự tuyệt ta, tuy nói không đến mức nhượng ta thay đổi chủ ý từ chối chuyện này, nhưng đến lúc đó xuất công không ra lực quả thực khẳng định. Vì vậy, nếu không các ngươi trước suy nghĩ một chút đi. Một nghe chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lời này, lão Brett nhất thời cũng không nhịn được sắc mặt khổ ép lên. Bởi vì xuất công không ra lực, cái này năm chữ mặc dù là người Hoa nói, nhưng hắn lại rất rõ ràng lời kia ý tứ, hơn nữa, rành mạch từng câu cái này ý vị như thế nào. Có thể Trần tiên sinh, bên ngoài những người đó miệng hẳn là thế nào phong trên.
Bọn họ có khi là gia tộc bọn ta nội các đại nguyên người của lão, cũng chưa hoàn toàn thuần phục ở chúng ta. Nhưng Oviedo lại đột nhiên nói rằng, cái này rất đơn giản a, ta hiện tại chỉ là yêu cầu hai người các ngươi không nói mà thôi, đến mức bên ngoài những người đó. Các ngươi thay ta chuyển cái nói đi, liền nói là ý của ta, chỉ cần đến lúc đó đừng là các ngươi tiết lộ ra ngoài, ta tự tuyệt sẽ không trách các ngươi, làm sao? Trần Phi Tuyết miệng cười cười, nói, hắn chỉ là lười sự tình tiết lộ, mình bị trở thành là giống như con khỉ tham quan mà thôi, nhưng nếu là thật giấy không thể gói được lửa, đây cũng là thẳng thắn không cần thiết. Dù thế nào cũng tự chuyện như vậy. Vậy được rồi, gặp Trần Phi đều nói như vậy, lão Brett rốt cục vẫn phải chậm rãi gật đầu. Về sau còn nói thêm Trần, lớp Strickland gia tộc sự kiện kia mà không thể nói, về thực lực ngươi chuyện tình, ta cần thế nào hướng gia tộc hồi báo. Lần này gia tộc bọn ta tìm đến giúp một tay, dự tính thấp nhất đều chắc là SS cộng cấp bậc. Thì nói ta cũng là SS cộng đi, nửa vời tốt nhất, Trần Phi nghe vậy tùy ý cười cười, nói. Tốt lắm, ta đã biết. Chiếm được lão Brett cùng với Oviedo bảo chứng, Trần Phi cũng liền không lại nói nhảm nhiều cái gì, theo bọn họ từ Percy Đại học Cốc ly khai, đi đã qua London Hy Tư La sân bay ngồi mù mịt đi trước Italia La Mã. Như vậy ước một ngày sau, Trần Phi, lão Brett đám người ngồi đoàn xe liền rốt cục đi tới Brett gia tộc cổ bảo. Mà khi chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một lần nữa đi tới nơi này Brett gia tộc cổ bảo lúc, rõ ràng cảm giác cùng trước không giống nhau, thật giống như, có một nồng hậu mây đen các loại áp lực ở khu vực này trên vậy. Quay chung quanh ở cổ bảo chung quanh gia tộc thủ vệ cũng là khuôn mặt một mảnh sơ sắc tiêu điều, trong tay ghìm súng. Tộc trưởng, Oviedo công tước, nhưng khi lão Brett, Oviedo đám người từ trên xe bước xuống lúc, bọn họ nhưng cũng còn là sắc mặt cả kinh, chợt nhất tề tiến lên đây ân cần thăm hỏi nói. Cùng lúc đó, bọn họ cũng vẫn còn dùng kinh dị nhãn thần, nhìn đang theo ở phía sau bọn họ từ trên người xuống Trần Phi. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng người nào a? Cư nhiên có thể cùng bọn họ Brett gia tộc vĩ đại tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett đại nhân cùng với Oviedo công tác một chiếc xe, chẳng lẽ đây là một vị gần phải đến gia tộc bọn họ đến gấp rút tiếp viện đại nhân vật nhi tử. Trừ lần đó ra hình như cũng không cái gì khác lý do có thể giải thích đi. Oviedo, ta hiện tại đi trước trong gia tộc đăng ký một chút Trần đáo tới chuyện, Trần bên này tự làm phiền ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, an bài gia tộc bọn ta chiêu đãi ngoại tân tốt nhất 5 gian phòng một trong. Sau khi xuống xe lão Brett đầu tiên là hướng về Oviedo nhỏ giọng nói, sau lại hướng về Trần Phi ngẩng đầu tạ lỗi nói Trần, xin lỗi, ta sợ rằng trước phải xin lỗi không tiếp được một hồi. Về ngươi đến chuyện tình, ta cần đi trước trong gia tộc mặt đăng ký một chút. Ta minh bạch, tôn kính lão Brett tộc trưởng đại nhân. Oviedo lập tức thần sắc nghiêm túc gật đầu, coi như lão Brett không nói, hắn cũng nhất định sẽ cho tôn kính Trần tiên sinh an bài gia tộc bọn họ tốt nhất 5 gian tổng thống quý khách phòng. Hắn sao dám nhẹ đãi Trần Phi Trần tiên sinh thực lực như vậy kinh khủng đại nhân vật. Đi, vậy hẹn gặp lại. Nghe vậy Trần Phi cũng gật đầu cười. Sau đó chỉ thấy lão Brett một bên cúi đầu tạ lỗi, một bên lui ra phía sau xoay người ly khai. Tôn kính Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Sau đó chỉ thấy Oviedo đem Trần Phi đem cổ bảo nội dẫn. Một lát sau, chỉ thấy Kỳ đem Trần Phi tự mình dẫn đến cổ bảo nội, để mà chiêu đãi ngoại tân tốt nhất tổng thống quý khách phòng chỗ chỗ, chỉ là giữa lúc Oviedo đi theo sau an bài vào ở lúc, lại tựa hồ như giống như xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngay Kỳ y theo quy củ trước hướng gia tộc đi qua, xin gian phòng quyền sử dụng thời gian, còn dư lại cuối cùng một gian tổng thống quý khách phòng lại bị người trái với quy củ nhanh chân đến trước. Chẳng được bao lâu, Oviedo áp chế tức giận lạnh giọng liền từ bên trong truyền đến. Thẻ lị mạn, người có ý tứ. Có ý tứ, chúng ta Brett gia tộc dùng để chiêu đãi khách quý cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng cũng chỉ có 5 gian, hiện tại 4 gian đã có quý khách ở tiến vào, cuối cùng này một gian tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Cần xứng đôi nó trình tự, thân phận quý khách mới có tư cách vào ở đi. Người hiểu không, bị Oviedo xưng là thẻ lị mạn, nữ tử, tựa hồ cũng là vị huyết tộc công tước đỉnh, không tuân quy củ chiếm trước quý khách gian, vẫn còn lẽ thẳng khí hùng. Người ý tứ là ta Oviedo mang đến quý khách, thiếu thân phận, không có tư cách vào ở cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng. Nghe vậy Oviedo đương nhiên giận dữ, ra mặt thẳng run run. Hắn mà phải biết rằng Trần Phi Trần tiên sinh đây chính là liên thân vương cường giả đều thân giết, cái này còn không có tư cách,
sợ rằng cái khác bốn gian tổng thống quý khách phòng vào ở người, đều toàn bộ không tư cách. Nghĩ đến đây sắc mặt hắn trực tiếp hung hăng trầm xuống, lạnh lùng nói thẻ Lị Mạn, ta cho ngươi biết, dựa theo trong gia tộc mặt quy củ, vào ở cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng là cần thông báo. Ngươi có từng ở ta trước thông báo không? Không có hãy mau lăn, ngươi nếu không phục khí liền trực tiếp đi tìm tộc trưởng đại nhân. Ngươi, được gọi là thẻ Lị Mạn huyết tộc công tước đỉnh cường giả nghe vậy rõ ràng sửng sốt, sau lại rất nhanh sắc mặt âm lãnh xuống tới, lạnh lùng nói Oviedo, ngươi thật muốn làm như vậy. Ngươi có biết hay không ta chuẩn bị an bài vào ở khách nhân là ai? Là thần thánh giáo duyên giáo hội hồ giáo chủ, hắn thế nhưng binh ly nguyên lão tự mình mời tới. Gần 5 năm đến thần thánh giáo duyên giáo hội được xưng tối tiếp cận SSS cấp tồn tại. Hồ, nghe vậy dù là Oviedo, cũng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, bị tên này rung động đến rồi. Không có biện pháp, thần thánh giáo duyên giáo hội hiện nay trên mặt nổi có 9 đại hồng y giáo chủ, Hồ tuyệt đối là cái này trong hoàn toàn xứng đáng, thực lực xếp hạng đệ nhất cường đại. Thậm chí coi như là không cân nhắc quang minh ma pháp tương khắc, liên vừa bị Trần Phi giết chết, Hắc Long, Nemesis. Đều không nhất định so với hắn cường, công bình đánh một trận Nemesis rất có thể thất bại rơi. Bởi vậy thấy rất mạnh. Cái này Hồ tuyệt đối là trên địa cầu này tối tiếp cận SSS cấp một nhóm kia, nhưng Trần Phi Trần Tiên Sinh. Nghĩ đến đây, nhớ tới Trần Phi Trần Tiên Sinh khủng bố, Oviedo ngạnh sinh sinh lại đem trong lòng đối với Hồ sợ hãi, cho khu trừ, cắn răng, kiên định nói coi như là Hồ giáo chủ. Ngày hôm nay cái này tổng thống quý khách phòng ta Oviedo cũng tuyệt sẽ không để cho. Nghe thế thẻ Lị Mạn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Oviedo ngươi, thậm chí thẻ Lị Mạn còn có chút không dám tin tưởng, trước mắt một màn này là thật. Đây chính là Hồ giáo chủ A. Hiện nay thần thánh giáo duyên giáo hội 9 đại hồng y giáo chủ hoàn toàn xứng đáng vũ lực giá trị xếp hạng đệ nhất tồn tại, hiện tại Oviedo đều biết là hắn, lại còn không cho. Hắn chẳng lẽ là óc không tỉnh táo, điên rồi sao? Đạp, đạp. Mà nhưng vào lúc này, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy một mặt nếu hàn băng lão giả mặt lạnh cước bộ chậm rãi từ cuối hành lang chậm rãi đến, toàn thân chảy lộ ra ngoài khí tức cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả Oviedo cùng với thẻ Lị Mạn vừa mới vừa cảm giác, va chạm vào, đã cả người run rẩy lên, sau đó trong ánh mắt nổi lên thật sâu sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Vô luận là thuộc tính tương khắc hay hoặc là thực lực cảnh giới kém, lão giả này đều quá mạnh mẽ, cường đến bọn họ thậm chí ngay cả nhìn thẳng kỳ dũng khí cũng không có. Chỉ có thể cúi đầu. Mà lúc này ở bên cạnh hắn, còn theo một gã thật cao tráng tráng, người mặc thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh kỵ sĩ áo giáp trung niên nam tử, thoạt nhìn 30-40 tuổi. Chuyện gì xảy ra, lão giả mặt lạnh kia chậm rãi đến gần, trong miệng mặt phát sinh làm người sợ hãi lạnh giọng. Khiến Oviedo trong lòng mạnh vừa nhảy. Tôn kính Hồ giáo chủ, xin lỗi, ta nguyên lai là muốn an bài ngài vào ở chúng ta Brett gia tộc cao cấp nhất 5 gian tổng thống quý khách phòng một trong, nhưng bây giờ, cái này Oviedo lại muốn cướp. Thậm chí còn nói coi như là ngài, cũng không để cho đi ra. Sau đó quả nhiên chỉ thấy thẻ Lị Mạn khom người nhỏ giọng nói, kỳ nhãn thần ở chỗ sâu trong vẫn còn hiện ra cười nhạt vẻ. Ha ha, Oviedo. Ngươi không phải nói coi như là Hồ giáo chủ cũng không để cho sao. Tốt lắm, ta đây hiện tại đến muốn nhìn một chút, người đến tột cùng là nhượng, vẫn không nhượng. Ừ, trong lòng của hắn vang lên theo lạnh lẽo tiếng cười, khinh miệt, châm chọc không ngớt. Ta, quả nhiên, nghe vậy Oviedo nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt ở chỗ sâu trong mắt thường có thể thấy được hoảng loạn lên. Tuy nói, hắn câu nói kia quả thực nói không sai, mặc dù đối phương là Hồ giáo chủ. Thần thánh giáo duyên giáo hội hiện giữ 9 đại chủ giáo trong tối hoàn toàn xứng đáng người cường đại, hắn cũng tuyệt không thể để cho ra cái này cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng. Nhưng vấn đề là tuy rằng nói như vậy, nhưng lời như vậy bây giờ lại bị thẻ Lị Mạn làm cho Hồ giáo chủ mặt mà thọc đi ra, cái này đại biểu hàm nghĩa đã có thể sẽ không có biện pháp không làm người ta hốt hoảng. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội 9 đại chủ giáo trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, hiện tại lại cũng bị hắn Oviedo. Chính là một cái huyết tộc công tước đỉnh cướp đi gian phòng, loại hành vi này coi là cái gì? Lời nói không dễ nghe hoàn toàn chính là không đem đối phương không coi vào đâu, đối phương có thể không tức giận. Vậy tại sao trước không nói? Gian phòng đã bị người ở đây. Mà đúng lúc này, mặt lạnh Hồ giáo chủ còn chưa mở miệng, ở phía sau hắn ăn mặc thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh kỵ sĩ phục trung niên nam tử lại giành trước,
vô luận là biểu tình hay hoặc là ngữ điệu đều phi thường bất duyệt, vì vậy làm cho nghe âm trầm. Chuyển phân thánh kỵ sĩ, xin lỗi, ta vốn cho là lấy hổ nhân vật chính thân phận tôn quý, sẽ phải có quay về chỗ trống, dù sao chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách vào ở chúng ta Brett gia tộc cao cấp nhất năm tổng thống quý khách phòng, không phải sao? Được rồi, thẻ lị mạn, ta khuyên người tốt nhất thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, hồ giáo chủ hạng thân phận địa vị, làm sao sẽ tùy tiện thụ như người vậy gây xích mích. Không đợi thẻ lị mạn nói xong, Oviedo lại kinh người đem cắt đứt. Nhất thời, thẻ lị mạn sắc mặt đại biến. Hắn không ngốc, đều như vậy, Oviedo lại còn dám đảm đương theo hồ giáo chủ mặt mà như vậy giống hắn. Chẳng lẽ, hắn bên kia thật cũng là vị nào thân phận, địa vị, thực lực đều kinh người quý khách, thậm chí. Khi hắn Oviedo trong mắt so với hồ giáo chủ đều rất có phân lượng. Ngay tức khắc thẻ lị mạn tựu trong lòng hốt hoảng không nói. Thánh kỵ sĩ chuyển phân, thậm chí hồ giáo chủ, đều có chút sắc mặt dị dạng. Người gọi Oviedo đúng không? Người bên kia là ai? Theo sát mà, hồ giáo chủ lên tiếng. Hồ giáo chủ, nghe vậy Oviedo hơi biến sắc. Bởi vì hắn cũng không xác nhận, đối phương đến tột cùng có biết hay không Trần Phi Trần tiên sinh. Mà nếu không nhận biết nói, vậy? Thế nào, vì sao không trả lời giáo chủ đại nhân vấn đề? Lẽ nào người đang nói dối? Mà ở nhìn thấy trần chờ. Người mặc quang minh kỵ sĩ phục chuyển phân thánh kỵ sĩ ngay tức khắc mặt lạnh về phía trước hắn bắt đầu chất vấn. Bởi vì nếu đối phương thật là đang nói láo nói, đây đối với hắn thánh kỵ sĩ chuyển phân, đối với hắn đi theo người, vĩ đại hồ giáo chủ thậm chí phía sau bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội, đều là một loại sỉ nhục. Làm phiền ngươi nhường một chút. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng tuổi nhỏ thanh từ mọi người phía sau truyền đến. Sau đó chỉ thấy nguyên bản còn làm bộ ép lên trước chuyển phân thánh kỵ sĩ, kèm theo trong trẻo nhưng lạnh lùng tuổi nhỏ thanh dứt lời, trong nháy mắt thân thể giống như bị cái gì lực lượng văng ra vậy. Mà một màn này tự nhiên khiến mọi người tại đây đều bỗng nhiên biến sắc. Sau đó tự thấy bọn họ bỗng nhiên quay đầu đi qua, tụ tinh hội thần vừa nhìn, lại phát hiện có một rõ ràng mang theo người đông phương diện mạo đặc thù thanh niên nhân, chẳng biết lúc nào, lại quỷ dị ra bọn hắn bây giờ phía sau. Bữa này lúc lại khiến người hơi biến sắc mặt. Bất quá ở nhìn thấy người trẻ tuổi kia Oviedo sắc mặt lại chợt mừng rỡ lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước nhanh đi tới Trần Phi trước mặt khom người nói Trần tiên sinh, ngài đã tới. Hiển nhiên, người trẻ tuổi kia không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Trần tiên sinh, mà đang nghe nhìn thấy Oviedo xưng hô cùng khom người hành vi, mọi người tại đây cũng không phải hơi biến sắc mặt thay đổi. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng trong lòng cổ quái, kinh dị. Khó khăn, lẽ nào chính là hắn? Để loại này tiểu tử, Oviedo cư nhiên dám can đảm cự tuyệt hồ giáo chủ, đây là óc bị cửa kẹp, muốn chết sao? Ngươi là ai? Mà nhưng vào lúc này, chuyển phân thánh kỵ sĩ vẻ mặt âm lãnh cùng tức giận che ở Trần Phi trước mặt, trong khoảnh khắc giọng nói đã có vẻ không gì sánh được lành lạnh. Rõ ràng, vừa rồi phát sinh tất cả làm hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy nhục nhã. Bản thân đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội vĩ đại SS thánh kỵ sĩ, hồ giáo chủ đại nhân người theo đuổi, hiện tại nhưng ở trường hợp này, loại này đối phương trước mặt người tuổi trẻ quỷ dị như vậy thật là mất mặt, mạc danh kỳ diệu thân thể bị văng ra, hướng hắn nhường lại đường, cái này khiến kỳ làm sao có thể tiếp thu loại sự tình này thực. Tránh ra, đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hiển nhiên không rảnh cùng hắn người như thế lời thừa, nhiều lời. Chỉ thấy kỳ quét một vòng mặt gặp khó xử Oviedo. Khóe miệng cong lại, nhất thời lạnh như băng khiển trách. Ngươi nói cái gì, tìm, chuyển phân thánh kỵ sĩ nhất thời sắc mặt tựu thay đổi, không gì sánh được phẫn nộ, chính là một cái tiểu tạp chủng cũng dám gọi hắn tránh ra. Câm miệng, có thể nhưng vào lúc này, hồ giáo chủ lại đột nhiên lên tiếng, mặt không biểu tình quát lớn ở mình người theo đuổi. Vâng, chuyển phân thánh kỵ sĩ nghe vậy biến sắc, lại không dám nhiều lời nữa. Mà ở làm xong đây hết thảy sau. Hồ giáo chủ lạnh như băng mặt hướng Trần Phi xoay qua chỗ khác, ánh mắt trầm trầm nhìn, bỗng thản nhiên nói ta gọi là Hồ, đến từ thần thánh giáo duyên giáo hội. Có thể, người hẳn là nhận thức ta đi, hắn thật giống như ở trần thuật nào đó sự thực, đương nhiên. Thần thánh giáo duyên giáo hội là cả Âu Châu, thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới cao cấp nhất thế lực to lớn một trong, càng ở cái gì mafia đại gia tộc sắp xếp thứ tự trên. Vì vậy... Hắn hồ thân là thần thánh giáo duyên giáo hội hiện giữ chín đại chủ giáo trong người mạnh nhất,
tin tưởng coi như là toàn bộ trên địa cầu S cấp trở lên cường giả đều tuyệt đối nên biết hắn. Coi như trước mắt tiểu tử này là người Đông Phương, vậy cũng tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, trong lòng của hắn nghĩ khoe khoang, tính toán nhưng lại rơi vào khoảng không. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp lắc đầu, nói chưa từng nghe qua, cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Chuyển phân thánh kỵ sĩ vừa giận, dung mạo dữ tợn nói. Hắn thấy, Trần Phi tuyệt không khả năng chưa từng nghe qua hắn đi theo người, hồ nhân vật chính tên, nhưng bây giờ lại nói như vậy, chưa từng nghe qua, cũng không biết. Đây không phải là lấy lòng mọi người, trợn tròn mắt nói mò là cái gì. Tiểu tạp chủng này quả thực đáng ghét, quả thực đáng chết. Chưa từng nghe qua, cũng không biết. Nghe vậy hồ giáo chủ cũng rất hiển nhiên có chút nổi giận, nguyên bản thoạt nhìn tựu lạnh như băng mặt càng vẻ lo lắng, âm lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói lạnh nhạt nói tốt lắm, ta đây trước hết tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Hồ, đến từ thần thánh giáo duyên giáo hội, hiện nay theo đạo sẽ nội chức vị vâng. Đệ nhất hồng y giáo chủ, nói xong, hắn không tự chủ được hơi ngẩng đầu lên, thật giống như đây là cái gì rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá ngược lại cũng đúng là như vậy, thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, thật là tuyệt đối là cần tổ chức, thế lực nội, dưới một người trên vạn người, chức vị. Gần với hồng y đại giáo chủ cùng chính phó giáo hoàng. Nga, sau đó thì sao? Ngươi là có lời gì muốn nói với ta? Nhưng Trần Phi phản ứng lại thái bình nhạt quá bình thản, giống như là nghe được cái gì người, nhắc tới cái gì phổ phổ thông thông chức vị, hoàn toàn không có kinh dị hoặc rung động hoặc kính úy biểu tình tâm tình toát ra đến. Cái này khiến hồ giáo chủ trong nháy mắt trong lòng rất khó chịu, thật giống như mình là một vở hài kịch vậy hoạt ghê, buồn cười. Tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá cản rỡ. Nhất thời chuyển phân thánh kỵ sĩ lại mặt mang dữ tợn lạnh lẽo mở miệng, thậm chí còn xì một tiếng. Đem mang theo người trường kiếm rút ra, trong nháy mắt liền có một cực kỳ mạnh mẽ quang minh lực lượng hiện lên đi ra, khiến Thẻ Lị Mạn cùng với Oviedo đều sắc mặt chợt biến. Chuyển phân thánh kỵ sĩ, xin dừng tay. Trong thẻ sắc mặt có chút tái nhợt nói. Chuyển phân thánh kỵ sĩ, nơi này là chúng ta Brett gia tộc cổ bảo, còn xin ngươi thu liếm một chút. Tương giác dưới, Oviedo thái độ sẽ cường ngạnh rất nhiều. Không có biện pháp. Hắn còn phải muốn đem thái độ của mình làm cho Trần Phi Trần Tiên Sinh nhìn. Có Trần Tiên Sinh ở, hắn có thể có gì phải sợ. Mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại thẳng thắn trực tiếp không nói, chỉ là đôi tròng mắt kia, kìm lòng không đậu hơi lại híp lại, sau đó một chút xíu hàn mang từ ánh mắt kia ở chỗ sâu trong chợt lóe lên, bị chính đối diện hồ giáo chủ bắt được, chợt con ngươi hơi lóe ra. Chỉ là sau đó... Rồi lại gặp kỳ già nua khuôn mặt trên hiện ra lau một cái nhàn nhạt lãnh ngạo vẻ, theo sát mà bình tĩnh nói ta hồ với các người Brett gia tộc không có gì liên quan cùng mâu thuẫn. Hơn nữa lúc này đây cũng là ngươi các tự mình đi giáo hội mời ta tới, nhưng bây giờ, các ngươi có một chút đem ta hồ trở thành là khách nhân hình dạng sao? Hắn chỉ, tự nhiên là lấy hắn hồ thân phận, địa vị, hiện nay lại thậm chí ngay cả Brett gia tộc năm đại cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng một trong, đều vào ở không đi vào, đây coi là cái gì? Nhìn không thấy hắn hồ, có thể đối với hắn nhục nhã. Nếu thật là như vậy nói, hắn hồ ngày hôm nay coi như tại đây Brett gia tộc nháo nháo, làm sao phương. Hắn còn không tin Đông Phương tiểu tạp chủng sẽ thật so với hắn hồ rất có phân lượng, hiện thực sao? Hồ giáo chủ, xin lỗi, đây đúng là chúng ta sai lầm, đối với lần này ta Thẻ Lị Mạn cận đại biểu gia tộc, hướng ngài dồn đạt tối chân thành áy náy. Thẻ Lị Mạn đột nhiên lại mở miệng nữa. Kỳ lời nói ra lại khiến Oviedo sắc mặt mạnh đổi, vẻ mặt phẫn nộ. Bởi vì, này không phải là đưa hắn cùng Trần Tiên Sinh đã qua hố lửa trong đẩy sao? Rõ ràng là hắn Thẻ Lị Mạn mình sai lầm, tư tâm của mình, muốn khi hắn Oviedo trước mặt đùa giỡn uy phong, muốn lấy lòng thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ hồ, trái với quy củ, vì vậy hiện tại thành bộ dáng như vậy. Còn như vậy hiên ngang lẫm liệt mang theo gia tộc danh nghĩa xin lỗi. Đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì. Hanh. Vì vậy, hồ giáo chủ cùng hắn người theo đuổi chuyển phân thánh kỵ sĩ càng bất mãn, người sau ở ánh mắt của hắn ý bảo dưới lại khí thế hung hăng đứng ra, ép hướng Trần Phi, quát lạnh ngươi bây giờ đem căn này cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng nhường lại, ngày hôm nay chuyện này chúng ta lúc đó bỏ qua. Mà tự thủy chí chung, người này tựa hồ cũng không biết cái gì là lễ phép, cái gì là thứ tự đến trước và sau.
Vì vậy nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong lòng có chút tức giận, sau đó đôi tròng mắt kia không tự chủ được lãnh xuống tới, nhìn liếc mắt Hồ giáo chủ, lại đem ánh mắt dừng lại ở một bộ khí thế hung hăng chuyển phân thánh kỵ sĩ trên người. Lan! Ngươi kêu ta Lan! Chuyển phân thánh kỵ sĩ trong cơ thể nhất thời hiện ra đáng sợ quang minh lực lượng, trong tay cầm quang minh thánh kiếm, con người chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tạp chủng này lại dám gọi hắn Lan. Mà thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất Hồng Y giáo chủ Hồ lúc này cũng vẻ mặt tối tăm, con người hiện ra lạnh lùng màu sắc, ánh mắt ở chỗ sâu trong lấp lánh hàn mang. Phải biết rằng phàm là hơi có chút óc, đều tất nhiên sẽ phải rõ ràng, trước chuyển phân lần nói. Kỳ thực chính là đại biểu cho hắn Hồ ý tứ. Nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Lan! Thanh niên nhân, người có đúng hay không quá tự đại? Vì vậy hắn rốt cục cũng lười trốn ở phía sau màn sai sự chuyển phân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi, nói rằng. Tự đại, nếu các ngươi thỉnh cầu hợp tình hợp lý, ta khả năng còn hội khảo xem ở Brett gia tộc mặt mũi đáp ứng, nhưng bây giờ, chính các ngươi chuyện làm trong lòng hẳn là rõ ràng. Đem gian phòng nhường lại. Dựa vào cái gì, Trần Phi đón nhận lão già kia ánh mắt châm chọc nói, không lui về phía sau chút nào. Theo lý thuyết, kỳ thực loại này cái gì tổng không tổng thống quý khách phòng, hắn đều không thế nào lưu ý, thậm chí không có vấn đề. Có thể sử dụng đến chiêu đãi hắn các loại này SS cộng cảnh giới lấy thượng nhân, coi như là lại kém, có thể kém đi nơi nào. Chỉ sợ cũng xem như là lại kém cũng khẳng định nếu so với phía ngoài chút gì cấp 5 sao tổng thống phòng xếp muốn tốt hơn rất nhiều đi. Vì vậy nếu không pha tạp cái gì khác nhân tố, nghỉ ngơi ở đâu, hắn là thật không có vấn đề. Có thể lúc này loại tình huống này nhưng có chút bất đồng. Tựa hồ lão già này, nghĩ hắn Trần Phi, dễ khi dễ. Mà ở nghe nói như thế, hồ thật sâu nhíu mày một cái, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra hàn mang cùng sát ý. Mà đứng ở hắn phía sau bội phân thánh kỵ sĩ tự nhiên thần sắc lại giận dữ, hướng về phía Trần Phi quát lạnh tiểu tạp chủng. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ ở nói chuyện với người nào? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Nói, hắn lại lần thứ hai về phía trước ép lên đi, cả người toát ra nóng nảy sát ý. Ngậm miệng, bội phân thánh kỵ sĩ, chớ nói lung tung nói a. Gặp bội phân thánh kỵ sĩ cư nhiên lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nhục mạ Trần Phi, Oviedo nhất thời cấp trên trán mồ hôi lạnh đều nhô ra, rất sợ Trần Phi Trần Tiên sinh tức giận. Trực tiếp tại đây bọn họ Brett gia tộc cổ bảo nội, đem bội phân thánh kỵ sĩ thậm chí hổ giáo chủ cho làm thịt, chuyện này nên như thế nào xong việc. Dù sao ngay cả vâng duy nhã gia tộc nhiều á bà, đường đường huyết tộc thân vương tồn tại đều bị Trần Tiên Sinh cho thực sự giết, còn có lớp Strickland gia tộc Hắc Long Nemesis. Người hồ mặc dù địa vị đại, thực lực mạnh, có thể nhưng vẫn là không tư cách ở Trần Phi Trần Tiên Sinh trước mặt làm càn đi. Cái này thật không vậy đùa giỡn. Có thể hắn lời này vừa ra, lại nhất thời trực tiếp xảy ra vấn đề. Ngươi kêu ta ngậm miệng, chớ nói lung tung nói. Bội phân thánh kỵ sĩ lúc này sắc mặt âm trầm tự hoàn toàn cùng cái đáy nổi tựa như, nhãn thần ở chỗ sâu trong bùng lên theo vẻ dữ tợn, quát. Không có biện pháp, bội phân thân phận gì địa vị gì. Coi như là dứt bỏ tôn kính hồ giáo chủ người theo đuổi tầng này thân phận không nói chuyện, cũng vẫn như cũ còn là thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh hãn tướng. Ta quang minh thánh kỵ sĩ bao quanh chiến, SS cấp thánh kỵ sĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại bởi vì một không biết trời cao đất rộng đông phương tiểu tạp chủng, Oviedo cư nhiên dám can đảm quát hắn, gọi hắn ngậm miệng, thậm chí làm hắn chớ nói lung tung nói. Đây coi là cái gì? Nhục nhã sao? Các người Brett gia tộc cũng có chút ý tứ, để chính là một người đông phương, dĩ nhiên nguyện ý làm ta hồ trên mặt mất mặt, còn tưởng là theo mặt của ta, quát ta người theo đuổi. Các ngươi có phải là thật hay không đã cho ta lần này nguyện ý đến, tự cho là mình coi là thứ gì? Hanh, thấy mình người theo đuổi bị như vậy quát, hồ giáo chủ sắc mặt mạnh trầm xuống, điềm nhiên nói. Cùng lúc đó, một càng thêm đáng sợ quang minh năng lượng từ trong cơ thể hắn tràn đầy đi ra, thậm chí hình như có thể làm không một cái cảm thụ được cổ đáng sợ hơi thở người, đều mạnh thân thể run. Bởi vì năng lượng đó xác thật là đáng sợ. Mà vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu híp mắt đem một tay lưng ở sau người, một luồng chợt lóe lên diễm quang xuất hiện sau lại biến mất, cái này khiến Oviedo trong lòng đập mạnh nhảy, vội vã một bên hướng Trần Phi đưa đi khẩn cầu ánh mắt, một bên nhìn phía hổ giáo chủ thần sắc hốt hoảng hòa giải nói hổ giáo chủ xin bất giận.
vị này chính là đến từ Đông Phương Hoa Hạ Trần Phi Trần tiên sinh, lần này cũng là chúng ta Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett đại công tước tự mình đi thỉnh, mời lúc nào tới tham dự sự kiện kia. Đến mức Trần tiên sinh vào ở Tổng thống quý khách phòng cũng là tộc trưởng đại nhân tự mình an bài, vì vậy. Cái gì, nghe vậy Bất Đồng Hồ phản ứng, lùi ở một bên Thẻ Lị Mạn Tựu đầu tiên đổi sắc mặt, sau đó trong lòng hối hận cùng kêu khổ lên. Hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch cái này người Đông Phương tuyệt đối là thật không đơn giản, nếu không, phải dùng tới lão Brett tự mình đi thỉnh. Tiên sinh, là hắn năm này linh, cũng không biết có hay không đi đến S cấp, còn cái gì trước hết sinh, như vậy tôn kính, cũng không biết các người Brett gia tộc là cái gì ánh mắt. Sau đó Hồ không nói chuyện, nhưng lại âm thầm ý bảo bội phân thánh kỵ sĩ âm dương quái khí nói rằng. Hắn không ngốc. Vì vậy khẳng định minh bạch Oviedo có thể nói như vậy, vậy tiểu tạp chủng khẳng định thân phận quả thực không đơn giản, thậm chí mạnh hơn quá hắn Hồ. Có thể hắn Hồ hạng thân phận hạng địa vị, trong lòng há cam nguyện thực sự đơn giản thừa nhận thân phận mình, trình tự, hay hoặc là bối cảnh năng lượng, không bằng đối phương. Vạn nhất là tiểu con rơi mắt chó đuôi mù, căn bản không có thể chân tránh so sánh ra rốt cuộc là bên kia rất có năng lượng. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất từ giờ trở đi. Vững vàng nhắm lại ngươi trương miệng chó, nói cách khác, ta không ngại giúp ngươi nhượng nó nhắm lại. Đã có thể sau đó một khắc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã có chút không nhịn được lạnh lẽo nói. Nếu không phải Oviedo khẩn cầu cái nhìn kia, hắn sao lại cùng đối phương loại này tên lời thừa đến bây giờ? Sớm sẽ chọn động thủ. Ngươi nói thật, ngươi, nhất thời Hồ sắc mặt mạnh lại âm trầm xuống, lúc này hơi đứng ở trước mặt hắn nửa bước bội phân thánh kỵ sĩ càng vặn vẹo khuôn mặt. Há mồm đều quát ra đến. Ánh mắt đỏ bừng, có thể ngay sau đó một giây sau, trong miệng hắn chưa nói ra một câu kia nói sau mấy chữ, lại ngạnh sinh sinh như là bị chèn vào vậy, mạnh thu hồi đi, con người hung hăng núp ở cùng nhau. Oanh! Bởi vì cũng không biết ở khi nào, kèm theo một nặng nề đến quỷ dị làm người ta quên rơi nổ vang thanh, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lưng ở sau người tay, thần tốc nặn ra vài đạo trận pháp ấn quyết. Sau đó, từ bội phân thánh kỵ sĩ dưới chân lại đột nhiên có một vòng bạch quang nổ bắn ra vọt lên, sau đó không gì sánh được thật nhanh đem bội phân thánh kỵ sĩ cho vây khốn. Tại nơi trận pháp trong, càng có ba điều lớn bằng cánh tay viêm xà, tản ra khí tức kinh khủng, chiếm giữ ở trong trận pháp, thậm chí là tại nơi bội phân thánh kỵ sĩ trên người, hộc xà hạnh, phát sinh, tê, làm cho thanh. Xôn xao hai. Bất thình lình một màn, tựu đang phát sinh có ở đây không đến nửa giây nổi. Nửa giây trước, bội phân thánh kỵ sĩ vẫn còn kêu gào, quát Trần Phi Trần tiên sinh, nhưng này nửa giây sau, hắn lại lập tức im lặng, sắc mặt tái nhợt, đầy mồ hôi lạnh, con người co rút lại, thậm chí ngay cả dấu ở phía sau tay trưởng, đều ở đây đầu. Bởi vì từ nơi này tọa đột nhiên xuất hiện trận pháp trên, hắn lại cảm giác được tùy thời có thể giết chết hắn làm cho ba động. Nói cách khác, chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn tùy thời đều biết. Chết! Ma pháp trận, không đúng. Đây cũng là Đông Phương cái gọi trận pháp đi. Mà nhưng vào lúc này, Hồ cũng sắc mặt hắng giọng nhìn một màn này, nhưng cùng lúc đó trong lòng của hắn kỳ thực cũng còn có chút giật mình. Bởi vì coi như là hắn, đều dĩ nhiên chưa từng phát giác Trần Phi là như thế nào, từ lúc nào bố trí ra như vậy một tòa cổ quái trận pháp. Lấy thân phận của hắn thực lực, còn có niên kỷ, tự nhiên cũng còn là đã từng cùng trận pháp đã từng quen biết. Cho nên mới có thể như vậy một ngụm khiếu phá tên. Thảo nào Brett gia tộc dĩ nhiên sẽ vì loại này tiểu tạp chủng mà đắc tội ta Hồ. Nguyên lai tiểu tạp chủng này lại là Hoa Hạ trận pháp sư, còn mạnh như vậy, hắn mới bây lớn. Sau đó Hồ trong lòng lại có một ít hối hận cùng tức giận. Nếu là người thường, mặc dù là cái gọi là thiên tài, ở đối phương từng tuổi này, có thể khiến thực lực trình tự đi đến S cấp, tựu đã coi như là phi thường tốt vô cùng. Mà bây giờ trước mắt hắn tiểu tạp chủng này, lại dĩ nhiên tối thiểu đạt tới gần SS cộng trình tự, và lại còn là coi như là tại nơi Hoa Hạ, cũng đều không gì sánh được hiếm thấy trận pháp sư. Tự theo chân bọn họ phương Tây hắc ám thế giới ma trận sư vậy. Tuyệt đối là thân phận chí cao không gì sánh được, hơn nữa kỳ năng lực chiến đấu còn xa mạnh hơn đồng cấp đừng. Đây tột cùng là cần nhiều thiên phú kinh người, hoặc là cầu si vận, mới có khả năng đi đến A. Trong nháy mắt, coi như là Hồ loại này thành danh đã lâu thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, cũng không từ trong lòng hiện ra nồng nặc đố kỵ, ánh mắt chỗ sâu hàn ý nếu có thực chất vậy dâng lên đi ra,
chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tiểu tử. Thả người, Bội Phân Thánh kỵ sĩ là hắn hầu người theo đuổi, bây giờ lại bị đối phương làm trò mặt của hắn động thủ bắt được, đây không phải là ở nhục nhã hắn hồ, là cái gì? Ngươi nói để xuống, vậy để xuống. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cư nhiên nghiêng đầu đến, ánh mắt lợi hại quét mắt nhìn hắn một cái, lại lạnh lẽo liếm môi một cái, nói. Tuy nói hắn mới ở lớp Strickland gia tộc đạt được cực phẩm huyết nguyệt đá, lại bằng vào kỳ thành công đem huyền thạch kính thoái hóa thành trung phẩm pháp khí trình tự, thậm chí còn rốt cuộc đến cuối cùng nhất kiện ngọc khí, đợi được về nước sau, có thể bắt đầu tay vạch kế hoạch đại sự. Chính là hẳn là cao hứng thời gian, không nên tùy tiện tức giận. Động lòng người nha, tóm lại là có chút tỳ khí, càng đừng hắn bây giờ niên kỷ, còn hoàn toàn có thể quy hoạch ở, tuổi còn trẻ khí thịnh, đoạn nội, tự nhiên lười chịu được đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Thả người. Ngươi nói để xuống, vậy để xuống. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Hồ nghe vậy mạnh sửng sốt, sau đó tình không điều khiển tự động mím môi một cái môi, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra nổi giận cùng lạnh lẽo vẻ. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương động thủ bắt hắn hồ người theo đuổi trước đây, đều không cho hắn một cái cần có giải thích đều quên đi, bây giờ gọi kỳ thả người, lại vẫn có thể nghe thế dạng làm hắn cảm thấy không gì sánh được nhục nhã trả lời. Ngươi nói để xuống. Vậy để xuống. Nếu không ni, nếu không còn muốn thế nào? Chẳng lẽ tiểu tạp chủng này còn muốn làm trò hắn hồ mặt mà, đưa hắn người theo đuổi đả thương hoặc giết chết? Lúc nào, hắn hồ mặt mũi như vậy không đáng giá, có thể bị như vậy một cái tiểu tạp chủng tùy ý giày xéo. Đây quả thực là hoàn toàn không đưa hắn để trong mắt a. Trước hắn sở dĩ sẽ biểu hiện ra như vậy rung động, bất quá là bởi vì đối phương, ở kỳ hiện tại từng tuổi này, đạt tới cực kỳ kinh người cao độ. Thật giống như một người trưởng thành sẽ sợ hãi than vu mỗ học sinh tiểu học sẽ hiểu rõ độ khó cao hàm số phương trình. Có thể, cũng không hơn. Người trưởng thành cùng học sinh tiểu học chênh lệch nhất định là không thể nghi ngờ, chẳng lẽ không đúng sao? Nghĩ đến đây, hắn hổ lạnh lẽo già nua con ngươi không khỏi vi nheo lại, hoa hạ trận pháp sư, nghe quả thực rất làm cho lòng người quý, chớ nói chi là tiểu tạp chủng còn trẻ tuổi như vậy, muốn nói phía sau không ai. Hoặc là không có một cái thế lực khổng lồ làm chống đỡ, rất hiển nhiên tuyệt đối là chuyện không thể nào, vì vậy sợ rằng đây cũng là kỳ dựa chỗ đi. Có thể coi là như vậy, hắn hồ thân là thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, đường đường SS cộng cấp cực hạn cường giả, liên lớp Strickland gia tộc, Hắc Long, Nemesis cái loại này quái vật đều không cần thiết có thể đè ép được hắn, lẽ nào thân phận của hắn trình tự tự thấp. Vì vậy một khi hôm nay chuyện này hắn nếu là thỏa hiệp, truyền đi, phỏng chừng không biết bao nhiêu người đều biết cười đến rụng răng, nói hắn hổ không loại. Là loại nhu nhược, cái này cho hắn mà nói, mới là chân chính không cách nào tiếp thu, mặt trên mặt đại sự. Chớ nói chi là hiện nay tiểu tạp chủng còn như vậy cuồng, cầm hắn hổ người, còn nói cái gì, hắn nói để xuống, vậy để xuống. Thật cho là mình coi là vật gì vậy. Nghĩ đến đây, hồ trong lòng cảm giác nhục nhã liền càng đậm liệt, khắc sâu hơn. Hiện lên ở trên mặt, tức giận. Lúc nào hắn hồ ăn xong loại này biệt khuất, bực này khinh thị. Nếu ngươi không tha, vậy thử xem. Vì vậy, hồ giáo chủ ánh mắt ở chỗ sâu trong lạnh lên, chợt càng mắt có chút máu đỏ nhìn Trần Phi, cơ hồ là từ hàm răng gian nặn ra mấy chữ này đến. Bên trong thân thể của hắn hiện ra đáng sợ quang minh lực lượng, sát ý trong lòng cơ hồ là phải hóa thành thực chất vậy dâng lên đi ra. T. Nhất thời. Kèm theo hồ giáo chủ thanh âm lạnh như băng như vậy vang lên, mọi người tại đây, Thẻ Lị Mạn, Oviedo, thậm chí Bội Phân Thánh kỵ sĩ đều trong nháy mắt có dũng khí lưng bị ướt đẫm, da đầu tê dại, có dũng khí muốn mau nhanh thoát đi nơi này lo lắng xung động. Nhất là người sau, hắn hiểu rõ nhất bản thân theo người, minh bạch, lúc này tôn kính hắn là giận thật. Mà Oviedo, Thẻ Lị Mạn đám người cũng tương đương rõ ràng, cái này hồ quý vi thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Kỳ thực lực thậm chí so với lớp Strickland gia tộc, Hắc Long, Nemesis quái vật kia cũng còn cường đại, nếu thật nén giận xuất thủ, tất nhiên là khủng bố đến cực điểm, làm cho sâu vô cùng. Khi đó, chỉ sợ bọn họ gia tộc cái này cổ bảo cũng phải trực tiếp bị phá hủy rơi. Cái loại này tầng thứ cường giả nếu thật nổi giận, tự ý nghĩa hủy diệt. Hồ giáo chủ bất giận, xin bất giận, nhất là Oviedo lúc này là trong lòng tối hốt hoảng, bởi vì hắn biết càng nhiều. Minh bạch coi như là hồ giáo chủ cường thịnh trở lại, sẽ ở SS cấp tầng thứ này trong vô địch, cũng tuyệt không khả năng là Trần Phi Trần tiên sinh địch thủ.
Hơn nữa Trần Phi Trần tiên sinh liên nhiều á bà, Nemesis đều có thể giết, cũng dám giết, người hồ chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ. Đến lúc đó, nếu là cái này hồ thật chết tại bọn hắn Brett gia tộc, vậy xảy ra chuyện lớn. Bởi vì, này thần thánh giáo duyên giáo hội mới là cái này Âu Châu, mới là bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới chân chính đứng ở đỉnh phong đỉnh cấp một trong những thế lực. So với Vâng Duy Nhã gia tộc còn mạnh hơn, thậm chí cường gấp mấy lần. Bất giận, ngươi nhường ta bất giận, mà hồ ở nhìn thấy Oviedo loại giọng nói này lời như vậy, không khỏi một lần nữa tìm về thân là đỉnh cấp cường giả thái độ cùng tư thái, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Oviedo, lại nhìn hướng Trần Phi, lạnh lùng nói tiểu tạp chủng này làm cho ta hồ mặt, còn dám ra tay đối phó ta người theo đuổi, ngươi nhường ta làm sao bất giận. Hắn lời này nhưng thật ra nói đương nhiên, thật giống như ngay từ đầu tìm phiền toái không là bọn hắn, mà là những người khác vậy. Nếu không phải như vậy, Trần Phi sẽ chân thực không nín được động thủ. Và lại coi như là như vậy, động thủ, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều vẫn là nhẫn dừng tay, không dưới nặng tay đả thương người, nhưng bây giờ. Có thể bọn hắn bây giờ những, này tự cho là đúng tên, lại tựa hồ như còn muốn được voi đòi tiên. Sau đó nhất thời chỉ thấy hồ thể hiện cao cao tại thượng tư thái, nhãn thần nhàn nhạt quét về phía Trần Phi, một bộ ban ân, bố thí thái độ. Chậm rãi nói bất quá nếu Brett gia tộc đều như vậy thay ngươi xin tha, cũng đừng nói ta hồ không rõ đạo lý đối nhân xử thế. Thả bội phân, ngươi lại hướng ta thành khẩn khom lưng tạ lỗi, cuối cùng lại đem tổng thống quý khách phòng nhường lại, trước ngươi mạo phạm, ta liền có thể làm cái gì đều không phát sinh. Tuy nói cái gọi là tổng thống quý khách phòng, kỳ thực cũng không coi vào đâu, nếu thật không có, không được cũng sẽ không ở. Nhưng bây giờ lúc này cuối cùng này một gian phòng vào ở quyền lại thành giữa bọn họ ai hơn có mặt mũi so sánh tiêu chuẩn. Vì vậy hắn mới có thể riêng nói ra nói. Cãi lâu như vậy, không phải là vì hai chữ này, mặt mũi sao? Nhất là sống càng lâu, vượt người của lão, tự càng thích tranh thứ này. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt ở chỗ sâu trong hàn mang ẩn thiểm, do dự mà có muốn hay không thật hạ ngoan thủ, cho đối phương một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Nhưng bận tâm đến Brett gia tộc, hắn lại không muốn đối phương bởi vì mình, mà quá khó khăn làm. Tuy nói hắn hiện tại tính tình là càng ngày càng tệ, có thể, hắn nhưng vẫn là nhớ kỹ, người kính ta một thước, ta mời người một trượng, những lời này. Người nha, tổng hay là muốn có chút nguyên tắc. Ha ha ha, nguyên lai là hồ giáo chủ còn có bội phân thánh kỵ sĩ đích thân đến, thực sự là quý khách a. Nhưng vào lúc này một đạo rõ ràng mang theo tang thương cảm già nua thanh đột nhiên từ cách đó không xa cuối hành lang truyền đến, đón mọi người bên tai tựu nghe được cước bộ chậm rãi đi trước ở trên sàn nhà thanh âm, đạp, đạp. Thật giống như đạp tại bọn hắn trong trái tim vậy, liên hồ cũng không nhịn được bị hấp dẫn đi. Thấy thế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc như trước rất lạnh, nhưng cũng còn là đưa mắt hơi dịch chuyển một ít đi qua. Chỉ thấy tại nơi cuối hành lang. Là có một vị cong lưng sóng vai tóc dài lão đầu đi tới, đầu chọc đôi mắt nhỏ, trong phân sóng vai tóc dài bên trong lại lộ vẻ một bộ kim loại mảnh rẻ khung viên mắt, làm cho cảm giác có chút hoạt kê, nhưng ngay cả cùng Trần Phi ở bên trong, mọi người tại đây cũng không có cười. Bởi vì, này lão đầu không biết là tận lực vẫn có ý phát ra khí thế, lại so với kia hồ trước nổi giận dưới trạng thái, càng mạnh, càng làm cho người ta cảm giác được áp lực, thậm chí ngay cả Trần Phi cũng hơi hé mắt. Hắn tổng cảm giác, lão nhân này cho người cảm giác, tựa hồ cùng phổ thông người bình thường không quá vậy. Nguyên lai là Beirut đại nhân, đã lâu không gặp a. Sau chỉ thấy hồ sắc mặt ngưng trọng hướng về đối phương giơ tay lên một cái, chậm rãi nói. Hắn đương nhiên biết cái này cánh cung lão đầu là ai, đối phương là cái này Brett gia tộc công nhận nhân vật số 2, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, còn so với kia nhân vật số 1. Càng làm cho người kiêng kỵ một ít. Beirut đại nhân, Beirut đại nhân, Oviedo cùng thẻ lị mạn hai người cũng rốt cục hoàn hồn đến, thần sắc hốt hoảng hướng cánh cung lão đầu cúi người chào nói. Tốt, tốt, nhất thời cánh cung lão đầu Beirut một bên hướng về Oviedo, thẻ lị mạn hai người khoát tay áo, một bên lại hướng về hồ giáo chủ dáng điệu thơ ngây khả cúc cười nói bầy hồ chủ dậy ngươi phúc, hoàn hảo, chính là gần nhất không biết là lớn tuổi, còn là ngủ hơn, cái lỗ tai ra một ít mau bệnh. Không nghe được cả tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn cặp kia đôi mắt nhỏ xẹt qua lau một cái quỷ dị quang thải. Nghe vậy hồ giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút, minh bạch đối phương đây là đang nhắc nhở hắn,
nhưng sau đó đã thấy kỳ âm mặt lạnh, nói Beirut đại nhân, không phải là ta hồ muốn ở các người Brett bên trong gia tộc nháo sự, mà là cái này tiểu tạp. Người bây giờ cũng có thể thấy được chưa? Coi như là người tự mình đến, ta người theo đuổi cũng đều còn bị hắn cho áp chứ. Nguyên lai coi như là đến bây giờ, bội phân thánh kỵ sĩ đều như trước đủ số nhức đầu mồ hôi bị trận pháp cho khóa. Chỉ cần hắn dám động một cái, chiếm giữ ở thân thể hắn trên ba con viêm xà tự sẽ lập tức bạo khởi, đưa hắn, thôn phệ, đầu khớp xương bột phấn cũng không thừa. Nghe hồ vừa nói như vậy, cánh cung lão đầu lúc này mới chú ý tới bội phân thánh kỵ sĩ chỗ sâu tình hình, cặp kia đôi mắt nhỏ lập tức hiện ra, lấy làm kinh hãi, vẻ, sau đó ánh mắt có chút kinh dị rơi xuống Trần Phi trên người, hơi lóe lóe, lúc này mới đồng dạng dáng điệu thơ ngây khả cúc chắp tay nói thanh niên nhân, có thể hay không cho ta lão đầu tử này một cái mặt mũi, trước đem trận người ở bên trong thả đi. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng không có lên tiếng, cũng không có hành động. Ngược lại là khẽ nhíu mày ánh mắt dừng lại ở trên người đối phương, cái này khiến minh bạch Trần Phi Trần tiên sinh, nội tình, Oviedo không khỏi trong lòng run rẩy. Sau đó chỉ thấy kỳ ở phía sau phương đưa tay lôi Trần Phi một chút, lại hạ giọng, mang theo thỉnh cầu giọng nói, nói Trần tiên sinh. Ai? Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, sau đó liền tiện tay đánh một cái búng tay, phong tỏa ở bội phân thánh kỵ sĩ trên người trận pháp lên tiếng trả lời mà tán. Phốc suy. Sau một khắc, bội phân thánh kỵ sĩ thật giống như cả người đã không khí lực vậy, lại đặt mông trực tiếp ngã ngồi dưới đất, trên người tất cả đều là mồ hôi, giống như là từ trong nước bị lao đi ra vậy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thở hổn hển. Làm đương sự, hiển nhiên cũng chỉ có hắn một người minh bạch vừa rồi hoàn cảnh là có cỡ nào làm người ta tuyệt vọng, cùng cảm giác hít thở không thông. Cho nên khi hắn một bên không gì sánh được chật vật thở hổn hển. Một bên ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Trần Phi lúc. Không, hắn tựa hồ đã không lá gan, đầu vừa một nâng lên, thật giống như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, bá một tiếng lại lần thứ hai thấp đi. Hanh, nhất thời hồ sắc mặt không gì sánh được âm trầm cùng hắn giọng hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn bội phân, bởi vì. Này phế vật hiện vào lúc này cử động, cùng hung hăng đánh mặt của hắn không khác nhau chút nào. Nhưng lại có phi thường ngoan. Ôm, xin lỗi. Hồ đại nhân, bội phân thánh kỵ sĩ lúc này mới ý thức được bản thân hành vi có bao nhiêu sao sai, vẻ mặt sợ hãi nói. Nghe vậy hồ giáo chủ tức giận phất tay áo tử, mạnh ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên người, hàn ý thật sâu nói thanh niên nhân, ngươi tuổi như vậy, là có thể khiến Brett gia tộc như vậy đặc biệt đối đãi, còn dám ở ta cùng Beirut trước mặt đại nhân đều như thế cuồng, làm càn như vậy, thật đúng là như các ngươi hoa hạ câu kia ngạn ngữ, tuổi trẻ tài cao a. Nói. Hắn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này nghiễm nhiên đã là xích lõa khỏa thân ngôn từ trào phúng, trong miệng giáp thương súng, mang côn. Vì vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nghe vậy con ngươi chợt híp một cái, trong lòng chân thực có chút khó chịu, thẳng thắn thần sắc trầm xuống, nói ngươi nếu chân thực không phục, đại nhưng bây giờ tự mình động thủ thử xem, dù thế nào ta hiện tại tự đứng ở trước mặt ngươi, hà tất như vậy quanh co lòng vòng, không ngại mất mặt xấu hổ. Từ cổ chí kim. Lúc nào miệng pháo đều là tối mất mặt, không phải sao? Ngươi, hồ giáo chủ hầu như trong nháy mắt tự vẻ mặt thần sắc đại biến lên, trên người sát khí phụt ra, rất có một luồng sợi làm cho quang minh lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bất ngờ đã chuẩn bị động thủ. Phải biết rằng, hắn hồ trở thành thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ nhiều năm như vậy, từ lâu không biết có bao nhiêu lâu chưa từng đã bị như vậy làm nhục. Khi nào hắn hồ luân lạc tới loại này bị người chỉ vào mũi mắng mức? Cái này với hắn mà nói không phải là nhục nhã, là cái gì? Ha ha, hai vị, Đông Phương có câu cổ lời nói tốt, là oan gia nên giải không nên kết, vì vậy lại cần gì phải huyên náo mọi người mặt mũi đều không qua được. Vậy thật không cần thiết, hơn nữa, ta hiện tại tự mình đến, cũng nhưng thật ra là có nhiệm vụ, là muốn mời hai vị hiện tại đến chúng ta Brett gia tộc tối cao nghị hội thính, thương lượng đại sự. Có thể nhưng vào lúc này cánh cung lão đầu Beirut lại cười ha ha một tiếng. Phảng phất là lơ đãng vậy ngăn cản trước mặt của hắn, trong miệng mặt sau đó nói ra khiến người kinh dị, có thể lại có thể nói sang chuyện khác nội dung. Thương lượng đại sự, hiện tại, quả nhiên, nghe vậy hồ giáo chủ biến sắc, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết đối phương trong miệng, đại sự, là chỉ cái gì, có thể bọn hắn bây giờ mới vừa vặn, liền nghỉ ngơi một chút hành vi cử động cùng thời gian cũng không có, lại tự phải họp. Thật chẳng lẽ có chặt như vậy cấp?
nghiêm trọng đến loại trình độ đó. Hắn có thể muốn lấy được, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sau đó chỉ thấy Kỳ con ngươi hơi lóe lên, chậm rãi nói vậy thì mời Beirut đại nhân phía trước dẫn đường đi. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng giúp chuyện này, một là vì, người kính ta một thước ta hồi người một trượng, báo đáp nhân tình, thứ hai là chính hắn lúc đầu cũng đúng bị thua Đông Phương luyện khí sĩ, có rất lớn hứng thú rất lớn. Dù sao nếu thật như trước hắn suy nghĩ, cái gọi là thánh vực ác ma cùng với cùng đối chiến luyện khí sĩ, đều là trúc cơ cảnh trình tự, vậy bị phong ấn trong chiến trường, kỳ ẩn chứa giá trị, chỉ sợ cũng muốn xa so với Brett gia tộc sở dự đánh giá muốn nhiều gấp bội, cao gấp trăm lần. Như vậy, hắn làm sao có thể không động tâm ni? Hanh! Mà Hồ ở nhìn thấy Trần Phi nói như vậy, cũng minh bạch hắn là không có khả năng lại tiếp tục động thủ, cũng không có khả năng đang gọi bản Beirut. Chợt chỉ thấy Kỳ chỉ có thể mặt âm trầm, đè xuống trong lòng sát khí, không tiến thêm một bước hành động. Ha ha, đa tạ hai vị có thể cho ta cái này tao lão đầu mặt mũi. Các ngươi đi xuống trước đi, gặp Hồ giáo chủ rốt cục buông tha muốn cùng Trần Phi ý động thủ, Beirut lúc này mới cười ha ha một tiếng, từ trước người trước mặt đem bước chân rời, sau đó nghiêm sắc mặt, lại hướng Oviedo, thẻ lị mạn nói rằng. Chuyện kế tiếp, sau đã không tư cách lại tham dự tiến trong đó. Vâng, vâng, Oviedo cùng thẻ lị mạn nhìn nhau liếc mắt, người sau nhãn thần ở chỗ sâu trong lại là cười khổ lại là hối hận đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đứng dậy trả lời, khom người ly khai. Hai vị xin mời, gì, nhìn ta trí nhớ này, đã quên thỉnh giáo, không biết tiểu huynh đệ ngươi. Tôn tính đại danh, gặp Oviedo còn có thẻ lị mạn tất cả lui ra đi, Beirut lúc này mới vẻ mặt mỉm cười đem Hồ còn có Trần Phi hướng tòa thành ở chỗ sâu trong. Bọn họ Brett gia tộc tối cao phòng hội nghị dẫn đi. Sau đó lại thấy Kỳ dáng điệu thơ ngây khả cúc hướng Trần Phi hỏi. Nghe vậy, Hồ dù chưa quay đầu lại, có thể Kỳ cái lỗ tai lại dị thường tụ tinh hội thần nghe, nhìn con đường phía trước khàn khàn lão mắt ở chỗ sâu trong, tràn ngập hàn mang. Hắn tự nhiên cũng rất muốn biết, tiểu tạp chủng này đến tột cùng lai lịch gì, lại dám như thế cùng hắn Hồ không qua được. Ha ha! Bao phủ ở chung quanh thân thể hai thước đường kính nội chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thần thức, bắt được Hồ đôi mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe lên hàn mang, không khỏi khóe miệng một phiết, họa xuất rất nhỏ độ cung, cười lạnh cười, chợt căn bản không cố kỵ đã đem bản thân tên cho báo đi ra, thản nhiên nói Beirut đại nhân khách khí. Ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ Giang Nam. Trần Phi, nguyên lai là ngươi, Beirut hiển nhiên có nghe nói qua Trần Phi tên. Bởi vì trước màu đỏ tươi răng sự kiện kia mà. Có thể lập tức, hắn đôi mắt nhỏ trong lại vô ý thức hiện ra hơi nghi hoặc, bởi vì cái gì đao phong sách có thể cùng Hồ thực lực kém nhiều lắm, chẳng lẽ là trước đối với hắn thực lực có nghiêm trọng đánh giá thấp. Hanh, Hoa Hạ Giang Nam, Hồ hiển nhiên tự cũng chưa từng nghe qua Trần Phi tên, nhưng thật giống như biết Hoa Hạ Giang Nam, còn nhớ rõ khu vực hình như cũng không có gì đủ để uy hiếp đến bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội thế lực cường đại. Chiếm giữ ở nơi này, sau đó lạnh lùng con ngươi hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà theo ở phía sau hắn, bội phân thánh kỵ sĩ chặt chẽ cúi đầu, vô luận là Hồ giáo chủ hay là Trần Phi, hắn cũng không dám ngẩng đầu đến nhìn kỹ. Cho tới bây giờ hắn đều tựa hồ còn không có vừa rồi hít thở không thông một màn vững vàng buộc chặt theo, từ cái loại này tâm tình tuyệt vọng trong khó có thể dẫy đi ra. Sau đó tự thấy bọn họ trên đường chuyến về. Lại từ cổ bảo nội dần dần hướng về phía dưới khu vực đi đến. Mà khi bọn hắn từ sở đi trước thông đạo đi tới đầu cùng sau, rõ ràng là một tòa cửa thành to lớn, mà cửa thành nội cũng một chỗ như là bị móc giống, giống tuếch dưới đất khu vực. Dưới đất này khu vực diện tích không nhỏ, ít nhất có thể dung nạp đi vào nửa tòa ải núi, mà là vậy bọn họ lúc này đi vào cửa thành, đối diện theo phương hướng, bất ngờ có một chỗ tràn ngập khủng bố ma khí chính là cao vót cửa đá. Mà ở tọa trên cửa đá, lam quang lóe ra, trận văn thành sáng chói, rậm rạp. Cùng phương Tây điển hình vài mũi nhọn tinh ma pháp trận bất đồng, trên cửa đá thần kỳ hiện tượng hoàn toàn chính là điển hình Đông Phương luyện khí sĩ trận pháp. Trận pháp này vâng, nhất thời Trần Phi híp mắt đã bị trận kia pháp hấp dẫn đi, ánh mắt ở chỗ sâu trong khá có chút kinh dị. Tràn ngập ở cao vót trên cửa đá lam quang, lại rõ ràng là từ đáy biển ở chỗ sâu trong tinh luyện ra đích thực nước tinh. Luận trình tự, thậm chí nếu so với trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa cao hơn nữa. Hơn nữa còn là cao rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là thoạt nhìn tuy rằng trong suốt, nhưng thực đã tràn đầy tạp chất,
trận kia pháp tựa hồ cũng sắp đi đến đổ nát biên giới. Thánh vực ác ma. Hồ tuy rằng hoàn toàn không hiểu trận pháp, có thể coi là hắn hiện tại đều đã nhìn ra, trận kia pháp đã sắp đi đến đổ nát biên giới, cho nên liền là gặp kỳ sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng hỏi. Thánh vực ác ma sẽ ở đó phiến cửa đá mặt sau, bị phiến cửa đá sở phong ấn. Chỉ là, phong ấn sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Beirut bình thản nói rằng, nguyên bản loại sự tình này mà, bọn họ là tuyệt không khả năng tiết lộ cho ngoại nhân biết, có thể hiện nay lại đã hoàn toàn nghiêm trọng đến phải tiết lộ ra ngoài trình độ, nếu không, nghênh tiếp bọn họ Brett gia tộc đã đem là hủy diệt. Nghĩ đến đây, Beirut bất đắc dĩ lắc đầu, lại duỗi thân tay hướng Trần Phi cùng với hồ hai người dẫn đến hai vị, mời đi theo ta đi, tựa hồ đại bộ phận quý khách đều đã đến. Nói, ánh mắt của hắn hướng một bên kia phương hướng quét tới. Trần Phi lúc này mới chú ý tới, nguyên lai ở dưới đất này khu vực, tại nơi cao vót cửa đá bên hướng về phía một chỗ khác phương hướng, lại có một tòa âm thê thê ải tiểu cung điện tầm thường chữ đứng ở trong đó. Ải tiểu cung điện các nơi góc cạnh cùng đá nham trên đều tràn ngập ám hồng sắc, phảng phất như là làm cho tiên huyết ở bắt đầu khởi động, càng còn có một tòa con rơi pho tượng đứng sừng ở cung điện lối vào tay trái phương, làm cho cảm giác âm xâm xâm, giống như là có sống mệnh, tương đối quỷ dị. Mà ở cửa cung điện miệng rõ ràng là có Brett cao thủ của gia tộc gác, giấu ở tầm thường góc cùng âm thầm, tuy rằng nhân số cũng không nhiều, khách từ những người đó trên người chảy xuôi ra khí thế. Cư nhiên tối thiểu đều là công tước cảnh trên dưới, nhất thời Trần Phi còn có hồ cũng hơi đổi sắc. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ tới, cái này Brett gia tộc. Lại còn có loại này nội tình. Beirut đại nhân, làm Beirut dẫn Trần Phi. Hồ đám người đi vào ám hồng sắc đỏ sầm cung điện lúc, thủ vệ tại nơi cửa Brett gia tộc cường giả nhất thời phát sinh cung kính thanh, tự nhiên cũng không có ngăn cản bọn họ tiến nhập cung điện. Ba vị, thỉnh, sau đó, chỉ thấy Beirut nhẹ nhàng đẩy ra ám hồng sắc ải tiểu cung điện đại môn, con người hơi híp đem Trần Phi đám người dẫn đi vào. Đại môn kia hậu phương, rõ ràng là một tòa ngọn đèn không gì sánh được hôn ám, lại trang sức dị thường hoa lệ cùng xa xỉ tứ tứ phương phương phòng. Ngại vì ải tiểu cung điện bản thân diện tích lớn tiểu, phòng tự nhiên diện tích cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ có thể dung nạp 4-50 người đồng thời đi vào, nhưng có thể cũng chính vì vậy, diện tích tiểu giã có diện tích tiểu nhân chỗ tốt. Cung điện này nội bộ phòng chỉ là vừa vào mắt, tự hết đưa hết cho người một loại cực kỳ tràn đầy lịch sử rất nặng cảm, cùng thâm hậu nội tình bàng bạc đại khí. Beirut đại nhân. Beirut đại nhân, ngài đã tới, gì, đây không phải là hồ giáo chủ sao? Ngươi cũng được mời tới. Tiểu tử kia là ai? Cư nhiên có thể cùng hồ giáo chủ đang bị mang vào. Không biết, hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Mà Trần Phi đám người đến, tự nhiên dẫn tới bên trong phòng khách mọi người, tuyệt đại đa số chú ý, thậm chí không ít người trên mặt còn hiện ra kinh ngạc. Không có biện pháp, vô luận là Beirut hay là hồ, đều là bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới lừng lẫy nổi danh SS cộng cực hạn cường giả. Kỳ có thực lực không gì sánh được tiếp cận phổ thông SSS cấp bậc tồn tại, vì vậy, bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Dù sao, tuy nói Brett gia tộc lần này tìm kiếm viện trợ tiêu chuẩn, là tối thiểu đều phải ở SS cộng cấp bậc, hoặc là đã ngoài. Có thể coi là vẻn vẹn một cái SS cộng cấp bậc, cũng vẫn sẽ có tỉ mỉ trên thực lực dưới phân chia, theo thứ tự là phổ thông SS cộng, SS cộng đỉnh, SS cộng cực hạn. Ở đây tuyệt đại đa số mọi người là tầm thường SS cộng, mà hồ cũng SS cộng cực hạn. Vì vậy, mọi người tại đây ngay tức khắc tự không gì sánh được nhiệt tình hướng Beirut, hồ, thậm chí hồ sau lưng bội phân thánh kỵ sĩ đều chào hỏi, duy chỉ có bỏ quên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Nhưng cái này cũng kỳ thực rất bình thường, dù sao ở trong mắt bọn hắn, giống như Trần Phi từng tuổi này tuổi nhỏ người, khẳng định hơn phân nửa là một vị lần này bị Brett gia tộc mời tới. Đến từ đông phương bên kia cường giả người hầu hoặc thân thích. Nếu đổi cái thời gian, đổi cái địa điểm, lại mặt khác đổi một nhóm người, có thể chỉ sợ hắn loại thân phận này còn có thể rất hiền hách, nhưng hôm nay. Ở giờ này ngày này, cái này nhiều như vậy cường giả tập hợp cao tầng thứ trong hội nghị, cái loại này tiểu bối, lại coi là cái gì? Hoàn toàn thiếu xem, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Ha ha, mọi người khỏe, thực sự là đã lâu không gặp. Mà hồ ở nhìn thấy ở đây đông đảo mọi người hướng về bản thân chào hỏi, lại hoàn toàn trực tiếp bỏ quên tiểu tạp chủng, nhất thời trong lòng không khỏi sinh ra một loại ám thoải mái, khóe miệng cũng cùng giật ra lau một cái vẻ châm chọc.
Mà ở thấy tình cảnh này, Beirut nhưng thật ra mảnh rẻ ánh mắt hơi híp một cái, chợt nhiệt tình kéo qua Trần Phi tay cất giọng nói: các vị đều là ta phương Tây hắc ám thế giới có mặt mũi đại nhân vật, nhưng cũng còn là đúng đông phương bên kia tương đối xa lạ đi. Ta đến trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ đông phương hoa hạ Trần Phi Trần Tiểu huynh đệ, các vị cũng nhìn lầm nga. Nguyên lai là Trần Phi Trần Tiểu huynh đệ, rất hân hạnh được biết ngươi. Tuy rằng Beirut loại này nhắc nhở cử động đã ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng, có thể mọi người tại đây lại ít có mấy người đầu chuyển qua cô đến, đương nhiên cũng có thể là chân thực đối với cái này tuổi quá trẻ đông phương tiểu tử không để được hứng thú, xem thường đi. Nhưng ngại vì Beirut đại nhân mặt mũi, bọn họ lại chỉ có thể hướng Trần Phi không mặn không lạt đại chúng bắt chuyện, rất nhiều người thoạt nhìn đều không tình nguyện. Thấy tình cảnh này, Beirut bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại cũng không nói gì. Dù sao kỳ thực liên hắn đều còn không biết Trần Phi thực lực chân chính, lại hơn nữa chân thực trẻ tuổi mấy tuổi. Từ từ, trong lòng của hắn cũng tốt giống như đúng Trần Phi không xem trọng như vậy lên. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuy rằng nhất nhất biểu hiện ra bắt chuyện còn trở lại, có thể trong lòng, cũng vẫn là không nhịn được bĩu môi lên. Hắn đương nhiên minh bạch bọn người kia vì sao như vậy khinh thị hắn, không phải là thực lực phi tôn nha. Ha ha, thực lực phi tôn. Ha ha. Mà ở nhìn thấy tất cả mọi người như vậy lạnh lùng đối đãi Trần Phi, hồ khóe miệng đủ lên châm chọc không khỏi biểu hiện càng tăng lên, ám đạo đáng đời. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt tại đây bên trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng, sau cùng hơi nhãn thần lấp lánh, rơi xuống phòng ngay chính giữa, chỉ có 11 vị trí hắc sắc trên cái bàn tròn mặt, sau đó trực tiếp tại nơi không chỗ ngồi ngồi xuống. Nhất thời hiện trường hơi gây rối, mọi người ánh mắt có chút dị dạng, nhưng rất nhanh lại trở nên yên lặng xuống tới, tựa hồ cũng không có người nào cho rằng hồ ngồi trên chỉ có là một vị trí trên bàn tròn, có cái gì không thích hợp. Mà lúc này, ngồi ở đó chỉ có 11 vị trí trên cái bàn tròn, ngoại trừ hiện tại lại mới thêm vào hồ, trước đó, kỳ thực cũng chỉ có 2 người mà thôi. Mà 2 người kia trong đó một vị mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo, sắc mặt có chút khô vàng lão giả, vừa thấy được hồ vào ở, liền trực tiếp híp mắt nở nụ cười, nói hồ, lâu như vậy không gặp, xem ra ngươi thực sự là càng sống vừa tư nhuận a, thoạt nhìn sắc mặt rất tốt. Cái này không cần ngươi quan tâm, mô đần, nghe thế dạng trào phúng, hiếm thấy là hồ cư nhiên không ngay tức khắc tức giận, mà vẻn vẹn chỉ là biến sắc, vẫn lạnh lùng nói. Như là đúng thổ hoàng sắc ma pháp mạo sắc mặt tiêu hoàng lão đầu, hết sức kiêng kỵ. Mà ở nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây tuy có một ít sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là sắc mặt biểu tình đương nhiên. Bởi vì mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo sắc mặt tiêu hoàng lão đầu, mô đần cát nhĩ, đây chính là bọn họ Âu Châu hắc ám thế giới, hai đại hắc ám nghiệp đoàn một trong, đất khô cằn cửa, nhị bà thủ, được xưng đất khô cằn minh vương, kỳ thực lực thậm chí có thể cùng chân chính SSS cấp tồn tại sánh vai. Điểm này liên hồ cũng không thể bảo đảm nhất định có thể làm được, vì vậy tự nhiên, hắn hồ là đương nhiên cũng bị đối phương khí thế áp chế. Hai vị thật đúng là như nghe đồn trong vậy. Vừa thấy mặt đã muốn cái này. Ừ. Một vị khác ngồi ở trên cái bàn tròn kia áo choàng lão giả nhìn thấy một màn này, híp mắt ý vị thâm trường cười lạnh cười, đang chuẩn bị nói ra người khác căn bản tựu không dám nói. Lại vào lúc này đột nhiên nhất thời, ánh mắt hơi trầm xuống thậm chí có một ít rét run hướng bên tay phải một cái chỗ ngồi nhìn lại, sau đó ngữ điệu có chút lạnh lẽo chất vấn tiểu tử, người muốn làm gì? Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai chẳng biết lúc nào. Ở trong mắt bọn hắn vẻn vẹn chỉ giống là ta vị đại nhân vật tôi tớ hoặc thân thích đông phương tiểu tử, cái gì trần cái gì bay, lúc này thì đã đi tới 11 vị bàn tròn trước, kéo lại một cái trống không vị trí, đang chuẩn bị dưới bàn. Nhất thời, hiện đang lúc mọi người hơi có chút nổ tung nồi, hồ càng nhân cơ hội này mâu quang chết nhìn chằm chằm Trần Phi, răn dậy mở miệng, châm chọc nói tiểu tạp chủng, ngươi có hiểu quy củ hay không? Ngươi cho là vị trí này ai cũng có thể làm. Chính là, thật cho rằng Beirut đại nhân thuận miệng giới thiệu ngươi một chút, tự cho là mình là cái thứ gì. Mau nhanh lăn đến, ngươi không tư cách ngồi vị trí bên kia. Hanh, nếu không Beirut đại nhân, ta còn thật muốn nhượng cái này đông phương tiểu tử minh bạch cái gì là tự mình hiểu lấy, cái gì là trời cao đất rộng. Không sai, ha ha, mau cút đến, nếu không đợi tự đừng trách chúng ta không khách khí, hiểu không? Hiển nhiên. Lúc này cái này bên trong phòng khách chỗ ngồi phân bố rõ ràng cho thấy có ý tứ. Phía ngoài cùng tầng kia, khoảng chừng có hơn 10-20 vị trí,
trên cơ bản ngồi xuống đều là loại thực lực đó, thông thường SS cộng cấp. Mà ở hơi chút tới gần bên trong một vòng khu vực bên trong, thì bị để đại khái hơn 10 ghế vị, chỉ là vào ở suất chỉ có gần một nửa, không được ba thành, tất cả đều là cái loại này SS cộng đỉnh cường giả. Đến mức tận cùng bên trong khu vực, tắc tự nhiên là 11 vị bàn tròn chiếm cứ, lúc này phía trên kia cũng chỉ có 3 người chân chính an ổn nhập tọa. Một là, đất khô cằn cửa, nhân vật số 2, đất khô cằn minh vương mô đần, một là thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, hồ, một là áo choàng lão giả, tựa hồ là đến từ Bắc Âu bên kia, đồng dạng có rất kinh người lai lịch, kỳ thực lực đạt tới SS cộng cực hạn trình độ. Nói cách khác, tối thiểu muốn đi đến SS cộng cực hạn, mới có tư cách tại nơi 11 vị trên cái bàn tròn vào ở, nhưng bây giờ, người Đông Phương, mới bây lớn. Tối đa chỉ sợ cũng tựu theo chân bọn họ tôn tử không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại lại cư nhiên vọng tưởng ngồi trên trung tâm nhất vị trí, muốn chết sao? Còn là óc có chuyện, xem không hiểu cục diện. Mà ở thấy tình cảnh này, Beirut cũng không cấm hơi chân mày có chút nhíu lại, không nói chuyện. Tuy nói hắn xử sự khéo đưa đẩy, có thể kể từ bây giờ hắn cùng Trần Phi lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp xúc đến xem, cái này Đông Phương tiểu tử đúng là có chút không biết lượng sức. Cũng có thể nói là cuồng vọng. Lão Tạp Mao, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đem ngươi há miệng nhắm lại, nếu không, ta không ngại giống như vừa rồi vậy, giúp ngươi đem phong trên. Có thể nhưng vào lúc này một đạo không gì sánh được trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lạnh thanh lại chợt vang lên, chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn chăm chú nhìn thoáng qua hồ, lau một cái lãnh ý cùng sát ý xích lõa khỏa thân chảy xuôi ra, nói ra không gì sánh được kinh người nói. Sau lại thấy kỳ con ngươi lạnh lùng nhìn phía Phi Phong lão đầu, thản nhiên nói hắn có thể ngồi, ta không thể ngồi. Hắn không hề cố kỵ dùng tay chỉ sắc mặt kia đã lớn thay đổi hồ, lại nhìn theo Phi Phong lão đầu lạnh lùng chất vấn. Đến bây giờ hắn thật có loại dự cảm, ngày hôm nay cái này phá sẽ, không thấy máu chỉ sợ là không được. Mà ngoại trừ chính hắn, sợ rằng ở đây ai cũng không biết, nếu là hắn thật bị tức đến không nhẫn nại được động thủ, hiện trường này như thế đáng thương hơn 10 người. Thật không đủ bị giết. Tiểu tạp chủng, người có phải thật vậy hay không muốn tìm cái chết? Hồ bị Trần Phi nạt như thế, đâu còn nhịn được. Phanh một tiếng đứng lên, con người cuồng nộ nói. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn lại đang có một khí thế đáng sợ hiện lên đi ra, khiến cái này ở đây thực lực hơi yếu một chút xíu, đều đầu quả tim đang run. Cái này, nhất thời, toàn bộ bên trong phòng khách có chút giống là chết vậy, yên tĩnh. Vô luận là đến từ các thế lực lớn SS cộng cường giả, hay là SS cộng đỉnh, đều lúc này vẻ mặt kinh hãi cùng không dám tin nhìn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng người Đông Phương, cùng lúc này không gì sánh được nổi giận lại dĩ nhiên chưa trực tiếp động thủ hồ giáo chủ. Bọn họ không ngốc, đương nhiên minh bạch đều như vậy bị vũ nhục, bị chửi lão tạp mao, hồ giáo chủ lại chưa trực tiếp xuất thủ. Khẳng định là bởi vì trong lòng hắn mặt nhưng thật ra là ở kiêng kỵ đối phương, có thể, nhưng này. Nhất thời mọi người lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều trở nên không giống nhau, một ít mới vừa rồi còn như vậy hiên ngang lẫm liệt, phối hợp hồ châm chọc Trần Phi mặt người sắc cũng không khỏi vào giờ khác này trở nên có chút khó coi, thậm chí muốn tát mình một bạt tai. Lúc đầu 11 vị trên cái bàn tròn vị trí căn bản là không tới phiên bọn họ, vì vậy như vậy miệng tiện làm gì? Cái này tốt rồi, đắc tội đến một vị người đáng sợ. Mà ngoại trừ những người đó cùng hồ ở ngoài. Hiện trường lúc này sắc mặt khó nhất nhìn phải kể tới Phi Phong lão đầu không còn ai. Phải biết rằng hắn có thể là đến từ Bắc Âu Odin thần cung cao tầng, bao quát chúng sinh nhiều năm, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy một cái tuổi quá trẻ thiếu niên, dùng cái loại này giọng nói chất vấn, cái này cùng một cái tát hung hăng phiến trên mặt hắn, có cái gì khác nhau chứ? Nghĩ đến đây, hắn liền dùng một loại rất trực tiếp, cũng rất lạnh lùng giọng nói nhìn Trần Phi thái độ cực kỳ bất thiện nói hồ giáo chủ. Tự nhiên có nhập tọa tư cách, mà ngươi, nhưng không có. Cút sang một bên, có lẽ là bởi vì khuôn mặt quá mức tuổi còn trẻ, điều này làm cho hắn chân thực rất khó từ trong nội tâm coi trọng khởi Trần Phi đến. Mặc dù là có hồ giáo chủ trước cái loại này hoàn toàn có thể làm nhiều người nghĩ cử động trước đây, cũng giống vậy. Vì vậy hắn bây giờ là hoàn toàn từ đáy lòng nhìn không ra Trần Phi, cho là hắn căn bản không tư cách nhập tọa cái này bàn tròn. Vậy nếu không ngươi cùng hắn đều cho ta từ vị trí này trên lăn xuống đi? Có phải là thật hay không cho là mình dài hơn mấy năm đầu khớp xương, là có thể cậy già lên mặt, ta không thể giết các ngươi?
Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu kiên trì rốt cục cũng bị lấy hết, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên, dưới chân càng có lưỡng đạo diễm quang bỗng nhiên ngưng hình, hóa thành hai thanh viêm kiếm, chỉ phía xa theo hồ giáo chủ cùng với phi lão đầu đầu, con người tùm nói. T. Cái này. Nhất thời, hiện trường mọi người không khỏi tư để hạ phát sinh cũng hút lương khí thanh âm, rất nhiều người đều trong lòng thùng thùng đông cuồng loạn nhảy dựng lên, sắc mặt không gì sánh được kinh hãi cùng rung động. Bởi vì bọn họ chân thực nghĩ không ra, tiểu tử này, cư nhiên thật dám động thủ trước, sử dụng kiếm chỉ vào thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ Hồ Đại Nhân, cùng Bắc Âu Odin thần cung tuyệt đối cao tầng, Lót Đại Nhân, còn dám uy hiếp nói muốn đưa bọn họ giết. Cái này, đây tột cùng là người Đông Phương óc không tỉnh táo, hay là bọn hắn đang nằm mơ. Cái này cũng đơn giản là ở thật ngông cuồng đi, lẽ nào hắn sẽ không sợ hai vị kia động thủ thật. Oanh! Ngay hiện trường tất cả mọi người bị một màn này cho kinh đến dại ra lúc, một băng lãnh đến làm người ta đầu khớp xương phát lạnh băng xương khí bỗng kinh khủng mang tất cả đi ra, cơ hồ là mấy nội đã đem cái này phòng cho bao phủ đầy. Sàn nhà cùng trên vách tường đều đã đọng lại thành một tầng dày đặc băng cứng, có thể dùng không ít người đều lộ ra vẻ kinh hãi, sau nhìn không được con người chăm chú tập trung tại nơi băng tuyết phong bạo trung ương, phi lão đầu đầu trên người. Rất hiển nhiên, cái này kinh người vô cùng chiến trận. Chính là Bắc Âu Odin thần cung tuyệt đối cao tầng, nắm trong tay trong truyền thuyết băng tuyết lực Lót, sở làm ra. Hắn Lót hạng trình tự hạng thân phận, lúc nào bị người như vậy chỉ vào mũi nói muốn giết hắn. Đây quả thực là nhục nhã, sao có thể không nộ. Toàn bộ Âu Châu hắc ám thế giới, sợ rằng không ai sẽ không biết Bắc Âu Odin thần cung đó là hạng cường thế lực tồn tại, giống như là thần thánh giáo duyên giáo hội tại Phạm Đề Cương địa vị, nhưng bây giờ... Không chỉ có thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ Hồ Đại Nhân bị người chỉ vào mũi mắng, thậm chí ngay cả hiện tại Odin thần cung Lót Đại Nhân đều bị dính dáng tiến đến, bị chỉ vào mũi nói muốn giết hắn, đây là hạng chấn động, thậm chí xưng là khiến người ra đầu tê dại đại sự món. Bởi vì coi như là Beirut Đại Nhân, hoặc là đất khô cằn cửa, đất khô cằn minh hoàng mô đần Đại Nhân, sợ rằng đều sẽ không dễ dàng cầm binh khí đồng thời chỉ vào Hồ giáo chủ Đại Nhân cùng Lót Đại Nhân. Càng không thể nào đơn giản nói ra muốn giết bọn hắn nói, nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Ha ha, ha ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười to lại bỗng nhiên vang dội đến, cũng mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo đất khô cằn minh hoàng mô đần cất tiếng cười to lên, giống như là bỗng nhiên nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện thú vị, đôi tròng mắt kia không ngừng ở Trần Phi cùng với Lót chờ trên thân người qua lại đảo qua. Lại bỗng có chút kiệt ngạo nở nụ cười, nói Hồ, Lót, là có bao nhiêu năm không như thế nhìn thấy có người dám cầm kiếm chỉ các ngươi đầu. Lẽ nào hai người các ngươi bây giờ còn nhịn được, nếu không các ngươi thẳng thắn tự động thủ nhiều lần, người nào thua, ai tự từ nơi này bàn tròn chỗ ngồi lăn xuống đi. Làm sao, ha ha ha, hắn tiếng cười kia thực sự nghe quá kiệt ngạo, cùng hắn gầy thể hình tuyệt nhiên bất đồng. Mộ Đần, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này nói nhiều. Hồ giáo chủ nghe vậy con người hung hăng lãnh nhìn lướt qua đối phương, vô luận là sắc mặt hay là giọng nói đều có chút bất thiện nói. Hắn tuy rằng kiêng kỵ đối phương, nhưng là không đến mức thực sự sợ. Hanh! Nhận thấy được hồ giáo chủ hình như là thật sự nổi giận, Mộ Đần mặt lạnh hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không lại nói nhảm nhiều. Tuy nói thực lực của hắn là so đối phương cường, nhưng vấn đề là cũng không phải cường đến cái loại này đủ để tính áp đảo trình độ. Chớ nói chi là bây giờ bị liên lụy đến chuyện này bên trong không có thể như vậy chỉ có Hồ một cái. Hắn con người lóe lên, nhìn lướt qua Lót. Tựa Hồ cùng Hồ so với, hắn cảm giác lão gia hỏa này mới là càng làm cho người ta kiêng kỵ. Mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây lại mạnh lại tuyệt nhiều đại đa số con người co rụt lại, như là nhìn thấy hoặc nghe được chuyện bất khả tư nghị gì vậy. Không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả vừa mở cửa Mộ Đần, đều giống nhau. Hắn kiệt ngạo già nua khuôn mặt trên hiện lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cư nhiên nghe được. Đi a, đề nghị này không sai, động thủ vui đùa một chút đi. Người nào thua, ai tự từ nơi này trên cái bàn tròn lăn xuống đi, đỡ phải tại đây mất mặt xấu hổ. Chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu híp mắt, ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy cười lạnh nói. Tuy nói bởi vì phong ấn sau chiến trường, cùng với trong lòng của hắn suy đoán. Làm hắn hiện tại cũng không muốn bại lộ quá nhiều ra thực lực của chính mình. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không ở lo lắng nhiều như vậy.
luôn luôn không có mắt tên phải nhảy ra mất mặt xấu hổ, vậy động thủ vui đùa một chút đi, dù thế nào loại háo sắc này, hắn tùy tiện một tay đều có thể bóp chết 4-5 cái. Xôn xao. Không phải đâu, tiểu tử kia đến thực sự. Không có khả năng hắn thật cho là mình có thể so với hổ giáo chủ, hoặc lót đại nhân càng mạnh đi. Hắn là đang nằm mơ sao? Từng đợt cúi đầu ồ lên thanh từ phòng càng ngoại vòng chỗ ngồi truyền đến, đông đảo mọi người vẻ mặt sợ hãi cùng chấn động. Hiển nhiên, bọn họ là thực sự trăm triệu không nghĩ tới, tiểu tử này có lá gan đồng thời khiêu khích, uy hiếp hồ, lót đại nhân còn chưa tính, bây giờ còn cư nhiên chủ động đưa ra, thực sự muốn động thủ. Lẽ nào tiểu tử kia là người ngu ngốc sao? Không biết hai vị đại nhân khủng bố. Không chỉ là bọn họ, ngay cả lấy vô giúp vui. Nói đùa tâm tính đưa ra loại này liên chính hắn đều cho rằng không có khả năng đề nghị mô đần đại nhân, hiện tại đều có chút sắc mặt thay đổi, mí mắt trầm xuống gắt gao nhìn chằm chằm, đoán không ra tiểu tử này đến tột cùng là muốn tìm cái chết, hay là thật nghĩ đến thực sự. Phải biết rằng coi như là hắn mô đần, như vậy kiệt ngạo tính cách, cũng đều không muốn đồng thời cùng hai cái vướng tay chân tên chống lại, nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn cho là mình, so với hắn mô đần càng mạnh? Oanh! Nhất thời, hồ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, quang minh hồng y giáo chủ rộng thùng thình trường bào nội từ từ hiện ra lau một cái như vực sâu cự thú vậy đáng sợ khí tức, nguyên bản trên mặt thần sắc dữ tợn lúc này cũng biến thành càng đậm liệt, sâu hơn. Thậm chí cũng còn hỗn tạp đi vào một ít vặn vẹo cùng cuồng nộ. Hắn nhãn thần lành lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng thập phần lãnh. Thật là một muốn chết gì đó. Ta khuyên người tốt nhất chờ thực sự đem ta đánh thắng. Trở lại nói loại này phong cảnh nói, nếu không, người bây giờ bộ dáng như vậy thực sự rất dễ làm cho chẳng đáng cùng muốn cười. Nghe vậy Trần Phi cũng không tức giận, chỉ là khóe miệng lại chợt vén lên, vô luận là ngữ điệu hay là đang nói đều có vẻ càng khinh miệt nói. Ngươi, được rồi, dù thế nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự mấy người chúng ta tại đây ngồi làm đơn độc, cũng quả thực không có ý gì. Mà bây giờ có vở hài kịch nguyện ý đến khôi hài cười, ta đây tự chơi với ngươi chơi. Lót đại nhân, xin mời đem tiểu tạp chủng này trước nhường cho ta đi. Hồ nghe được Trần Phi loại này khinh miệt nói là muốn tức giận, nhưng sau đó, hắn lại giận dữ phản thiếu, trường bào bị uy phong nhẹ nhàng thổi phất gian, phảng phất là có thánh quang như nước chảy chảy qua, nhếch miệng cười lạnh nói a. Hắn nguyên bản một là muốn theo cho Brett gia tộc mặt mũi, không muốn chủ động nháo sự, thứ hai là ở chưa nhìn thấu quỷ dị kia tiểu tạp chủng trước không muốn mạo muội động thủ. Để tránh khỏi xuất hiện nào đó không cách nào dự đánh giá kết cục. Nhưng bây giờ, hắn lại cũng lười cân nhắc nhiều như vậy, lấy hắn hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ thân phận, SSS cảnh giới dưới, hắn sợ quá ai. Cho nên khi hắn lúc này phảng phất là tự tin cùng tín niệm đều sau khi trở về, tự căn bản không sẽ đem Trần Phi tiểu tạp chủng không coi vào đâu. Vì vậy hắn lúc này theo như lời nói, cũng hoàn toàn khôi phục lại dĩ vãng hắn cái loại này cao cao tại thượng tư thái, khinh miệt mà sắc bén, có xích lõa khỏa thân châm chọc nghi vấn, cho rằng Trần Phi tự hoàn toàn là cái vở hài kịch. Vở hài kịch, chờ như thế này ta dụng quyền đầu đem ngươi trương làm người ta muốn cười mặt, đập mảnh nhỏ, đến lúc đó ngươi chỉ biết ai là vở hài kịch. Hanh, mà nói, trên miệng công phu, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu làm sao từng chân chính từng thua người. Chỉ thấy kỳ khóe miệng hơi một hiên. Tràn đầy chẳng đáng cùng châm chọc ngôn ngữ liền không hề cố kỵ hiện ra, khiến hồ giáo chủ sắc mặt chợt biến. Hai vị, có thể hay không cho ta Beirut một cái mặt mũi? Ngay tại lúc này vẫn chưa nói ngăn cản Beirut, lại đột nhiên lên tiếng, nói. Trên thực tế cũng không phải trước hắn không muốn mở miệng nói ngăn cản, mà là song phương cái này mâu thuẫn xung đột vị miễn cũng tiến triển, thăng cấp quá nhanh, làm hắn chần chờ một chút. Có thể cũng chính là cái này chần chờ. Tựa hồ làm hắn hiện tại đã bỏ lỡ tốt nhất ngăn cản cơ hội. Vì vậy, không chờ hồ mở miệng, đồng dạng sắc mặt thập phần âm trầm lót tự trực tiếp nói Beirut đại nhân, bây giờ nói những. Này sợ rằng đều đã chậm đi. Hiển nhiên, nếu không phải là bởi vì hồ giáo chủ cùng tiểu tạp chủng mâu thuẫn càng nhiều, hắn là tuyệt không khả năng đem cái này cơ hội động thủ nhường lại, chứ nói chi là lúc đó mà thôi, càng không thể nào. Beirut đại nhân. Không phải là ta hồ không cho các người Brett gia tộc mặt mũi, mà là tiểu tạp chủng này. Ngươi cũng thấy đấy đi. Lót lạnh như băng thoại âm rơi xuống sau, hồ đồng dạng không gì sánh được lạnh lẽo lời của, lại đồng thời nhận đi tới, lạnh giọng nói. Mà đang ở hắn nói chuyện thời gian,
cho dù ai cũng là có thể nhận thấy được, một đáng sợ sát ý, chính chậm rãi từ bên trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Cái này Hồ giáo chủ là thật nổi lên sát tâm a. Nhất thời mọi người tại đây không ít đều liếc mắt châm chọc, thậm chí nhìn có chút hả hê nhìn Trần Phi, muốn nhìn một chút tiểu tử này, cái này người Đông Phương, ở đối mặt Hồ giáo chủ đại nhân chân chính toàn lực động thủ sau, sẽ chịu đựng được mấy phút. Còn là vài giây nội, cũng sẽ bị Hồ đại nhân giống như chó chết vậy đạp trên mặt đất. Khi đó, bọn họ cũng giống như đang nhìn xem, tiểu tử này trên mặt thần sắc còn có thể giống như bây giờ. Vô luận như thế nào, còn là đừng tai nạn chết người đi. Beirut cũng minh bạch việc đã đến nước này, quả thực không có cách nào khác khuyên, chỉ có lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Trần Phi không khỏi bĩu môi, hắn đương nhiên nghe được, cái này lời mặc dù không chỉ mặt gọi tên, có thể sợ rằng mặc cho ai cũng biết lão nhân này cũng là tuyệt đối không coi trọng hắn, thậm chí còn nghĩ Hồ có khả năng sẽ đưa hắn cho giết chết. Cùng lúc đó, Hồ giáo chủ nghe vậy ngạo nghễ cười lạnh cười, ánh mắt quét về phía Trần Phi khinh miệt nói, Beirut đại nhân, người yên tâm đi. Ta Hồ cũng sẽ không cho ngươi khó xử. Đợi tùy tiện đem tiểu tạp chủng này một cánh tay vặn rơi, lại để cho hắn quỳ xuống đến khẩn cầu ta tha thứ, chuyện này cũng không tính xong. Ngươi nghĩ, Lót đại nhân. Ta nhưng thật ra nghĩ Hồ giáo chủ ngươi có chút quá mức nhân từ, bất quá cái này cũng tránh hảo thích hợp ngươi thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ vĩ ngạn thân phận, ha ha ha. Lót nghe vậy nhất thời khóe miệng nhấc lên lau một cái cười lạnh chào phúng độ cung, sau đó cất tiếng cười to lên. Beirut nghe vậy sắc mặt mạnh đổi, sau vô ý thức đưa mắt quét về phía nguyên bản Trần Phi đứng ở khu vực, sau đó lại theo ngây ngẩn cả người, người đâu. Trần Phi, cư nhiên không thấy. Cái gì, chạy, nhất thời Hồ giáo chủ cùng với Lót đều sắc mặt mạnh biến đổi, không nghĩ tới tiểu tạp chủng cư nhiên có thể tại bọn hắn mí mắt dưới lưu. Chạy, nhân gia cũng không chạy, hơn nữa ta thế nào cảm giác, nhân gia so với các ngươi thật muốn động thủ hơn. Hồ. Người đừng đến lúc đó thật bị người ta quả đấm đập vẻ mặt mảnh nhỏ, vậy là tốt rồi chơi, ha ha, ha ha ha. Có thể ngay sau đó mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo đất khô cằn minh vương mô đần lại kiệt ngạo cất tiếng cười to lên, một bên dùng tay chỉ cung điện đại môn phương hướng, một bên con ngươi ở chỗ sâu trong lấp lánh một chút vẻ kinh dị. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật cảm giác mình có thể đem Hồ đánh? Hắn mới bây lớn a. Tiểu tạp chủng này. Nhất thời trước còn cất tiếng cười to Hồ, Lót hai người, trên mặt thần sắc trong nháy mắt dường như đáy nổi vậy đêm đen đến, không gì sánh được âm trầm cùng hắng giọng, bởi vì đối phương hiện vào lúc này loại hành vi này hoàn toàn đưa bọn họ sấn thác cùng hoạt kê vở hài kịch vậy không khác nhau. Phanh! Thứ không biết chết sống. Hồ không gì sánh được thô bạo một thanh xốc lên cái ghế, khuôn mặt không gì sánh được lành lạnh bước nhanh hướng cung điện ngoài cửa lớn đi. Ám hồng sắc phía ngoài cung điện. Cùng tràn ngập lam sắc quang phòng ấn cao vót cửa đá giao nhau phiến rộng dưới đất bên trong khu vực, vẻ mặt lạnh lùng Trần Phi chữ đứng ở trong đó, trong cơ thể dũng động ngoại nhân khó có thể tưởng tượng càng không thể nào tin đáng sợ linh khí ba động, năm ngón tay gian cũng có nhiệt độ cao đến làm cho tam dương chân hỏa hóa thành một luồng sợi viêm xà, tại nơi đầu ngón tay quấn, truyền thuyết theo, làm cho thị giác phía trên lực đánh vào dị thường kinh người. Mà Hồ giáo chủ giờ này khắc này cũng đồng dạng rằng có ở cách hắn cách đó không xa phương. Hắn nhãn thần lành lạnh chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng rốt cục không lại phun ra cái gì lời thừa, có thể cho dù ai đều có thể đủ nhìn thấy, một khí thế thật kinh người đến đủ để xưng là bàng bạc quang minh năng lượng, hóa thành một đoàn thánh quang, từ từ như là dòng nước vậy đưa hắn giả nua thân thể bao phủ. Sau cùng ngưng tụ tại nơi song trên nắm tay. Thanh niên nhân người cũng nên cẩn thận. Cái này Hồ với ngươi trong ấn tượng quang minh giáo chủ cũng không thái nhất dạng. Hắn là quang minh thánh giáo đồ xuất thân, vì vậy thập phần am hiểu gần người cận chiến. Mặt khác, hắn còn có một song trung phẩm thánh khí cấp bậc chiến đấu quyền sáo, ngươi nên biết trung phẩm thánh khí, là cái gì sao? Ngay chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không biểu tình nhìn Hồ, nhãn thần nhẹ phiết đến cặp kia quyền thượng thánh quang lúc, một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhất thời làm hắn ngẩn ra. Sau đó chỉ thấy kỳ ngẩng đầu hướng cách đó không xa mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo mô đần nhìn lại, chính nhìn thấy đối phương hướng hắn cái này vừa cười. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ bên tai truyền đến quát to một tiếng mô đần, người có ý tứ. Chỉ thấy Hồ giáo chủ vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn phía mô đần chỗ ở phương hướng, hiển nhiên là phát hiện đối phương mở ám. Có ý tứ, lẽ nào ngươi không biết ta chính là gặp các ngươi những này ra vẻ đạo mạo,
dối trá tên không vừa mắt. Có thể Modern đáp lại thái độ của hắn lại dị thường kịch liệt, thậm chí bất kể là thái độ hoặc giọng nói, đều dữ tợn. Hắn là cái này Âu Châu cao cấp nhất hắc ám nghiệp đoàn một trong người lãnh đạo, trời sinh tự cùng thần thánh giáo duyên giáo hội đứng ở mặt đối lập, vì vậy không quen nhìn, còn cần lý do. Modern, ngươi, hồ sắc mặt lại tái biến e rằng so với khó xem, thoạt nhìn hết sức hắng giọng. Mà vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng một phiết, lại lửa cháy đổ thêm dầu nói quả thực, ta cũng hiểu được lão tạp mau nghe dối trá, ra vẻ đạo mạo. Oanh! Ngay tại lúc cái này thoại âm rơi xuống tới trong nháy mắt, hồ giáo chủ đứng thân phương hướng lại mạnh nữa nhưng mà bắn tóe ra một so với trước đáng sợ hơn khí tức, mang tất cả mà lên. Tiểu tạp chủng, ta sẽ nhường ngươi khắc sâu cảm thụ được, như vậy không biết tự lượng sức mình mạo phạm ta hồ, sẽ có cái gì kết quả bi thảm. Hồ không gì sánh được lạnh lẽo thậm chí mang theo dữ tợn thanh âm vang vọng ở chiến trường nội, khiến Modern cũng hơi biến sắc. Tiếp theo sát, chân hắn trưởng bỗng nhiên giẫm một cái, nhất thời toàn bộ già nua thân thể bị nếu như thánh quang vậy quang minh năng lượng bao vây lấy, lại như cùng nhanh đến mức tận cùng sóng xung kích vậy hướng bắn ra, nhất thời một làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ liền hướng về phía trước thôn phệ. Phanh! Trần Phi con người hơi lóe lóe. Một phảng phất là đủ để đem tiểu sơn bình rơi khí lực liền trực tiếp từ thân thể hắn nội cánh tay cơ thể bộc phát ra. Chiếm giữ ở thân thể hắn cơ thể trên tam dương chân hỏa kiếm khí càng vào lúc này bị hắn hơi kích hoạt rồi một điểm, lực lượng tùy theo quán chú tiến nhập cánh tay hắn kích thước trong bắp thịt, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ung một trận nổ, một quyền này lại trực tiếp mang theo làm người ta khó có thể tin nguyên thủy khí lực phá khai rồi không khí, nhấc lên từng đợt như rung động vậy nhạt màu lửa đỏ sóng gợn. Sau cùng cùng thánh quang trong, hồ thẳng tắp oanh đến quả đấm đụng vào nhau. Đông, giống như là viễn cổ búa tạ hung hăng đánh ở man hoang cự thú ra sở chế thành cự cổ trên, hai người song phương hung ác đánh ngạnh hám ở tại cùng nhau, nhất thời làm cả tòa dưới đất sân rộng đều phảng phất là vào giờ khắc này mạnh run lên. Nhưng sau đó mọi người dưới chân đã có một tòa không gì sánh được to lớn tử sắc lục mang tinh trận văn vọt lên, đem dưới đất khu vực mặt đất cùng tường bao phủ ở. Hiển nhiên vì sợ cái này trọng địa ra cái sọt, bọn họ đã sớm bố trí một vạn cái chuẩn bị ở sau. Coi như là chân tránh SSS cộng đỉnh cường giả tới, cũng mơ tưởng đơn giản đem dưới đất này khu vực cho phá đi. Mà nhìn nữa bên kia, hai quyền song phương ngạnh sinh sinh đúng hám một quyền sau, đều bị khổng lồ lực đánh vào bức cho ngạnh sinh sinh lui về phía sau. Trần Phi con ngươi lóe ra, dưới chân lúc này tối thiểu đã trà sát ra 3-4 bộ xa cự ly. Trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Mà hồ, không ngờ rút lui ra 5-6 bộ cự ly, theo sát phía sau kỳ con người nội liền hơi co rút lại một chút. T, không phải đâu. Hồ giáo chủ thân thể, dĩ nhiên không có hắn cường. Mà ở nhìn thấy cái này làm người ta sợ hãi một màn, hiện trường nhất thời hiện ra liên tiếp không ngừng cũng hút lương khí thanh, tuyệt đại đa số người đều là tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Hai người này lần đầu tiên giao phong rõ ràng cho thấy lấy hồ giáo chủ đại nhân tạm thời rơi vào hạ phong, mà cáo chung. Có thể, thế nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng cái này hồ giáo chủ đại nhân vốn chính là quang minh thánh giáo đồ xuất thân, không gì sánh được am hiểu cận chiến, tự nhiên thân thể cường độ nếu so với đồng cấp đừng tồn tại lợi hại hơn nhiều lắm. Sợ rằng đều có thể đủ vượt qua phương Bắc Siberia này hùng nhân, lang nhân, nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Chỉ có Lord, Modern, Beirut cũng không có bị trước phát sinh một màn kia rung động. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hồ đương nhiên không có khả năng chỉ có như vậy. À, trách không được nắm chắc khí dám cùng ta hồ gọi nhịp, thật là làm cho người thưởng thức cậy mạnh a. Mà nhưng vào lúc này, hồ lạnh lùng tiếng cười lại lần thứ hai xuất hiện ở mọi người bên tai liền, không gì sánh được âm lãnh, mà lại cả người hiện ra đáng sợ thánh quang, phóng lên cao chỉ là chỉ có cậy mạnh thì có ích lợi gì ni. Vừa rồi, vậy không quá chỉ là ta bình thường nhất trạng thái mà thôi, hiện tại. Giống. Từ hồ thoạt nhìn cực kỳ già yếu thân thể nội, lại vào lúc này bộc phát ra dường như thánh chiến sĩ vậy gầm nhẹ, không gì sánh được điếc tai, làm người sợ hãi. Sau đó, chỉ thấy kỳ lại mạnh hai tay vừa nhấc, lại có khắp bầu trời làm cho quang minh năng lượng cấu thành thánh quang nếu mưa rơi hướng về phía trước mang tất cả xuống, phô thiên cái địa hướng về phía Trần Phi đứng đang ở khu vực đấu đá. Mà thánh quang hạt mưa đến mức, lại hình như là có thể phá hủy tất cả vậy, liên lục mang tinh ma pháp trận sở phát ra tử quang, đều không ổn định, xì xì. Có chút ý tứ,
mà ở nhìn thấy khí thế như vậy một màn kinh người, tuy nói rất rõ ràng loại công kích này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng còn là con ngươi rụt một chút, tự lẩm bẩm. Cái này lão tạp mao tuy rằng làm người ta ghét, nhưng không thể phủ nhận, kỳ lực lượng cũng coi như là nhất đẳng một cường. Ít nhất, so với kia cái gọi là Hắc Long, Nemesis quả thực mạnh hơn nhiều, thậm chí coi như là cự ly Vâng Duy Nhã gia tộc chân chính huyết tộc thân vương tồn tại, cũng chỉ là kém một chút một chút. Như vậy, cái này lão tạp mao cũng quả thật có chút tự ngạo tiền vốn. Nhưng chỉ tiếc, cái này ở trước mặt hắn lại không dùng. A, à, ha. Sau đó chỉ thấy kỳ bàn tay phải vung lên, đuôi chỉ cong lại, nhất thời lau một cái nóng rực đến làm người ta đầu đầy mồ hôi lửa sóng tựu từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành một cái biển lửa đem trước mặt hắn phiến giữa không trung trực tiếp cho đắp lại. Tùy ý làm cho, lăng liệt thánh quang mưa làm sao mãnh liệt kéo tới, đều căn bản không có biện pháp phá tan lửa kia hải phòng ngự. Mà một màn này khiến không ít người hơi bị chắt lưỡi. Dù sao trước đó, bọn họ căn bản là hoàn toàn không muốn quá. Tiểu tử này, cái này người Đông Phương, có thể cùng thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất Hồng Y giáo chủ Hồ Đại Nhân phân đỉnh chống lại, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương không chỉ là làm xong rồi, nhưng lại tựa hồ mơ hồ chiếm cứ một điểm thượng phong. Loại sự tình này mà chẳng lẽ không đáng sợ, không nên làm bọn hắn sợ hãi. Ngay cả đến từ Bắc Âu Odin thần cung lót lúc này sắc mặt cũng hơi có chút thay đổi, như là đang trần trở cùng có chút hối hận. Hiển nhiên. Nếu là hắn sớm biết rằng đối phương có thể có thực lực như vậy, lại làm sao có thể đi ngăn cản đối phương nhập tọa bàn tròn. Hiện tại chế diễu, không duyên cớ vô cớ đắc tội một cường nhân. Ha ha, mà mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo Modern cũng híp mắt, con người thật sâu nhìn chăm chú vào phía trước chiến trường nội bình tĩnh vô cùng tuổi còn trẻ thân ảnh, không khỏi ánh mắt ở chỗ sâu trong khi thì lóe ra, khi thì nhấp nhô tia sáng kỳ dị, cũng không biết đang suy tư, nghĩ cái gì. Dù thế nào coi như là hắn Modern, đường đường, đất khô cằn cửa, nhân vật số 2, cũng khó có thể tưởng tượng, đối phương tiểu tử kia, đến tột cùng là thế nào ở từng tuổi này, đi đến cao như vậy độ. Đây quả thực khoa trương. Giống. Tiểu tạp chủng, người đừng thật cho rằng cứ như vậy tự có tư cách cùng ta hồ đối kháng. Mà nhưng vào lúc này lại là dường như thánh chiến sĩ vậy gầm nhẹ, chỉ thấy hồ quanh thân tắm thánh quang, khuôn mặt dữ tợn mà lại cuồng nộ. Trong cơ thể càng có một như hỏa sơn vậy cuồng liệt quang minh lực lượng vào lúc này hướng lên, phụ trên dưới đất này khu vực giữa không trung, sau đó, mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, lại hình như có một tầng kết giới vậy mạnh cửa hàng gắn xuống tới, hơi thở kia làm người ta cả người đang phát run. Giữa không trung, hồ chẳng biết lúc nào không ngờ đạp quang minh kết giới mặt ngoài leo lên cự cách mặt đất tính thước cao trên bầu trời, trên cao nhìn xuống, con người tùm, mắt nhìn xuống Trần Phi. Miệng kia sừng càng mang theo xích lõa khỏa thân sát ý. Mà hắn cả người sở phát ra năng lượng ba động càng đáng sợ. Đây là thuộc về SS cộng cực hạn trình tự tồn tại lực lượng, quả thực so với hiện trường cái khác tuyệt đại đa số đều cường đại rất nhiều. T, đó là. Mà nhưng vào lúc này, mọi người con ngươi lại là co rụt lại, thậm chí có cũng hút lương khí thanh âm vang lên. Bởi vì bọn họ hai mắt trong ánh mắt đã bất ngờ quan tâm đến rồi. Tại nơi hồ lúc này song quyền quả đấm trên, chẳng biết lúc nào, lại nhiều hơn một đôi thánh quang tràn ngập, tràn đầy đáng sợ hơi thở chiến đấu quyền sáo. Mà cặp kia chiến đấu quyền sáo, cả vật thể răng đầy màu trắng sữa quỷ dị lân phiến, lấp lánh chói mắt sáng bóng, mà ở quyền kia thủ chỗ, còn bất ngờ phảng phất là có một trương dữ tợn ma thú miệng to như chậu máu làm thôn phệ tư thái, bén nhọn nhô ra như là răng nanh. Ở hơi thở kia kinh khủng thánh quang năng lượng xứng đôi dưới phảng phất là có thể xé rách không khí. Là lão gia hỏa kia trung phẩm thánh khí, Đỗ Luân Trạch thú vương quyền sáo. Dù là Modern như vậy SS cộng cực hạn cường giả, được khen là đất khô cằn minh hoàng, lúc này cũng không từ sắc mặt thay đổi, kiệt ngạo, già nua trong con ngươi lóe ra khó có thể khống chế vẻ ngưng trọng. Ở giữa phẩm thánh khí cùng hồ như vậy SS cộng cực hạn tồn tại tổ hợp cùng một chỗ. Vậy khẳng định tự cũng không phải một cộng một bằng hai, đơn giản như vậy, mà là vạn phần vướng tay chân. Ha ha! Mà nhưng vào lúc này, từ lăng không mà đứng ở thánh quang kết giới trên hồ trong miệng, có khàn khàn, khinh miệt tiếng cười lạnh nở nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn cặp kia khàn khàn, lạnh lẽo trong con ngươi, rốt cục có một đạo cực độ xích lõa sát ý cuồng bắn ra, gắt gao chặt nhìn chăm chú đến Trần Phi trên người, lại lần thứ hai có khinh thường khinh miệt tiếng vang triệt.
có thể để cho ta Hồ vận dụng cái này song quyền bộ. Ngươi coi như là có chút bản lãnh, có thể tiếp. Hồ trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng miệt thị, như cao cao tại thượng thánh chiến sĩ vậy, quyền trưởng khẽ động, cơ thể một băng bó, cả người liền như không khống chế được ngựa hoang hoặc hàng cái nặng xe vậy, thân thể dắt cuốn cự lực hướng về phía trước như đạn pháo, thậm chí đạn đạo vậy oanh tạc đi ra ngoài. Trong không khí nhất thời tràn ngập ra rung động người màng tai xì xì xé rách thanh. Một quyền kia, hướng về Trần Phi đầu máu tanh đánh giết đi. Thánh chiến sĩ quyền, tài quyết. T. U U Long.